Chương 600, tuyệt thế thiên kiêu hội tụ. Lần này hai tộc trưởng lão đều có dặn, thiên yêu cung thế lớn, mưu toan chia sẻ yêu thánh truyền thừa, vì lẽ đó hai tộc trước đã thông qua khí, lần này ở thánh khư bên trong cùng nhau trông coi, cần phải không thể để thiên yêu cung được yêu thánh truyền thừa. Vì lẽ đó Long Chiến Thiên cùng Lâm Huy nhìn nhau nở nụ cười, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Ầm ầm ầm, trên hư không, phảng phất có một mảnh ánh sáng nóng bỏng lóe lên, đó là một đạo hỏa diễm hồng kiều, ngang qua ngàn tỷ dặm mà tới. Phần thiên yêu hoàng cất bước đi tới, khí thế ngập trời, trong ánh mắt phảng phất có hỏa diễm ở thiêu đốt. Hắn đứng bên người Minh Tôn, chắp hai tay, mặt nở nụ cười, chỉ là xem ra cực kỳ tà dị, quanh thân bao phủ thần bí Phật quang. Phần thiên yêu hoàng cùng Minh Tôn trong nháy mắt liền xuất hiện ở Thánh Sơn trên đỉnh ngọn núi, một luồng ngập trời khí tức bộc phát ra, uy thế tứ phương. Vâng, phần thiên yêu hoàng, có người ánh mắt chấn động, phần thiên yêu hoàng khí thế bàng bạc, như một vị bị vạn yêu thờ phụng yêu tộc chi chủ, tự có một loại làm cho tâm thần người run rẩy khí thế tràn ngập. Phần thiên yêu hoàng đến, phảng phất chấn áp tứ hải bát hoang, vùng thế giới này chỉ còn lại có phần thiên yêu hoàng khí tức. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liền ngay cả Long Chiến Thiên cùng Lâm Huy ánh sáng, đều tựa như bị phần thiên yêu hoàng che đậy. Đã vượt qua địa kiếp sao? Long Chiến Thiên trong ánh mắt phong mang lóe lên, có thể cảm giác được phần thiên yêu hoàng thân thể khủng bố, khí huyết như hỏa lò. Long huynh, thánh khư tức sắp mở ra, cái kia Lâm Huy còn chưa tính, cái này phần thiên yêu hoàng nhưng là ngươi kình địch lớn nhất a. Lý Cảnh Minh nhàn nhạt nhìn phần thiên yêu hoàng một cái nói. Đó là Minh Vương tự Minh Tôn sao? Hắn cũng là tìm tốt giúp đỡ. Long Chiến Thiên nhìn Minh Tôn một chút, chậm rãi nói rằng. Lý Cảnh Minh nói rằng, e sợ còn không chỉ như vậy. Ta nghe nói Đế Mộ Sơn, Tinh Thần Cung cùng với Nam Thiên Thế Gia, thật giống đều trong bóng tối ủng hộ Thiên Yêu Cung, lần này nói vậy đều sẽ phái ra cường giả đến đây. Long Chiến Thiên gật gật đầu, xem ra phần Thiên Yêu Hoàng đối với Yêu Thánh truyền thừa là nhất định muốn lấy được, dĩ nhiên mời nhiều như vậy ngoại viện. Đế Mộ Sơn thứ 6 Thánh Tử đến rồi, có người nhìn thấy, thứ 6 Thánh Tử từ đằng xa cất bước đi tới. Đi theo phía sau mấy cái Đế Mộ Sơn đệ tử trẻ tuổi, từng cái khí tức bất phàm. Nam Thiên Thế Gia Nam Ngày Thiết Kỵ, đó là một đời mới Nam Thiên Vương. Có người ánh mắt chấn động, nhìn thấy xa xa núi rừng gào thét, một đám người mặc thiết giáp trọng kỵ, tản ra sát khí ngập trời tới rồi. Cầm đầu là một người mặc áo giáp màu đen thanh niên, xem ra anh vĩ bất phàm, biểu hiện lãnh đạm cực kỳ, trong ánh mắt phảng phất có sáng chói phong mang bắn ra. Còn có Tinh Thần Cung, Câu Trần Tinh Tử. Một mảnh sáng chói ánh sao rơi ra, vòm trời bên trên đại tinh lấp lóe, vô tận ánh sao đan dệt phảng phất tạo thành một đạo vương tọa, một cái như đế vương giống như nam tử tung ngày mà đến, tỏa ra vô cùng thô bạo cùng uy nghiêm. Hắn người mặc tinh thần bào, ánh mắt hờ hững, da thịt tỏa ra thần quang, mái tóc dài màu đen rối tung, tự có một loại tuyệt thế khí độ, tu vi sâu không lường được. Thứ 6 Thánh Tử, Nam Thiên Vương cùng Câu Trần Tinh Tử vừa ra phát hiện, phần thiên yêu hoàng liền cười tiến lên nghênh tiếp, trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Quả nhiên là này mấy nhà, thiên yêu cung cũng thật là lớn quyết đoán. Long Chiến Thiên trong ánh mắt phong mang lóe lên, rơi vào thứ 6 Thánh Tử đám người trên người. Có những người này hỗ trợ, thiên yêu cung có thể nói như hổ thêm cánh. Vèo, nhưng vào lúc này, một đạo nóng rực ánh kiếm đến từ trên trời, mênh mông mà óng ánh, phảng phất xuyên thủng nặng nề hư không. Một đám người mặc đồ trắng, gánh vác trường kiếm đệ tử trẻ tuổi, cả người thẳng tắp, như trùng tiêu thần kiếm, rơi vào phía trên ngọn Thánh Sơn. Một người cầm đầu thanh niên bạch y tóc bạc, ánh mắt sắc bén, quanh thân tỏa ra một luồng minh mông kiếm ý, tựa như là trong kiếm đế vương, chung quanh trường kiếm đều đang tiếng rung. Là kiếm thần các đại đệ tử kiếm vô song, có dây dìa bạo hoa người ánh mắt chấn động, lộ ra một tia kính sợ. Kiếm thần các đại đệ tử kiếm vô song, được xưng chiến thần đại lục vạn năm tới nay kiếm đạo kỳ tài, chiếm được kiếm thần các đoạn ngày bảy kiếm, chân truyền, đã từng một người một chiêu kiếm, giết vào đến thiên ma cổ địa. Chém giết vô số vực ngoại thiên ma, trong đó không thiếu cường đại chín sao thiên ma, danh chấn toàn bộ chiến thần đại lục. Này một vị, tuyệt đối là không thuộc về Long Chiến Thiên, Lý Cảnh Minh, phần thiên yêu hoàng thiên tài tuyệt thế, thuộc về chiến thần đại lục đứng đầu nhất một loại kia. Coi như là Nam Thiên Tôn ở kiếm vô song trước mặt, cũng chỉ có thể ảm đạm phai mờ. Kiếm vô song mang theo kiếm thần các đệ tử, rơi vào một ngọn núi bên trên, khoanh chân ngồi xuống, bạch y phiêu phiêu, tóc bạc phi dương. Không có bất kỳ muốn cùng mọi người đánh ý nghĩ bắt chuyện. Mọi người suy đoán, xem ra kiếm vô song hẳn là trung lập phái, không thuộc về ba đại yêu tộc thánh địa bất kỳ bên nào. Hư không rung động, một chiếc hư không bảo thuyền đến từ trên trời, tỏa ra nhàn nhạt chí tôn thần uy, có vẻ vô cùng khủng bố. Là chân bảo các người, có người trong ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ chấn động,
chiếc này hư không bảo thuyền, dĩ nhiên là một cái chuẩn chí tôn khí, e sợ chiếc này hư không bảo thuyền, cũng đủ để trấn áp tại tràng đại đa số người. Cũng chỉ có chân bảo các mới như thế dầu nứt đố đổ vách. Một cái quần đỏ nữ tử đứng ở trên hư không bảo trên thuyền, vóc người cao gầy, da thịt như ngọc, eo thon nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt, bộ ngực trắng nõn vô cùng sống động, nàng có một bộ hoàn mỹ dung nhan, môi đỏ hơi phồng, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, một đôi câu hồn đoạt phách mắt to, tỏa ra khác thường phong tình. Nàng đứng ở nơi đó, tự có một loại tuyệt đại phong hoa khí chất lan ra. Ánh mắt của mọi người đều sắp nhìn thẳng, chân bảo các thánh nữ, Tô Mị Nương. Phần Thiên Yêu Hoàng mắt sáng lên, lộ ra một tia nóng rực vẻ, không hề che giấu chút nào nhìn chằm chằm quần đỏ cô gái nói. Không hổ là cửu vĩ hồ bộ tộc, này Tô Mị Nương quả nhiên là trời sinh mị cốt, tuyệt đại phong hoa a. Cũng không biết này Tô Mị Nương, đến cùng thức tỉnh rồi mấy vĩ huyết mạch. Minh Tôn cũng là khẽ mỉm cười nói, nàng chỉ sợ là không thể không đến. Chân bảo các hai trong phái, nàng cửu vĩ hồ bộ tộc thế yếu, cũng nhanh muốn bị nhân tộc phái nào cho tóm thâu. Như là nữ tử này nguyện ý làm bản tọa thị thiếp, hay là ta có thể giúp nàng hiểu chân bảo các nguy hiểm. Phần Thiên Yêu Hoàng lãnh đạm nói rằng, Tô Mị Nương đi theo phía sau mấy cái bà lão, Lăng Tiêu vô cùng quen thuộc trưởng lão Trần Đồng, cũng đứng ở nàng thân biên. Bọn họ rơi vào một tòa tiểu trên đỉnh núi, nhất thời liền có rất nhiều yêu tộc thanh niên tuấn kiệt vây lại, cật lực làm bộ một bộ phong độ nhanh nhẹn dáng vẻ, muốn gây nên Tô Mị Nương chú ý. Tô Mị Nương cười nhạt, thời gian nói mấy câu, liền đem đông đảo thanh niên tuấn kiệt mê hồn cũng không có, từng cái vỗ bộ ngực xin thề, muốn ở thánh khư bên trong bảo vệ Tô Mị Nương. Ồ, cái này nếu không sai, đạo gia ta thích. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm chói tai vang lên. Lăng Tiêu cùng Phượng Nữ đứng sóng vai, từ đằng xa bước chậm mà đến, xem ra như một đôi bích nhân, bọn họ đến được hơi trễ. Mà Vô Lương đạo nhân nhìn thấy Tô Mị Nương sau khi, nhất thời liền hai mắt sáng lên đứng lên. Chương 601, Phượng Hoàng đánh cửu thiên. Khốn nạn, lại dám khinh nhờn Tô tiên tử, cái kia mũi châu lão đạo, ngươi là muốn chết sao? Cái tên này quá bị ổi. Tô Mị Nương thân một bên, đông đảo thanh niên tuấn kiệt nghe được Vô Lương đạo nhân, từng cái đối với hắn trợn mắt nhìn, tất cả đều là căm phẫn sục sôi, muốn làm hộ hoa sứ giả. Lăng Tiêu, Tô Mị Nương ánh mắt sáng lên, đôi mắt đẹp rơi vào Lăng Tiêu trên người. Thiếu niên này hết sức thần bí, nàng một chút cũng nhìn không thấu, thế nhưng Tô Mị Nương trong lòng mơ hồ cảm giác được, ở thánh khư bên trong, Lăng Tiêu nhất định có thể đủ giúp nàng. Khốn nạn, Lâm Huy nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Phượng Nữ sóng vai mà đến, nguyên bản mang theo nụ cười trên mặt, nhất thời trở nên xanh mét đứng lên. Mà thứ sáu thánh tử, Câu Trần Tinh Tử cùng Nam Thiên Vương cũng đều là phát hiện Lăng Tiêu, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra sát ý lạnh như băng. Lăng Tiêu chém Nam Thiên Tôn, giết Tinh Thần Cung ba đại tinh tử cùng mấy đại trưởng lão, đánh bại thứ sáu thánh tử, có thể nói đem Nam Thiên Thế ra, Tinh Thần Cung cùng Đế Mộ Sơn đều đắc tội tàn nhẫn, ba người này tự nhiên đối với hắn không có gì sắc mặt tốt. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà Long Chiến Thiên ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu trên người, thì lại là có chút phức tạp. Long Huynh, vị kia chính là Lăng Tiêu, biểu đệ của ngươi. Vương Hầu cảnh 9 tầng tu vi, lại có thể chém Nam Thiên Tôn cùng Tinh Thần Cung ba tên phế vật, quả nhiên thiên phú bất phàm a. Lý Cảnh Minh quan sát Lăng Tiêu một chút, hơi mỉm cười nói. Thành Kiếp đã đem lưỡng giới thành bên trong chuyện đã xảy ra nói cho hắn, vì lẽ đó Lý Cảnh Minh đối với Lăng Tiêu cũng không xa lạ gì. Từ một cái nho nhỏ bát hoang vực thành tăng đến cảnh giới như vậy, xác thực thiên phú bất phàm. Bất quá phải cải biến phụ vương ta cách nhìn, thả ra cô cô ta, e sợ rất khó a. Long Chiến Thiên cười khổ một tiếng nói, các ngươi Thủy Tinh Cung nếu là không nhận thức, vậy ta Tu La Tông cũng sẽ không khách khí. Vừa vặn sư tôn không Peta Bit 2P7C nói rồi, vô luận như thế nào, đều phải đem Lăng Tiêu thu vào ta Tu La Tông môn hạ. Lý Cảnh Minh cười nói, ngươi nghĩ thì hay lắm. Long Chiến Thiên lườm hắn một cái nói, Lăng Tiêu là ta Long tộc người, làm sao có khả năng bái vào ngươi Tu La Tông môn hạ. Xem ra thánh khư bên trong, ta còn muốn chăm sóc một chút cái này biểu đệ, Đế Mộ Sơn, Tinh Thần Cung cùng Nam Thiên Thế Gia, e sợ đều đối với hắn hận thấu xương. Long Chiến Thiên có chút bất đắc dĩ, không biết thánh khư mở ra, Lăng Tiêu tới nơi này làm gì. Bất quá tiểu tử này diễm phúc cũng không phải cạn, dĩ nhiên đem Hỏa Diễm Sơn đời mới thánh nữ câu lấy mang đi mất, không thấy chung quanh những người kia, nhìn Lăng Tiêu ánh mắt, hầu như muốn đem hắn ăn đi sao. Lăng Tiêu tiếng tăm không nhỏ, thế nhưng nơi này yêu tộc thiên tài, mỗi một người đều là kiêu căng khó thuần hạng người, bọn họ nhìn thấy Lăng Tiêu chỉ là vương hầu cảnh 9 tầng tu vi, nhất thời liền sinh ra không phục tâm tư. Đạo sĩ thối, người dám khinh nhờn Tô tiên tử, còn không quỳ xuống đến nhận tội. Người đạo sĩ thối này quá không biết xấu hổ,
nhìn lão Ngưu ta xé rách mặt của hắn. Đông đảo yêu tộc thiên tài căm phẫn sục sôi, nhưng đại đa số người ánh mắt đều rơi vào Lăng Tiêu trên người, muốn nhìn một chút vẻ mặt của hắn. Kết quả, Lăng Tiêu vẫn là một bộ cười híp mắt vẻ mặt, phảng phất đối với cái gì cũng không lưu ý. Một cái khôi ngô cực kỳ, cả người tản ra màu đồng cổ tia sáng đại hán, hoàng giả một tầng tu vi, chính là Đồng Tê Giác bộ tộc thiên tài, nhất thời hướng về Vô Lương đạo nhân đánh tới. Ngập trời khí huyết tràn ngập, hắn đấm ra một quyền, hư không đều phát ra nổ đùng tiếng. Chỉ ngươi chút tu vi ấy, cũng dám vuốt đạo gia tròm dâu. Cút về nhà bú sữa đi thôi, Vô Lương đạo nhân khinh thường nói, sau đó nhẹ bỗng một trường vỗ ra. Đồng Tê Giác bộ tộc thiên tài bị Vô Lương đạo nhân một cái tát đập gục xuống, sau đó Vô Lương đạo nhân bay ra một cước, trực tiếp đưa hắn đá trở lại. Hoàng giả cảnh 9 tầng tu vi, có người ánh mắt chấn động, này mới nhìn ra Vô Lương đạo nhân tu vi, cái tên này tuy rằng miệng rất ti tiện, thế nhưng tu vi không kém a. Này để suy nghĩ rất nhiều muốn thử thăm dò Lăng Tiêu lai lịch mọi người tắt hỏa. Sư muội, ngươi làm ta đường đường hỏa diễm sơn thánh nữ, muốn bận tâm thân phận của chính mình, cũng không nên cái gì tạp thất tạp bát mọi người hỗn cùng nhau, không duyên cớ ném chúng ta hỏa diễm sơn mặt. Xa xa Lâm Huy có chút không nhịn được, lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu cùng Phượng Nữ một chút mắng. Lâm sư huynh, ta cùng ai đồng thời là sự tự do của ta, không cần ngươi tới quản. Phượng Nữ lạnh lùng nhìn Lâm Huy một cái nói. Vô Lương đạo nhân cũng là nghiêng mắt thấy Lâm Huy một cái nói, ngươi là thứ gì? Nam không nam, nữ không nữ, hỏa diễm sơn tại sao có thể có ngươi mặt hàng này? Lâm Huy nhất thời sắc mặt phát lạnh, trong ánh mắt lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Hắn dài đến xác thực hết sức đẹp trai, giống cô gái giống như, vì lẽ đó hắn kiêng kỵ nhất liền là người khác nói hắn bất nam bất nữ. Vô Lương đạo nhân đơn giản là xúc động vảy ngược của hắn, nhất thời để hắn vô cùng tức giận đứng lên. Đạo sĩ thối, ta giết ngươi. Lâm Huy trong ánh mắt sát cơ lấp lóe, ngang trời một trường hướng về Vô Lương đạo nhân đánh tới, phảng phất có một vị hỏa diễm phượng hoàng đập tới, tỏa ra ngập trời ánh sáng nóng bỏng. Bị ta nói trúng rồi, người đây là thẹn quá thành giận muốn giết người. Coi đạo gia chẳng lẽ lại sợ ngươi? Vô Lương đạo nhân quái kêu một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt na di đi ra ngoài. Vô Lương đạo nhân nguyên bổn chạm địa phương, đại địa một tiếng vang ầm ầm nổ ra, loạn thạch bay ngang, trong nháy mắt hóa thành một dày đặc nham thạch nóng chảy, hỏa diễm hừng hực, hết sức khủng bố. Phượng Hoàng chân hỏa, ánh mắt mọi người lóe lên, Lâm Huy thi triển Phượng Hoàng chân hỏa vô cùng khủng bố, như là phổ thông hoàng giả 9 tầng cường giả, e sợ trong nháy mắt đã bị chia làm cho tàn. Vị đạo sĩ này xem ra vẫn còn có chút thủ đoạn. Đi chết, Lâm Huy trong ánh mắt thần mang óng ánh, trong tay hắn phảng phất có phù văn thần bí lấp lóe. Hư không đều đang kịch liệt run rẩy. Trong hư không vang lên một đạo bén nhọn tiếng phượng hót, Lâm Huy lòng bàn tay có một đạo phượng hoàng hư không ngang trời vồ giết mà đến, hư không phảng phất đều nổ tung. Phượng hoàng đánh 9 ngày, đây là chí tôn sát phạt thuật, Lăng Tiêu, vị bằng hữu kia của ngươi e sợ rất khó chống đối a. Phượng nữ biến sắc, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Yên tâm đi, Vô Lương đạo nhân có thể không dễ như vậy bại. Lăng Tiêu cười nhạt, đối với Vô Lương đạo nhân đúng là tràn đầy tự tin. Vô Lượng Thiên Tôn, Vô Lương đạo nhân cười nhạt, trong ánh mắt phảng phất có nhàn nhạt tử khí tràn ngập, hắn tung ngày mà lên, phía sau một mảnh màu tím tia lôi dẫn nổ ra, hóa thành kinh khủng thiên lôi đến từ trên trời. Ngũ Lôi Thiên Tâm Trưởng, cũng là chí tôn thuật, chính là Vô Lương đạo nhân giữ nhà lôi pháp, tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể hóa thành hỗn độn thần lôi, khủng bố vô biên. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ hành lực lượng tràn ngập, hóa thành ngũ hành thần lôi, trực tiếp phá tan rồi trước mắt một vùng thế giới. Đem đạo kia nóng bỏng hỏa phượng phượng hoàng ma diệt. Như là ngươi có thể tìm hiểu ra phượng hoàng đánh cửu thiên sức mạnh, hay là ta còn sợ ngươi mấy phần, bất quá lĩnh ngộ phượng hoàng đánh bảy trời sức mạnh, cũng dám ở đạo gia trước mặt hung hăng. Vô Lương đạo nhân thản nhiên nói, lại là một trường đánh ra, ngũ hành thần lôi hội tụ, như một tòa thái cổ lôi sơn, hướng về Lâm Huy trấn áp mà tới. Giết, Lâm Huy sắc mặt rất khó nhìn, muốn phải hoàn toàn tìm hiểu phượng hoàng đánh 9 ngày, chỉ cần cũng phải chứng đạo chí tôn mới có thể làm được. Phượng Hoàng đánh 9 ngày, chính là lấy Phượng Hoàng lực lượng, trồng chất 9 tầng sức mạnh, một tầng mạnh hơn một tầng, khủng bố tuyệt luân. Hắn có thể đủ tìm hiểu ra 7 tầng sức mạnh, đã coi như là cực kỳ khó khăn. Ngay ở Vô Lương đạo nhân cùng Lâm Huy đại chiến kịch liệt thời điểm, trên hư không 108 ngôi sao đồng thời tỏa hào quang rực rỡ. Sáng chói ánh sao soi sáng tứ phương, trên trời cao cái kia một đạo cổ xưa môn hộ hoàn toàn mở ra. Khí tức thần bí tràn ngập ra, thánh khư mở ra. Chương 602, Đại Minh Vương Xâm, thánh khư mở ra, sông A. Tất cả mọi người là kinh hô lên nhất thanh, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động, dồn dập tung ngày mà lên.
Trên bầu trời cổ xưa môn hộ, phảng phất là tinh không bỉ ngạn, lượn lờ sáng chói ánh sao, thần bí khó lường. Vèo, phần thiên yêu hoàng trong ánh mắt thần mang óng ánh, hóa thành một đạo hoa mỹ cầu vồng đi ngang trời, xông lên trước xông vào cổ xưa trong cánh cửa. Ầm ầm, Lâm Huy, Long Chiến Thiên, Lý Cảnh Minh đám người cũng đều không bô CDRH là dồn dập nhún người nhảy lên, xông vào thánh khư bên trong. Ngàn năm thịnh hội, yêu thánh truyền thừa, hết thảy cường giả yêu tộc đều điên cuồng, từng cái trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động. Thánh khư bên trong có vô số thiên tài địa bảo, có tạo hóa nơi, có chứng đạo chí tôn vô thượng cơ duyên, còn có cái kia trong truyền thuyết yêu thánh truyền thừa. Tất cả mọi người là không cam lòng yếu thế, trước sau xông vào thánh khư bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thánh khư môn hộ, là tùy cơ truyền tống, mọi người cẩn thận. Lăng Tiêu cùng Phượng Nữ, Vô Lương đạo nhân nhìn nhau, cũng là xông vào thánh khư bên trong. Tuy rằng Lăng Tiêu trong tay có thiên thần thạch kiện thần khí này, có thể mang bọn họ đều đưa vào đến thánh khư bên trong, nhưng thiên thần thạch người biết càng ít càng tốt, bằng không Lăng Tiêu được Xích Long chiến thần nghe đồn, chỉ sợ cũng triệt để muốn tọa thật. Vô Lương đạo nhân cũng không có lựa chọn cùng Lăng Tiêu đồng thời. Hắn thần thần bí bí nói muốn đi tìm cơ duyên của mình, sau đó tìm Lăng Tiêu hiệp. Tất cả mọi người tiến vào thánh khư bên trong. Phía trên ngọn thánh sơn, 108 ngôi sao vần quanh, cổ xưa môn hộ tỏa ra bất hủ thần bí ánh sáng. Nhưng vào lúc này, xa xa hư không ánh sáng lóe lên, Triệu Nhật Thiên thân mặc áo bảo vàng, đầu đội ngọc quan, cưỡi một đầu hư không kim tình thú xuất hiện ở phía trên ngọn thánh sơn. Nhị đại gia, xem ra chúng ta vẫn là đã tới chậm. Những người kia cũng đã tiến nhập thánh khư chi trong đó rồi. Triệu Nhật Thiên nhìn không có một bóng người thánh sơn, lầm bầm lầu bầu nói rằng. Không cần lo bọn họ, coi như là bọn họ tiến vào thánh khư bên trong, cũng không chiếm được vậy cuối cùng truyền thừa. Ngày ngày, nghe nhị đại gia, cái kia yêu thánh truyền thừa nhất định thuộc về ngươi. Nhị đại gia thanh âm ở Triệu Nhật Thiên trong óc vang lên. Nhị đại gia, ta nhưng là thuần khiết nhân tộc huyết mạch, thái dương thánh thể, cái kia yêu thánh truyền thừa thật là có thể lựa chọn ta. Triệu Nhật Thiên tuy rằng ánh mắt hết sức kích động, nhưng vẫn còn có chút nghi hoặc. Nhị đại gia cười hắc hắc nói, yên tâm đi, ta theo yêu thánh rất quen, ta nói truyền thừa là của ngươi, ai cũng cướp không đi. Chúng ta này về nếu như gặp phải Lăng Tiêu làm sao bây giờ? Nhớ tới Lăng Tiêu, Triệu Nhật Thiên bản năng cũng cảm giác được có chút sợ sệt. Sợ hắn làm gì, ngươi sau đó sẽ là thống lĩnh thiên hạ, uy chấn bát hoang ngày thiên chí tôn, nếu như thật gặp hắn, vậy thì làm thịt tiểu tử kia, đoạt hắn vô tự thiên thư. Nhị đại gia hào khí nói rằng, ha ha ha, tốt, làm thịt Lăng Tiêu tên kia, để hắn còn dám cùng ta đối nghịch. Triệu Nhật Thiên cũng là hăng hái, hết sức kiêu ngạo, cưỡi hư không kim tình thú đi vào đến đó phiến trong cánh cửa. Lăng Tiêu xuất hiện ở một thung lũng bên trong, đây là một mảnh vô cùng sơn cốc to lớn, núi cao cao to vạn trượng, tủng vào trong mây, tỏa ra một luồng mãng hoang khí tức cổ xưa. Bên trong sơn cốc bao phủ nhàn nhạt xương trắng, xem ra hết sức tường cùng, cổ thụ chọc trời. Dây leo già vần quanh, mỗi bên loại kỳ hoa dị thảo, tản ra nhàn nhạt thơm ngát. Lăng Tiêu đột nhiên xuất hiện, nhất thời đã kinh động một cái tiểu tử. Lăng Tiêu nhìn thấy, một khối to lớn thạch đầu bay lên, thạch đầu phía dưới có một bạch bạch bàn bàn cây củ cải lớn, tát lên chân bỏ chạy, vừa chạy còn một vừa hùng hùng hổ hổ. Xem mày, hù chết ra ra, một tiểu tử kia, ngươi chờ ta, ra ra sớm muộn tiêu diệt ngươi. Cây củ cải lớn tốc độ cực nhanh, như một vệt màu trắng chớp giật. Trong nháy mắt liền hướng về bên ngoài sơn cốc vào tới. Hả, Lăng Tiêu mắt sáng lên, hắn vừa tới thánh khư bên trong, còn chưa kịp quen thuộc hoàn cảnh chung quanh, kết quả là bị một cái cây củ cải lớn cho mắng một trận. Thế nhưng, Lăng Tiêu định thần nhìn lại, vậy nơi nào là cái gì cây củ cải lớn, đó lại là một cây trong truyền thuyết vô thượng thần dược. Đại Minh Vương Sâm, muốn chạy, đứng lại cho ta đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, nhất thời triển khai đại na di bí mật thần thông. Hướng về trốn chạy cây củ cải lớn đuổi theo. Đại Minh Vương Sâm, chính là trong truyền thuyết vô thượng thần dược một trong, có thể để cường giả chí tôn sống lại một đời, ẩn chứa kinh thiên động địa vô thượng tạo hóa. Bề ngoài xem ra giống như một cây củ cải lớn, béo trắng, óng ánh hoàn mỹ, nắm giữ phi thiên độn địa thần thông, rất khó bắt được. Hơn nữa, Đại Minh Vương Sâm ở chiến thần đại lục bên trong, sớm liền đã biến mất rồi. Bất quá Lăng Tiêu nhìn kỹ mới phát hiện. Bụi cây này Đại Minh Vương Sâm vẫn không tính là vô thượng thần dược, chỉ có thể coi là một cây chuẩn thần dược, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên tiến hóa ra linh trí, còn sẽ mắng người, để Lăng Tiêu khá là không nói gì. Lăng Tiêu triển khai đại na di thần thông, cả người như một đạo kim sắc chớp giật, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cách Đại Minh Vương Sâm càng ngày càng gần. Một tiểu tử kia, người đuổi ra ra làm gì? Cút về nhà bú sữa đi thôi,
ra ra không phải là ngươi có thể đủ đuổi kịp, ha ha ha. Đại Minh Vương Sâm nhìn thấy Lăng Tiêu dĩ nhiên tại đuổi nó, nhất thời một bên chạy trốn, một bên cười nhạo nói, có vẻ hết sức hung hăng. Thế nhưng sau một khắc, nó liền không cười được, bởi vì nó cảm giác được, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, thế nhưng Lăng Tiêu tốc độ dĩ nhiên so với nó còn nhanh hơn một tia, cấp tốc đuổi theo. Mắng nha, ngươi làm sao không mắng? Ta nghĩ một hồi, chờ ta bắt được ngươi làm như thế nào ăn ngươi thì sao? Là chiên dầu, vẫn là hầm, hoặc có lẽ là cùng yêu thú tinh thịt đồng thời nấu canh, mùi vị đó phải rất khá. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, bụi cây này Đại Minh Vương Sâm thật là phách lối, đã như vậy, không bắt được nó vậy thật là có lỗi với nó. Đại Minh Vương Sâm cả người cứng đờ, như là bị kinh hãi giống như vậy, nhất thời quái kêu một tiếng, hóa thành một tia sáng trắng chui vào trong đất. Chui vào lòng đất cũng không dùng, Lăng Tiêu cười nhạt, tương tự là xông vào lòng đất. Na Di bí thuật ẩn chứa các loại tạo hóa, Lăng Tiêu lĩnh ngộ ra đại Na Di thần thông, liền ngầm có ý ngũ hành độn thuật thần diệu, qua lại đại địa, có thể nói là như dẫm trên đất bằng. Cảm giác được Lăng Tiêu càng ngày càng gần, Đại Minh Vương Sâm vong hồn đại mạo, phải biết trong ngày thường liền ngay cả này nửa bước yêu tôn đều không đuổi kịp nó, Đại Minh Vương Sâm tốc độ đứng đầu thiên hạ. Mà tiến hóa thành thần dược Đại Minh Vương Sâm, càng là có thêm qua lại hư không, chớp mắt 10 triệu giảm cực tốc, liền ngay cả cường giả chí tôn cũng rất khó bắt được. Nó không nghĩ tới, dĩ nhiên gặp nhất cá quái thai, tốc độ so với nó còn nhanh hơn. Cứu mạng a, Đại Minh Vương Sâm gân giọng hô lớn, phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng. Nó lại chạy ra khỏi đại địa, dọc theo vô tận sơn mạch cực tốc qua lại, liền bú sữa mẹ khí lực đều sử xuất ra. Cứu mạng, ngươi chính là ngoan ngoãn tới đây cho ta đi, yên tâm, ta không biết một lần đưa ngươi ăn hết, nhìn ngươi này bạch bạch bàn bàn dáng vẻ, nấu canh cũng có thể hầm nhiều lần. Lăng Tiêu không nhanh không chậm treo sau lưng nó, thế nhưng lời nói nhưng để Đại Minh Vương Sâm tê cả da đầu, vô cùng sợ hãi. Ta gọi ra ra ngươi, ngươi là ông nội ta. Ta ăn không ngon, thật sự ăn không ngon a, ra ra ngươi đi tìm những thứ khác thánh dược đi. Này thánh khư trong thiên địa linh vật nhiều như vậy, ngươi làm gì thế luôn nhìn ta chằm chằm không buông. Đại Minh Vương Sâm nhanh muốn khóc, một bên chạy trốn, vừa hướng Lăng Tiêu xin tha. Chương 603, chặn đường đánh cướp. Lăng Tiêu cùng Đại Minh Vương Sâm một đuổi một chạy, lướt qua một mảnh mãng hoang sơn mạch, trong nháy mắt liền bay hơn 10.000 dặm. Ra ra, tổ tông, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Coi ta là làm một cái dám đem thả đi. Đại Minh Vương Sâm vẻ mặt đưa đám xin tha. Thả ngươi, ngươi không phải mắng vui mừng sao? Nguyên bản ta còn không tính bắt ngươi, nhưng ngươi như thế được nước, ta cuối cùng muốn dạy dỗ ngươi làm người như thế nào không phải? Không đúng, là thế nào làm thần dược? Lăng Tiêu tựa như cười mà không phải cười nói, dưới chân lưu quang cực nhanh, phù văn óng ánh cực kỳ, cùng Đại Minh Vương Sâm khoảng cách chỉ còn lại có ngàn trượng trái phải. Bất quá, Lăng Tiêu trong lòng cũng khá là thán phục. Này Đại Minh Vương Sâm tốc độ xác thực cực nhanh, nếu không phải là mình tu luyện Na Di bí thuật, e là cho dù là nửa bước chí tôn cũng không đuổi kịp nó. Đại Minh Vương Sâm cả người cứng đờ, đơn giản là khóc không ra nước mắt, hối hận muốn chết, tấm này phá miệng như vậy được nước làm gì. Nó trong ngày thường dựa dẫm cực tốc, đối với cái kia chút mơ ước yêu thú của nó mắng thuận miệng, không nghĩ tới đi đêm nhiều cũng sẽ gặp phải quỷ. Điều này cũng tốt, đắc tội rồi Lăng Tiêu tên sát tinh này, đuổi hắn lên trời không đường xuống đất không cửa. Bay qua một mảnh mãng hoang sơn mạch, phía trước là một mảnh bát ngát hồ nước. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồ nước màu xanh lam, như là tấm gương, xem ra óng ánh lóa mắt, hiện ra thần bí ánh sáng. Sương mù mờ mịt, như tiên cảnh. Đại Minh Vương Sâm ánh mắt sáng ngời, tên sát tinh này sẽ thuật độn thổ, không biết liền thủy độn thuật đều sẽ chứ. Nó một đầu liền đâm vào giữa hồ, một đạo sáng chói bảo quang bộc phát ra, phù văn óng ánh, rực rỡ lóa mắt. Giữa hồ bay ra một đạo tấm võng lớn màu vàng óng, trong nháy mắt đem Đại Minh Vương Sâm trói buộc đứng lên, ngang trời bay lên. Ha ha ha, rốt cục bắt được dâu rồng cá. Ồ, không phải dâu rồng cá, này hình như là một cây linh dược. Làm sao giống như một cây củ cải lớn? Có người nhận thức bụi cây này linh dược sao? Chung quanh hồ, sóng nước bay lên trời, mấy cái thanh niên mặc áo bào đen từ giữa hồ vọt ra, cầm đầu là một cái áo bào đen ông lão, tóc bạc bay lượn, khuôn mặt uy nghiêm. Trong tay ánh sáng lóe lên, cái kia một đạo tấm võng lớn màu vàng óng liền rơi xuống trong tay hắn. Mấy người thanh niên mắt sáng lên, thấy được tấm võng lớn màu vàng kim trong Đại Minh Vương Sâm, đều là hơi nghi hoặc một chút nói. Bọn họ ở mảnh này giữa hồ, chính là vì với lên cổ dị loại dâu rồng cá, nhưng không nghĩ tới dâu rồng cá chưa bắt được, đúng là bắt được cái cây củ cải lớn. Ta chính là cái cây củ cải lớn, không phải là cái gì linh dược, các ngươi nhận lầm.
mau thả ta đi, mấy vị đại gia. Đại Minh Vương Sâm vẻ mặt đưa đám, mới ra miệng hổ, lại rơi vào rồi hang sói, những người này xem ra cũng không giống là vật gì tốt. Này hình như là trong truyền thuyết Đại Minh Vương Sâm, vô thượng thần dược, áo bào đen ông lão trong ánh mắt tinh mang lóe lên, như là nghĩ tới điều gì, bắt đầu trở nên cực kỳ kích động. Cái gì, vô thượng thần dược, cái kia chút thanh niên áo bào đen mặc dù không biết cái gì Đại Minh Vương Sâm, thế nhưng vô thượng thần dược mấy chữ này, để cho bọn họ giống như là hít thuốc lắc giống như, cả người đều có chút run rẩy đứng lên. Biết nói chuyện linh dược, ta chưa từng thấy qua, quả nhiên là vô thượng thần dược a, dĩ nhiên nắm giữ mạnh như vậy linh trí. Ha ha ha, vô thượng thần dược, như là giao cho thiếu tộc trưởng, chúng ta chính là một cái công lớn, nói không chắc thiếu tộc trưởng nuốt vào cái này cây củ cải lớn, là có thể chứng đạo chí tôn, một lần đoạt được yêu thánh truyền thừa. Đông đảo thanh niên áo bào đen đều có chút kích động. Ta nói chư vị, cái này cây củ cải lớn là tại hạ đồ vật, ta đuổi lâu như vậy, phản mà rơi vào trong tay các ngươi nhìn có phải là nên trả lại cho ta. Một đạo lạnh nhạt âm thanh vang lên, Lăng Tiêu từ trên hư không hạ xuống, bạch y phiêu phiêu, mặt nở nụ cười, nhìn mấy cái thanh niên áo bào đen. Mấy cái này thanh niên áo bào đen trên người yêu khí tràn ngập, chính là cửu anh bộ tộc cường giả, tất cả đều là vương hầu cảnh 9 tầng tu vi, mà cái kia ông lão dẫn đầu, rõ ràng là hoàng giả cảnh 9 tầng. Ngươi là, Lăng Tiêu. Những này thanh niên áo bào đen nhìn thấy Lăng Tiêu sau khi, ánh mắt chấn động, nhất thời liền nhận ra Lăng Tiêu thân phận. Trong truyền thuyết, Lăng Tiêu nhưng là chém giết Nam Thiên Tôn, giết Tinh Thần Cung ba đại tinh tử, đồng thời đánh bại Đế Mộ Sơn thứ 6 thánh tử, sức chiến đấu tuyệt cường. Thế nhưng, cửu anh bộ tộc người cũng chưa từng thấy Lăng Tiêu ra tay, hơn nữa Lăng Tiêu xem ra cũng bất quá là vương hầu cảnh 9 tầng tu vi, cũng không có chỗ gì đặc biệt. Lăng Tiêu, đây cũng không phải là cái gì cây củ cải lớn, đây là Đại Minh Vương Sâm. Chúng ta thật vất vả mới lấy được bảo vật, e sợ cùng ngươi không có quan hệ chứ. Cầm đầu áo bào đen ông lão trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi nói rằng. Như là linh dược giống vậy còn chưa tính, đây chính là chuẩn thánh dược Đại Minh Vương Sâm, nói cái gì cũng không có thể tướng để. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, ta đuổi Đại Minh Vương Sâm mấy vạn dặm, cứ như vậy bị các ngươi được tiện nghi, chỉ sợ không còn gì để nói chứ. Giao ra đây, ta tha các ngươi ly khai. Lăng Tiêu. Người bất quá chỉ là vương hầu cảnh 9 tầng tu vi, có cái gì tốt phách lối? Chính là, chỉ bằng ngươi cũng có thể giết được Nam Thiên Tôn. Xem ra đồn đại thực sự là lầm người. Cửu anh bộ tộc thanh niên áo bào đen đều là cười lạnh một tiếng nói. Áo bào đen ông lão trong ánh mắt lộ ra một tia lệ mang cùng sát ý, mọi người trong nháy mắt hướng về Lăng Tiêu xông tới. Lăng Tiêu, ngươi lại dám đánh ta cửu anh bộ tộc bảo vật chủ ý, muốn chết. Giết hắn cho ta, áo bào đen ông lão bỗng nhiên nghiêm ngặt quát một tiếng. Trước tiên hướng về Lăng Tiêu vồ giết mà tới. Ầm ầm ầm, hắn hoàng giả cảnh 9 tầng tu vi triệt để bộc phát ra, một trường đánh ra, màu đen thần quang óng ánh vô cùng, phảng phất hóa thành một mảnh đại dương màu đen, hướng về Lăng Tiêu chân áp mà tới. Đoạt ta Đại Minh Vương Sâm, còn muốn giết người sao? Thực sự là không biết sống chết a. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra một tia lệ mang. Ầm ầm, trên người hắn tinh lực sôi trào, hào quang màu vàng óng bộc phát ra. Trong nháy mắt như một vị thái cổ hung thú thức tỉnh rồi, tỏa ra một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng. Lăng Tiêu đấm ra một quyền, long uy mênh mông, răng rác, áo bào đen ông lão sắc mặt đại biến, cảm giác được một luồng dây dứt đau đớn kéo tới, cánh tay của hắn trong nháy mắt nổ thành một mảnh xương máu, Lăng Tiêu cú đấm này thế đi không giảm, trực tiếp đem hắn trái tim đánh bể. Sau đó, thôn thiên kim liền ánh sáng cuốn một cái, liền đem áo bào đen lão giả nguyên thần cắn nuốt. Nhìn thấy Lăng Tiêu lưu loát dứt khoát như vậy giải quyết rồi áo bào đen ông lão, cái kia chút thanh niên áo bào đen đều sợ choáng váng. Bọn họ vào lúc này mới hiểu được, nguyên lai Lăng Tiêu là thật có chém giết Nam Thiên Tôn sức chiến đấu. Chỉ là, bọn họ minh bạch quá muộn. Ầm ầm, Lăng Tiêu trong nháy mắt đánh ra mấy chục quyền, sáng chói ánh quyền nổ ra, cái kia chút thanh niên áo bào đen thậm chí ngay cả cổ họng cũng không có nói một tiếng, trực tiếp nổ thành một mảnh xương máu, hoàn toàn hồn phi phách tán. Chuyện này thật con bà nó chính là một tên sát tinh, ta đây hạ thảm. Đại Minh Vương Sâm vẻ mặt đưa đám, cảm giác được nhân sinh hoàn toàn u ám. Bù, cái kia Epsus bảy đạo tấm võng lớn màu vàng óng ong ong run lên, liền muốn ngang trời bay đi. Chỉ là một cái tuyệt phẩm đạo khí, có thể thoát được sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, trong lòng hắn suy đoán hay là này tấm võng lớn màu vàng óng chính là cái kia cửu anh bộ tộc thiếu tộc trưởng bảo vật, xem như là rất có linh tính. Vì lẽ đó ở mất đi khống chế sau khi, vừa muốn bay trở lại chủ nhân thân biên đi. Lăng Tiêu cường đại nguyên thần lực lượng bạo phát, trong nháy mắt liền xóa đi tấm võng lớn màu vàng kim bên trên dấu ấn nguyên thần. Thiên la lưới sao,
Lăng Tiêu mắt sáng lên, quả nhiên là một cái tuyệt phẩm đạo khí, không trách có thể bắt được Đại Minh Vương Sâm. Lăng Tiêu đem Đại Minh Vương Sâm từ thiên la trong lưới bắt được đi ra, sau đó vô cùng tùy ý đem thiên la lưới ném vào thiên thần thạch bên trong. Buông, buông, ra ra ta thả chết chứ không chịu khuất phục, người tên hỗn đản vương bát đản này, ra ra ta chính là thành quỷ cũng không thả quá ngươi. Đại Minh Vương Sâm ở Lăng Tiêu trong tay dùng sức giãy giụa, bạch bạch bàn bàn thân thể vặn vẹo, phảng phất biết rõ bản thân mình kết cục, bắt đầu đối với Lăng Tiêu tức miệng mắng to đứng lên. Chương 604, Long Tu Ngư, yêu a hát, rất có cốt khí a. Nguyên bản ngã còn dự định lưu lại cái mạng nhỏ của ngươi, xem ra hiện tại không ăn ngươi cũng không được. Lăng Tiêu tựa như cười mà không phải cười nhìn Đại Minh Vương Sâm một cái nói. Đại Minh Vương Sâm cả người cứng đờ, trên mặt vội vã chen làm ra một bộ nụ cười nói, ta sai rồi, tiểu tổ tông, ta thật sự sai rồi. Ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, không muốn ăn ta, ta không tốt đẹp gì ăn, vừa ra lại lạc nha, ta biết thánh khư bên trong có rất nhiều thiên tài địa bảo, người thả ta dẫn người đi bắt những tên kia. Nhìn bụi cây này không có tiết tháo Đại Minh Vương Sâm, Lăng Tiêu cũng là khá là không nói gì, cũng không biết làm sao sẽ sinh ra như thế kỳ lạ Đại Minh Vương Sâm. Một loại linh dược muốn tiến hóa ra có thể so với nhân tộc linh trí, ít nhất cũng phải đạt đến thần dược cấp độ. Chuẩn thần dược mặc dù có chút linh trí, nhưng giống Đại Minh Vương Sâm như vậy lão lưu manh, đơn giản là gần như không tồn tại. Phảng phất sợ Lăng Tiêu không tin, Đại Minh Vương Sâm liền vội vàng nói, tiểu tổ tông, tòa này trong hồ có thượng cổ dị loại long tu ngư, chất chứa một tia chân long huyết mạch, đối với tăng lên thân thể lực lượng vô cùng mới có lợi. Đại Minh Vương Sâm trong lòng đều ở đây rơi lệ, hôm nay thực sự là ngã tám đời huyết môi, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là rơi xuống tên sát tinh này trong tay. Long tu ngư sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, long tu ngư đúng là thượng cổ dị loại, cực kỳ chân quý linh ngư, ẩn chứa một tia chân long huyết mạch, có thể để yêu thú huyết mạch sản sinh tiến hóa, đồng thời rèn luyện thân thể lực lượng. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không trách vừa cái kia chút cửu anh bộ tộc ra hỏa, ở đây bắt giữ long tu ngư. Lăng Tiêu kiểm tra một hồi cái kia cửu anh bộ tộc áo bào đen lão giả nguyên thần, cũng phát hiện tòa này trong hồ quả thật có long tu ngư, Đại Minh Vương Sâm không có nói láo. Xem ra ngươi có chút tác dụng, vậy thì tạm thời trước tiên lưu lại cái mạng nhỏ của ngươi. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, đa tạ tiểu tổ tông, ta nhất định sẽ đem toàn bộ thánh khư đều cho ngươi nhảy ra đến, đem những thánh dược kia, thần dược, linh căn linh quả, đều bắt ngươi về. Đại Minh Vương Sâm đại hỉ, vội vã đồng hồ trung tâm. Lời trước tiên đừng nói dễ nghe như vậy, ngươi cũng đã tiến hóa ra dược thần đi, dâng ra ngươi dược thần dấu ấn, ta sẽ tha cho ngươi. Lăng Tiêu liếc mắt nhìn Đại Minh Vương Sâm một chút. Đại Minh Vương Sâm nhất thời sắc mặt một khổ, như là ăn cái giày thối giống như khó coi. Dược thần là thần dược nguyên thần, giao ra dược thần dấu ấn, nói cách khác từ đây nhưng là hoàn toàn nhận thức Lăng Tiêu là chủ, muốn chạy đều chạy không thoát. Thế nhưng, hiện tại tình thế không ai mạnh, như là không giao ra dược thần dấu ấn. Nó không nghi ngờ chút nào tên sát tinh này thật sẽ diệt nó. Đại Minh Vương Sâm vẻ mặt đưa đám, trong cơ thể bay ra một đạo phù văn cổ xưa, trắng nõn như ngọc, ẩn chứa thần tính gợn sóng, Lăng Tiêu nhất thời đem dung nhập vào mình trong óc. Lăng Tiêu hài lòng gật đầu một cái nói, không sai, tiểu tử ngươi không có gạt ta. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi ra sức làm việc, thể hiện ra giá trị của ngươi, ta sẽ không ăn ngươi, ngược lại còn sẽ tìm được bản nguyên tinh hoa, giúp ngươi đột phá đến thần dược cảnh giới. Thật sự phờ phạc Đại Minh Vương Sâm, nhất thời như là hít thuốc lắc giống như kích động. Đương nhiên là thật sự. Sau đó vì phòng ngừa người khác nhận ra ngươi, ngươi liền gọi cây củ cải lớn, đem ngươi tố sợi dâu đều thu. Lăng Tiêu hơi mỉm cười nói, cây củ cải lớn, danh tự này thật khó nghe, có thể hay không đổi một cái. Đại Minh Vương Sâm nhất thời ỉu xìu, không thể, Lăng Tiêu dứt khoát từ chối. Cây củ cải lớn liền cây củ cải lớn đi, chủ nhân, những long tu ngư kia nhưng là thật to giảo hoạt. Vừa nãy những thứ ngu xuẩn kia muốn dùng lưới đến bắt giữ long tu ngư, lại quá 100 năm cũng không bắt được. Đại Minh Vương Sâm, hiện tại phải gọi cây củ cải lớn ngược lại có thể bày đang tâm thái của chính mình, có thể lưu lại mạng nhỏ đối với nó tới nói đã là vạn hạnh. Vì thân thể phát hiện giá trị của chính mình, nó nhất thời bắt đầu biểu lộ trung thành. Ồ, ngươi có biện pháp gì? Kỳ thực rất đơn giản. Long tu ngư thích ăn nhất chính là long tu thảo, này chung quanh hồ bên trong thung lũng, khẳng định có long tu thảo. Chỉ cần nắm long tu thảo làm mối, đến thời điểm một chảo một cái chuẩn. Cây củ cải lớn biết mình mạng nhỏ bị Lăng Tiêu nắm giữ, cũng liền từ bỏ trốn chạy tâm tư. Nó thu hồi tố sợi dâu, xem ra thật sự như là một cái bạch bạch bàn bàn cây củ cải lớn, ngồi ở Lăng Tiêu trên bả vai, rào rạt đắc ý nói. Long tu thảo sao? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười,
bắt long tu ngư phương pháp chính hắn cũng biết, bất quá nhìn cây củ cải lớn bỏ công như vậy, hắn cũng không có vạch trần nó. Lăng Tiêu thân hình lóe lên, liền cướp đến rồi chung quanh bên trong thung lũng, rất nhanh liền tìm được long tu thảo. Long tu thảo toàn thân kim quang óng ánh, diệp tử dài nhỏ, như chân long chi sợi dâu, tản ra nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy. Lăng Tiêu rất nhanh sẽ hái mấy chục cây long tu thảo, đến rồi hồ nước bên trên. Từng cái bắt quá phí sức, xem ta làm nhiều tiền. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, trong lòng bàn tay thôn thiên chân hỏa tràn ngập ra, long tu thảo bắt đầu bị nóng chảy, tạo thành một mảnh màu vàng linh dược tinh hoa. Lăng Tiêu lại lấy ra một ít mạnh mẽ máu tươi của yêu thú, gia nhập vào trong đó tiến hành luyện chế, cũng không lâu lắm liền luyện chế thành một mảnh tản ra nồng nặc mùi thơm màu vàng bột phấn. Vẻ này hương vị tràn ngập ra, cây củ cải lớn mắt đều là sáng lên. Đây là cái gì? Long tu tán, long tu thảo dược tính được cường hóa gấp trăm lần, lại thêm cái khác máu tươi của yêu thú, e sợ long tu ngư muốn không thể chờ đợi chứ. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, trực tiếp đem một nửa long tu tán rắc vào đến rồi giữa hồ. Lẩm bẩm, rất nhanh, nguyên bản nhất bích như tẩy hồ nước, bắt đầu nổi lên nhàn nhạt sóng gợn, sóng nước chấn động, từng đạo khí tức thần bí nhanh chóng tiếp cận, tỏa ra kim quang sáng chói, phảng phất đem hồ nước đều nhuộm thành màu vàng. Long tu ngư đến rồi, cây củ cải lớn ánh mắt sáng lên, liền vội vàng nói. Giữa hồ, từng cái dài một tấc long tu ngư chen chúc mà tới, long tu ngư toàn thân trình màu vàng, có rất dài râu rồng, quanh thân áng vàng tràn ngập, phảng phất có thiểm điện bốc lên, lẫn nhau đan xen vào nhau, đem mảnh này hồ nước hóa thành lôi hải. Nhanh bắt a, nhiều như vậy long tu ngư, lần này phát đạt. Cây củ cải lớn ngụm nước đều sắp đi ra, vội vã thúc giục. Không nên gấp gáp, tên to xác lập tức tới ngay. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, long tu ngư đã hội tụ trên trăm đầu, trong đó không thiếu dài hai tấc dài ba tấc long tu ngư, thậm chí còn có một cái gần như dài một thước long tu ngư, phảng phất là cá vương, ở nơi đó bơi lội, đan xen hoa mỹ thiểm điện. Long tu ngư là thượng cổ rồng loại, ngàn năm khả năng sống dài một tấc, dài một thước long tu ngư, nói cách khác chỉ ít sinh trưởng 10.000 năm. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, cái kia dài một thước long tu ngư, dĩ nhiên so với yêu hoàng khí tức còn cường đại hơn. Ầm ầm ầm, ánh chớp đan dệt, áng vàng lượn lờ, mảnh này hồ nước bên trên dị tượng kinh người, phảng phất có cái gì chí bảo ra đời, đồng thời lượn lờ thần bí mùi thơm lạ lùng. Lăng Tiêu nhìn thấy những long tu tán kia rất nhanh sẽ bị thôn phệ xong, trong nháy mắt liền đem một nửa kia long tu tán cũng vãi vào. Ầm, cả tòa hồ nước phảng phất sôi trào giống như, sóng lớn cuồn cuộn, sóng nước dập dờn, một cổ cường đại vô cùng khí tức thật nhanh tiếp cận. Chương 605, Thần cung Thanh Vân, đến rồi. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, hắn nhìn thấy một cái dài một trượng to lớn long tu ngư, cả người vòng quanh màu vàng thiểm điện, uy thế ngập trời. Dài một trượng long tu ngư, đây chính là sinh trưởng 10 vạn năm long tu ngư vương, nhất thời nhìn ra cây củ cải lớn trợn cả mắt lên. Chỉ thấy long tu ngư vương miệng lớn một nuốt, liền đem tất cả long tu tán nuốt vào, sau đó liền muốn lẻn vào đến giữa hồ. Trốn chỗ nào, Lăng Tiêu trong tay thiên la lưới ánh sáng lóe lên. Trong nháy mắt liền hướng về to lớn long tu ngư vương bao phủ mà tới. Ầm ầm, long tu ngư vương phảng phất cũng cảm thấy nguy hiểm, trong miệng phun ra một đạo kim sắc ánh chớp, trong nháy mắt liền oanh đến rồi thiên la lưới bên trên. Thiên la lưới ánh sáng óng ánh, vô số phù văn nổ ra, dĩ nhiên không chịu nổi long tu ngư vương công kích, ầm ầm một tiếng nổ tung. Không hổ là long tu ngư vương, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, liền tuyệt phẩm đạo khí đều đỡ không được long tu ngư vương một đòn, xác thực hung hãn ngập D2SNPZ một trời. Hắn phảng phất sớm có dự liệu, nhún người nhảy lên, nhanh như thiểm điện, một quyền đánh đi ra. Ngang, cường đại long uy tràn ngập, Lăng Tiêu thiên long thân thể bộc phát ra, cái kia long tu ngư vương phảng phất bị kinh sợ dọa, xoay người liền muốn xông vào đến giữa hồ. Nhưng Lăng Tiêu tốc độ càng nhanh hơn, một quyền đánh vào long tu ngư vương cá trên bụng, màu vàng thiểm điện bạo phát, đưa nó oanh lên thiên không. Lăng Tiêu biết, long tu ngư vương nếu là ở trong nước, uy năng tăng lên dữ dội gấp 10 lần, e sợ chính mình căn bản không bắt được nó, cho nên tuyệt đúng không có thể để nó tiến nhập trong hồ. Long tu ngư, tại sao có thể có lớn như vậy long tu ngư? Một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền đến, xa xa trên hư không, bay tới một đôi khí tức cường đại thanh niên nam nữ, ánh mắt của hai người bên trong tràn đầy vẻ kích động. Nam anh tuấn bất phàm, nữ dung nhan xinh đẹp, đều là người mặc thanh bào, khắp khuôn mặt là vẻ ngạo nghễ. Hai người bọn họ tu vi, tất cả đều đạt tới hoàng giả cảnh ba tầng. Đại ca, có này long tu ngư, nói không chắc huyết mạch của chúng ta là có thể làm tiếp đột phá, nhất định phải được. Ta giết người này, người đi bắt long tu ngư. Thanh bào nữ tử trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý,
lạnh giọng nói rằng. Được, lớn như vậy Long Tu Ngư Vương, tuyệt đối là vô thượng chí bảo a. Nam tử áo bào xanh cũng là kích động nói. Vèo, thanh bào tay của cô gái bên trong ánh sáng lóe lên, xuất hiện một thanh cổ xưa cung, dựng cung lên bắn mũi tên, chỉ về Lăng Tiêu, nhất thời một đạo màu xanh mũi tên mang xuyên thủng hư không, hướng về Lăng Tiêu trái tim phóng tới. Hả, muốn chết, Lăng Tiêu trong ánh mắt hàn mang lóe lên, hắn cũng chú ý tới này một đôi thanh niên nam nữ, thế nhưng không nghĩ tới bọn họ vừa xuất hiện, dĩ nhiên liền lên Long Tu Ngư Vương chú ý, hơn nữa còn muốn động thủ với hắn. Đạo kia màu xanh mũi tên mang tốc độ cực nhanh, ẩn chứa một tia xuyên thủng hết thảy sức mạnh, để Lăng Tiêu đều cảm giác được một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ. Bù, Lăng Tiêu trong nháy mắt triển khai đại na di thần thông, ở tại chỗ để lại một đạo tàn ảnh, mà chân thân nhưng là trong nháy mắt xuất hiện ở Long Tu Ngư Vương thân một bên, đấm ra một quyền, kinh khủng thân thể lực lượng triệt để bộc phát ra. Ầm ầm, cú đấm này mạnh mẽ đập vào Long Tu Ngư Vương trên đầu, đem Long Tu Ngư Vương đánh cho đầu óc say xe, trên người ngư lân đều nổ tung, chảy ra dòng máu vàng óng nhàn nhạt. Thừa cơ hội này, Lăng Tiêu trực tiếp đem Long Tu Ngư Vương thu vào thiên thần thạch bên trong, mặc kệ dần vặt đi tới. Giao ra Long Tu Ngư, thanh bào nam nữ đều là trong ánh mắt sát cơ lóe lên, đồng thời mắng. Trong lòng bọn họ cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, chuôi này cổ cung chính là bọn hắn chấn tộc chi bảo, tuy rằng hư hại rất nhiều, nhưng một nhanh như tên bắn ra, thiên địa biến sắc, liền ngay cả hoàng giả cảnh 9 tầng cường giả, cũng có thể một nhanh như tên bắn giết. Bọn họ không nghĩ tới Lăng Tiêu lại có thể tránh thoát này một mũi tên, còn đang trong khoảnh khắc thu phục Long Tu Ngư Vương. Lăng Tiêu ngay cả xem cũng không có nhìn bọn họ một chút, thừa dịp phía dưới giữa hồ Long Tu Tán vẫn chưa hoàn toàn tản đi, phất ống tay áo một cái, đem giữa hồ trên trăm đầu Long Tu Ngư tóm lấy, còn có cây củ cải lớn, đều thu vào thiên thần thạch bên trong. Muốn chết, thanh bào nữ tử ánh mắt phát lạnh, không nghĩ tới Lăng Tiêu lại dám như vậy không nhìn bọn họ, nhất thời từ phía sau lưng rút ra một viên màu xanh mũi tên. Chính là dùng kỳ dị thanh kim đúc thành, lộ ra màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng thần thánh. Mũi tên khoát lên trên dây cung, trong nháy mắt sấm gió đại chấn, một cổ kinh khủng sát cơ đem Lăng Tiêu khóa được đứng lên, so với trước càng kinh khủng hơn màu xanh thần nhanh như tên bắn đến. Thiên địa rung mạnh, hư không chấn động kịch liệt, phảng phất hư không vào đúng lúc này đều phải nổ tung, một luồng chí tôn thần uy bắn về phía Lăng Tiêu. Chí tôn khí, Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, thanh bào tay cô gái bên trong cổ cung dĩ nhiên là chí tôn khí. Không trách để hắn cảm nhận được như vậy sự uy hiếp mạnh mẽ. Các ngươi đây là đang tìm cái chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát ý tràn ngập, hắn không nghĩ tới này một đôi thanh bào nam nữ dĩ nhiên tàn nhẫn như vậy vô tình, vì Long Tu Ngư, hai lần ra tay đánh lén, không chút lưu tình. Vèo, Lăng Tiêu không tránh không né, trên lòng bàn tay áng vàng bao phủ, dĩ nhiên bay thẳng đến đạo kia màu xanh mũi tên chộp tới. Kim xanh lưỡng sắc quang mang nổ ra, vô cùng phong mang bắn về phía tứ phương. Lăng Tiêu bàn tay dĩ nhiên xuất hiện từng tia một vết máu. Này đạo màu xanh mũi tên quá mạnh mẽ, nếu không là Lăng Tiêu thân thể vô cùng mạnh mẽ, e là cho dù là hoàng giả 9 tầng cường giả gắng đón đỡ này một mũi tên, e sợ cánh tay đều sẽ bị nổ nát. Chết, Lăng Tiêu quanh thân vô cùng thân thể lực lượng bộc phát ra, hắn lạnh lùng hộc ra một chữ, trong tay màu xanh mũi tên, rốt cuộc lại bị hắn quẳng trở lại. Vèo, ánh sáng màu xanh rừng rực, tràn ngập sát cơ, cái kia thanh bào nữ tử sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên có người có thể tay không đỡ lấy chiêu kiếm này, đồng thời còn đem mũi tên ném trở về. Trong tay nàng cổ cung tỏa ra thần bí ánh sáng, như một mảnh màu xanh mây mù tràn ngập ra, trong nháy mắt đem con kia màu xanh mũi tên đánh rơi. Nhưng giờ khắc này, một cánh tay phảng phất từ trong hư không dò xét đi ra, trong nháy mắt liền giữ lại cổ họng của nàng, đồng thời có một đạo thanh âm lạnh như băng ở nàng vang lên bên tai. Ngươi muốn chết như thế nào? Lăng Tiêu đứng ở thanh bào nữ tử trước mặt. Mặt mũi lãnh khốc cực kỳ. Ngươi đến cùng, là ai? Sao lại thế? Như thế cường, thanh bào nữ tử sắc mặt đại biến, cảm giác được sắp hít thở không thông, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Thả em gái ta ra, bằng không ta liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cái kia nam tử áo bào xanh có chút ngoài mạnh trong yếu hét lớn, nhưng cũng không che giấu được trong ánh mắt vẻ hoảng sợ. Bọn họ vốn là muốn phải trừ hết Lăng Tiêu, cướp đi Long Tu Ngư Vương. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là Lăng Tiêu dĩ nhiên như vậy khủng bố, bất quá chỉ là vương hầu cảnh 9 tầng tu vi, một khi bạo phát, còn như thần ma giống như vậy, không chỉ chặn lại rồi Thanh Vân Cung, hơn nữa còn ở trong khoảnh khắc bắt được thanh bào nữ tử. Chém thành muôn mảnh, chỉ sợ các ngươi vẫn không có nhận rõ tình cảnh của mình a. Lăng Tiêu cười lạnh, nhất thời bàn tay bùng nổ ra một luồng thần lực, trong nháy mắt đem thanh bào cô gái cái cổ bóp nát. Thôn thiên chi hỏa từ trong tay hắn bốc lên, trực tiếp đem thanh bào nữ tử hóa thành cho tàn.
Chương 606, yêu thánh nhai. Khốn nạn, ngươi làm sao dám? Nam tử áo bào xanh sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng, hắn căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên một lời không hợp, trực tiếp sẽ giết thanh bào nữ tử. Phi Liêm bộ tộc rác rưởi, cũng dám có ý đồ với ta. Ngươi cũng có thể chết đi. Lăng Tiêu lòng bàn tay bay ra một đạo nóng rực ánh kiếm, nhanh đến mức cực hạn, trực tiếp đem thanh bào sọ đầu của nam tử cũng chém hạ xuống. Một đạo màu xanh nguyên thần muốn chạy trốn, cũng là trong nháy mắt bị Thôn Thiên Kim Liên cắn nuốt. Lăng Tiêu đã nhận ra, hai người này chính là Phi Liêm bộ tộc người, Phi Liêm là thượng cổ thần thú, này trong cơ thể hai người có Phi Liêm huyết mạch, tuy rằng hết sức mỏng manh. Mà Lăng Tiêu biết đến là, Phi Liêm bộ tộc đã sớm đầu phục Thiên Yêu Cung, trở thành Thiên Yêu Cung chó săn. Nếu muốn giết hắn, Lăng Tiêu đối với bọn họ cũng là không có chút nào khách khí, liền tra hỏi đều lười được tra hỏi. Thanh Vân Cung, Phi Liêm bộ tộc trấn tộc chi bảo sao? Mặc dù là chí tôn khí, đáng tiếc có chút không lành lặn. Lăng Tiêu nhìn trong tay màu xanh cổ cung, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh Vân Cung cũng coi như là phi thường nổi danh một cái chí tôn khí, thân cung chính là thiên ngoại thần thiết tạo nên, dung hợp hư không tinh thạch, biển sâu huyền băng. Thiên nhất thần thủy trợ vô số cao cấp thiên tài địa bảo. Chỉ tiếc, dây cung ở vạn năm trước cái kia một hồi đại kiếp nạn chi cắt đứt, bây giờ Thanh Vân Cung trên dây cung, chính là Phi Liêm bộ tộc, lấy một đầu dưới bước yêu tôn cảnh giới giao long trong cơ thể gân luyện chế mà thành, vì lẽ đó uy năng giảm nhiều. Nếu thật là hoàn chỉnh Thanh Vân Cung, e sợ Lăng Tiêu cũng căn bản tránh không khỏi một mũi tên. Ta cái kia tiện nghi đại biểu ca thật giống cũng tới Thánh Khư, long tộc chính là không bao giờ thiếu gân rồng. Này Thanh Vân Cung như là phối hợp chân long gân làm dây cung, nhất định có thể khôi phục toàn thịnh lực lượng. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, lên long chiến thiên chủ ý. Nói đến, Lăng Tiêu trên người bảo vật không ít, Thôn Thiên Kiếm, Nhật Nguyệt Thiên Bia, Tang Hồn Đinh, Diệt Hồn Châm, Thiên Thần Thạch, Thập Nhị Phẩm Huyết Liên, những bảo vật này hoặc là bị hao tổn rất nặng, hoặc là bí bảo, hoặc là không thể dễ dàng lấy ra sử dụng. Thôn Thiên Kiếm mặc dù là Lăng Tiêu bội kiếm của mình, nhưng đời trước bị hao tổn rất nặng. Bây giờ đang ở uẩn nhưỡng, tuy rằng chất năm lớp năm liệu cực kỳ kiên cố, nhưng không có chí tôn thần uy, chỉ có thể coi là một cái bán thành phẩm chí tôn khí. Nhật Nguyệt Thiên Bia đập người đúng là hết sức thuận lợi, chỉ là cái này cũng là một cái bí bảo, cũng không phải là chí bảo, đồng thời Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, Nhật Nguyệt Thiên Bia còn giống như là một kiện tín vật, ẩn chứa bí mật lớn. Cho tới Tang Hồn Đinh cùng Diệt Hồn Châm, đều là thành bộ chí bảo, Lăng Tiêu trong tay chỉ có một bộ phận, cũng không thể coi là hoàn chỉnh chí tôn khí. Thập Nhị Phẩm Huyết Liên đúng là hoàn chỉnh chí tôn khí, nhưng Lăng Tiêu cũng không dám dễ dàng lấy ra, bằng không đến thời điểm ba đại minh vương đến đây, Lăng Tiêu e sợ chạy đều chạy không thoát. Thiên Thần Thạch cũng chỉ là một cái phụ trợ thần khí, cũng không có gì tính chất công kích. Nói đến, này Thanh Vân Cung nếu như có thể tìm tới thích hợp dây cung, mới là Lăng Tiêu trong tay hoàn chỉnh một cái chí tôn khí. Ngược lại Phi Liêm bộ tộc sa sút, Lăng Tiêu cùng Thiên Yêu Cung nhất định cũng là địch nhân, sử dụng cái này Thanh Vân Cung. Lăng Tiêu một chút gánh nặng cũng không có. Cây củ cải lớn, ngươi là tên khốn kiếp. Lăng Tiêu đem Thanh Vân Cung cất đi, thế nhưng khi hắn nhìn thấy Thiên Thần Thạch trong cảnh tượng thời gian, nhất thời mặt đều tái rồi. Thiên Thần Thạch bên trong, Lăng Tiêu bắt được một cái long tu ngư vương, trên trăm đầu long tu ngư, lại bị cây củ cải lớn ăn trộm hơn 20 cái. Hơn nữa, Lăng Tiêu phát hiện cái tên này lại vẫn muốn đánh long tu ngư vương chủ ý, chỉ là nắm long tu ngư vương cả người màu vàng thiểm điện không có cách nào. Một cây chuẩn thần dược, dĩ nhiên sẽ ăn vụng cá. Lăng Tiêu một cái liền đem cây củ cải lớn tóm lấy, hung tợn nhìn nó nói, người bất quá là một cây thuốc, tại sao muốn ăn vụng long tu ngư? Cây củ cải lớn một mặt vô tội nói rằng, không phải ngươi nói phải giúp ta tiến hóa thành thần dược sao? Muốn tiến hóa thành thần thuốc, ta phải chiếm đoạt vạn vật chi tinh, thu thập rộng rãi thiên địa chi hoa, chỉ là hơn 10 đầu long tu ngư, chẳng lẽ còn so với ta quý giá hay sao? Vậy ngươi lúc nào thì có thể tiến hóa thành thần thuốc? Lăng Tiêu mặt đen lại nói, những này long tu ngư thần tính tinh hoa không đủ, tên đại gia hỏa kia, ngươi cho ta bắt cái 10 cái 8 cái, hay là đủ rồi. Cây củ cải lớn chỉ vào long tu ngư vương, dửng dưng như không nói. 10 cái 8 cái, ngươi vẫn đúng là dám nghĩ. Lăng Tiêu có một loại muốn giết chết cây củ cải lớn kích động, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Chủ nhân, chúng ta đi yêu thánh nhai đi, nơi đó có không ít chân quý thần dược, thậm chí là chuẩn thần dược, tốt nhất đưa chúng nó đều bắt tới. Cây củ cải lớn cười khan một tiếng, phảng phất biết mình gây họa, rời đi đề tài. Yêu thánh nhai, nơi đó hình như là thánh khư vườn thuốc, bên trong có vô số chân quý linh dược, bất quá cấm chế tầng tầng, từng bước sát cơ, người không phải là từ nơi nào mặt trốn ra được chứ.
Lăng Tiêu có chút kinh ngạc nhìn cây củ cải lớn một chút hỏi. Ta là bị những tên kia đuổi ra ngoài, nếu là ta không đi nữa, chỉ sợ cũng bị chúng nó liên thủ tiêu diệt. May là ta chạy trốn nhanh, chủ nhân, chúng ta giết về báo thù đi. Cây củ cải lớn rầm gì nói. Bị đuổi ra ngoài, ngươi là bởi vì nguyên nhân gì bị đuổi ra ngoài? Lăng Tiêu hỏi, cây củ cải lớn dửng dưng như không nói, kỳ thực liền là một chuyện nhỏ rồi. Yêu thánh nhai bên trên, sở dĩ có rất nhiều linh dược, là bởi vì trong đó dựng dục thiên thần tuyền, ta chỉ có điều không cẩn thận, đoạt bọn họ năm ngoái cả năm thiên thần tuyền thôi. Đoạt cả năm thiên thần tuyền, không trách nhân gia muốn liều mạng với ngươi. Lăng Tiêu có chút không nói gì, thiên thần tuyền dựng dục bản nguyên tinh hoa, chính là những linh dược kia sinh trưởng căn cơ, đúng là có thiên thần tuyền, yêu thánh nhai mới có thể hội tụ linh khí của thiên địa, thai nghén nhiều như vậy linh dược. Có thể một mực yêu thánh nhai ra cây củ cải lớn cái hội này đi bộ chủ, đem các linh dược khác thiên thần tuyền đều đoạt đi rồi, không trách nhân ra muốn đuổi nó đi, e sợ giết tâm tư của nó đều có. Bất quá, yêu thánh nhai đúng là một chỗ bảo địa, Lăng Tiêu suy nghĩ một chút, mang theo cây củ cải lớn rời đi mảnh này hồ nước, hướng về yêu thánh nhai bay đi. Lăng Tiêu vừa ly khai không lâu, liền có một người mặc một bộ màu xanh giáp trụ, khuôn mặt nham hiểm thanh niên, cùng mấy cái khí tức cường đại áo bào đen ông lão tới nơi này mảnh hồ nước bên trên. Dám cướp bổn thiếu gia Thiên La Võng, còn giết ta Cửu Anh bộ tộc người, nhất định chính là muốn chết. Khuôn mặt nham hiểm thanh niên chính là Cửu Anh bộ tộc thiếu tộc trưởng, trong ánh mắt lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Có thể dễ dàng biến mất thiếu gia ngươi dấu ấn nguyên thần, e sợ chí ít cũng là nửa bước chí tôn tu vi, bất quá người kia đã đi rồi. Chúng ta vẫn là chạy tới yêu thánh nhai, cùng Thiên Yêu cung hội hợp đi. Một cái áo bào đen ông lão cẩn thận cảm thụ một hồi hồ nước bên trên lưu lại khí tức, chậm rãi nói rằng. Đi thôi, đến thời điểm nhìn có ai long tu ngư, người đó chính là cướp đi bản thiếu gia Thiên La Võng người. Chúng ta đi trước yêu thánh nhai, Cửu Anh thiếu tộc trưởng lạnh lùng nói, cùng mấy cái áo bào đen ông lão thân hình lóe lên, tung ngày đi. Chương 607, âm dương huyền linh mộc, thánh khư rộng lớn vô biên, một viên khỏa cổ thụ che trời tủng vào trong mây, khung xây che kín bầu trời, từng tòa núi cao vụt lên từ mặt đất, hùng hồn mà bao la. Mây mù lượn quanh, tinh khí đất trời hội tụ, ở trong dãy núi có vô số cường đại tiếng thú gầm, hét dài động vòm trời, tỏa ra bàng bạc yêu khí cùng sát khí. Này như là một mảnh bị phong ấn thượng cổ man hoang thế giới, khắp nơi đều tràn đầy một loại tự nhiên khí tức. Hơn nữa, Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, thánh khư bên trong dĩ nhiên có một phiến thế giới bản nguyên gợn sóng tràn ngập. Nơi đó chính là yêu thánh nhai. Cây củ cải lớn ngồi ở Lăng Tiêu trên bờ vai, dọc theo đường đi xuyên qua vô tận sơn mạch cùng bát ngát đại địa, cuối cùng đi tới một tòa bị mây không ba cu ba mù bao phủ núi cao trước mặt. Ngọn núi này nhạc xem ra cực kỳ chót vót, vách núi bóng loáng cực kỳ, như là lấy đao kiếm cắt chém quá giống như, có một loại cổ xưa khí thế bàng bạc. Trên núi thụy khí bốc lên, hào quang tràn ngập, có đạo đạo mùi thuốc tràn ngập ra, đồng thời có một đạo bóng người lấp lóe, hiển nhiên là đã có người đi tới yêu thánh nhai. Yêu thánh nhai truyền thuyết là yêu thánh chỗ tọa hóa, có thánh vận tràn ngập, còn có thiên thần tuyền tẩm bổ, cho nên mới tạo thành như thế một đám lớn vườn thuốc. Lăng Tiêu nhớ lại yêu thánh nhai nghe đồn, trước mắt mảnh này bóng loáng vách núi, mơ hồ lưu động một loại thần bí đạo vận. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yêu thánh trong vách núi, có hay không chân chính thần dược? Lăng Tiêu hỏi, có lẽ có, nhưng ta cũng chưa từng nhìn thấy. Ta mấy vị kia lão huynh đệ, cũng chỉ là chuẩn thần dược. Bất quá thánh dược cũng không ít, có ít nhất mấy trăm cây. Cây củ cải lớn rung đùi đắc ý nói. Mấy trăm cây thánh dược sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chiến thần đại lục bên trong, thánh dược cũng đã là cao cấp nhất linh dược, e sợ cái kia chút võ đạo thánh địa cũng bất quá chỉ có vài cây, mười mấy cây. Thánh dược là luyện chế chí tôn đan vị thuốc chính, không trách sẽ có nhiều người như vậy đi tới nơi này yêu thánh nhai. Chớ đừng nói chi là cái kia chút chuẩn thần dược, coi như là đối với cường giả chí tôn đều có kéo dài tuổi thọ thần hiệu, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha. Hay là yêu thánh trong vách núi, phải có ta muốn tìm cái kia vài cây thánh dược. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Hoàn chỉnh không gian tinh thạch đã từ Mộ Vương thành chiếm được, nếu là ở tìm tới cái kia vài cây cổ thánh dược, luyện chế ra thế giới đan, hắn thôn thiên bí thuật là có thể đột phá. Bây giờ thôn thiên kim liên, ở cắn nuốt vô số thiên địa linh khí, thuần dương khí, võ giả nguyên thần sau khi, đã đạt đến viên mãn cảnh giới. Mà một khi ngưng tụ thôn thiên vương đỉnh, đến thời điểm Lăng Tiêu sức chiến đấu tuyệt đối sẽ hữu chất tăng lên, đến thời điểm coi như là đối mặt cầm trong tay chí tôn khí phần thiên yêu hoàng đám người, Lăng Tiêu cũng có lòng tin chiến thắng. Thôn thiên vương đỉnh không phải chí tôn khí, nhưng hơn hẳn chí tôn khí. Yêu thánh nhai bên trên, bóng người lấp lóe,
nhưng Lăng Tiêu nhưng cảm thấy một luồng nhàn nhạt nguy cơ. Chủ nhân, yêu trên thánh nhai có hư không vết nứt, có cổ xưa sát trận, còn có bị ô nhiễm thần huyết, nguy cơ trùng trùng. Bất quá ngươi dựa theo ta nói con đường, tuyệt đối an toàn. Cây củ cải lớn trình diễn miễn phí bảo tự quay về Lăng Tiêu cười nói. Rất tốt, ngươi nói cho ta biết trước có hay không hỗn nguyên nhất khí thảo, âm dương huyền linh mộc, ngũ hành đại đạo liên, nếu là có, liền mang ta đi trước tìm này ba cây thánh dược. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, hắn kiếp trước thời điểm, tiến nhập thánh khư thí luyện, được thôn thiên bí thuật thời điểm tu vi còn quá thấp, sau đó một đường đột phá, mới rốt cuộc biết cần này ba đại thánh thuốc. Sau đó, hắn ở bên ngoài thật vất vả mới tìm được này ba đại thánh thuốc, đều là ở một ít hiểm cảnh trong cấm địa tìm được. Lăng Tiêu suy đoán, hay là này yêu thánh nhai phải có này ba đại thánh thuốc. Âm dương huyền linh mộc cùng ngũ hành đại đạo liên yêu thánh nhai có, hơn nữa còn không chỉ một cây, bất quá hỗn nguyên nhất khí thảo xác thực không có. Cây củ cải lớn đối với yêu thánh nhai mỗi bên loại linh dược hết sức rõ ràng, đơn giản là thuộc như lòng bàn tay. Không có hỗn nguyên nhất khí thảo sao? Vậy trước tiên đi tìm âm dương huyền linh mộc cùng ngũ hành đại đạo liên đi. Lăng Tiêu hơi có chút thất vọng, nhưng vẫn là chậm rãi nói rằng. Ở cây củ cải lớn dưới sự chỉ đạo, Lăng Tiêu từ hậu sơn lên yêu thánh nhai, xuyên qua mấy chỗ sát trận thượng cổ cùng hư không vết nứt, cuối cùng đi tới trong một cái rừng trúc. Cái kia chút sát trận thượng cổ vô cùng khủng bố, để Lăng Tiêu đều cảm giác được nguy cơ rất chí mạng, như là người bình thường không chú ý xông vào, e sợ chắc chắn phải chết. Quả nhiên là âm dương huyền linh mộc, trong rừng trúc mây mù mờ ảo, sơn thạch san sát, ở cây củ cải lớn dưới sự chỉ đạo, Lăng Tiêu quả nhiên phát hiện âm dương huyền linh mộc, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Mảnh này rừng trúc ở vào yêu thánh nhai giữa sườn núi, chính là âm dương sát khí hội tụ chi địa, đồng thời bên ngoài có một chỗ cường đại sát trận, người bình thường căn bản không tìm được ở đây. Âm dương huyền linh mộc chính là một cây cao 3 thước cây nhỏ, xem ra hết sức kỳ dị, nửa trắng nửa đen, óng ánh trong suốt, như ngọc thạch điêu khắc giống như vậy, chỉ là bên ngoài bao phủ một tầng cường đại cấm chế. Lớp cấm chế này chính là thiên nhiên tạo thành, âm dương sát khí hội tụ, vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần phá tan cấm chế là được. Cây củ cải lớn nhắc nhở, âm dương sát khí cấm sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, đem thôn thiên kiếm lấy ra ngoài, rót vào thôn thiên chân khí, một cổ cường đại phong mang tràn ngập ra, bỗng nhiên hướng về cấm chế chém tới. Thôn thiên kiếm dĩ nhiên như là chém vào trong không khí, âm dương huyền linh mộc bên trên dâng lên âm dương nhị khí, xem ra hết sức huyền ảo, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, chặn lại rồi thôn thiên kiếm tiến công. Tốt huyền diệu cấm chế, Lăng Tiêu trong lòng hơi động. Này âm dương sát khí cấm nếu là muốn bạo lực phá mở, e sợ âm dương nhị khí nổ tung thời điểm, rất dễ dàng hư hao trong đó âm dương huyền linh mộc. Muốn phá tan cấm chế, chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Bất quá này căn bản không làm khó được Lăng Tiêu, khóe miệng của hắn lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt, phá giới tòa ánh sáng lóe lên, xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trên. Phá giới tòa qua lại hư không, loại bỏ vạn pháp, đừng nói là nho nhỏ âm dương sát khí cấm, coi như là cường đại hơn sát trận thượng cổ, cũng khó không được phá giới toa. Lăng Tiêu từ mộ vương thành nơi đó muốn phá giới toa, cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì thánh khư. Răng rác, phá giới toa hắc quang lóe lên, rơi trên âm dương sát khí cấm, tựu như cùng mũi kim chọc thủng bọt khí giống như, nguyên bản tạo thành hoàn mỹ thăng bằng sát khí cấm chế, cứ như vậy bị phá ra. Đây là cái gì bảo bối? Chủ nhân, có bảo bối này, yêu thánh nhai thánh dược đối với ngươi mà nói, đơn giản là như dẫm trên đất bằng A. Cây củ cải lớn kinh ngạc nói. Dễ dàng như thế là có thể phá tan cấm chế phá giới toa, hơn nữa vô thanh vô tức, để cây củ cải lớn đều hết sức kinh ngạc. Lăng Tiêu chính là muốn nói cái gì, chợt nghe xa xa có tiếng bước chân truyền đến, hắn liền vội vàng đem âm dương huyền linh mộc cất đi. Lớn mật, đem âm dương huyền linh mộc giao ra đây. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, xa xa mười mấy người mặc áo giáp màu đen cường giả yêu tộc đi tới, từng cái trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ lạnh lùng vẻ mặt. Thiên yêu cung người. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, khóe miệng lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ. Chương 608, Thiên yêu ma thần thụ. Ngươi là, Lăng Tiêu, cầm đầu cái kia yêu tộc thanh niên nguyên bản chính là muốn quát lớn vài câu, thế nhưng khi hắn nhìn rõ ràng Lăng Tiêu khuôn mặt sau khi, nhất thời dọa đến sắc mặt đều trắng bệch. Hắn chính là tận mắt ở lưỡng giới thành gặp Lăng Tiêu ra tay, thứ 6 thánh tử lấy ra chí tôn khí, đều thua ở Lăng Tiêu trong tay. Bọn họ những người này bất quá là vương hầu cảnh tu vi. E sợ còn chưa đủ Lăng Tiêu một cái giết. Các ngươi muốn ta giao ra âm dương huyền linh mộc, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Không dám, không dám. Lăng Tiêu đại nhân, ta chính là muốn phải hỏi một chút, ngài trong tay âm dương huyền linh mộc có thể hay không bán cho chúng ta. Chỉ cần ngài mong muốn, giá cả dễ thương lượng,
Cái kia yêu tộc thanh niên vội vã lắc đầu, sau đó có chút thận trọng hỏi. Các ngươi muốn âm dương huyền linh mộc làm gì? Lăng Tiêu đứng lên, nhàn nhạt hỏi. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một cổ khí thế vô hình tràn ngập ra, cầm đầu cái kia yêu tộc thanh niên sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh đều sắp đi ra. Hắn không dám ẩn giấu, rõ ràng mười mươi thông báo đi ra, là điện hạ nhà ta muốn chúng ta thu thập mỗi bên loại thánh dược, âm dương huyền linh mộc chính là một cái trong số đó, ta cũng không biết điện hạ dùng tới làm cái gì. Phần thiên yêu hoàng sao? Lăng Tiêu ánh mắt hơi động, thản nhiên nói cho phần thiên yêu hoàng, âm dương huyền linh mộc ở nơi này, nếu là hắn muốn, cứ đến tìm ta. Nói xong, Lăng Tiêu ngay cả xem cũng không có nhìn bọn họ một chút, xoay người rời đi. Một đám tiểu lâu la, còn không đáng cho hắn động thủ. Mãi đến tận không nhìn thấy Lăng Tiêu thân ảnh, cầm đầu cái kia yêu tộc thanh niên mới xoa xoa mồ hôi trên trán, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đại nhân, âm dương huyền linh mộc bị Lăng Tiêu cầm đi, làm sao bây giờ? Một cái thiên yêu vệ có chút không cam lòng nói rằng. Làm sao bây giờ, người có bản lãnh đi từ Lăng Tiêu nơi đó đoạt lại. Yêu tộc thanh niên lườm một cái, không vui nói. Nhanh đi bẩm báo Hàn Phong điện hạ đi, chuyện này không phải chúng ta có thể xử trí. Mọi người xoay người rời khỏi nơi này, hướng đi Hàn Phong bẩm báo đi tới. Phần thiên yêu hoàng dĩ nhiên tại trắng trợn cướp đoạt yêu thánh nhai thánh dược, hắn muốn làm gì? Lăng Tiêu trong lòng có chút nghi hoặc, mơ hồ cảm giác được có gì đó không đúng. Hắn thúc giục cây củ cải lớn, hướng về ngũ hành đại đạo liên phương vị cấp tốc đi. Ngũ hành đại đạo liên vị trí, ở vào một thung lũng ôn tuyền bên trong, thế nhưng làm Lăng Tiêu chạy đến thời điểm, ngũ hành đại đạo liên đã không thấy bóng dáng. Hẳn là bị thiên yêu cung người nhanh chân đến trước, đi, ta ngược lại muốn xem, thiên yêu cung muốn làm gì. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, hướng về yêu thánh nhai sơn đỉnh đi. Yêu thánh nhai càng đi lên, sát trận thượng cổ thì càng nhiều, mỗi bên loại hư không vết nứt. Kinh khủng tia lôi dẫn chỗ nào cũng có, cũng là cái kia vài cây chuẩn thần dược sinh trưởng nơi. Lăng Tiêu bỗng nhiên trong lòng hơi động, cảm thấy thiên yêu cung cường giả khí tức, trong nháy mắt bay vào đến rồi thiên thần thạch bên trong, cưỡi thiên thần thạch, hướng về yêu thánh nhai bên trên bay đi. Yêu thánh nhai bên trên, bốn phía mây mù mờ ảo, tinh khí đất trời còn như là thác nước hạ xuống, óng ánh lóa mắt. Hàn Phong ngồi xếp bằng ở vô tận tinh khí đất trời bên trong, theo hô hấp của hắn, vô tận tinh khí đất trời dung nhập vào trong thân thể của hắn. Mà tu vi của hắn thình lình đã đạt đến hoàng giả cảnh ba tầng. Ở xung quanh hắn, có hai cái nửa bước chí tôn trưởng lão yêu tộc ở làm hộ pháp cho hắn, tỏa ra bàng bạc khí huyết lực lượng, mạnh mẽ vô cùng. Mà Lăng Tiêu trước nhìn thấy cái kia mười mấy thiên yêu vệ, đang quỳ gối Hàn Phong trước mặt. Cái gì, âm dương huyền linh mộc bị Lăng Tiêu đoạt đi rồi. Hàn Phong mở hai mắt ra, quanh thân phảng phất có hỏa diễm bốc lên, trong ánh mắt kiếm khí bắn tứ tung, phảng phất có một đầu cả người bao phủ ngọn lửa sư tử chín đầu ngang trời bay ra. Này Hàn Phong bản thể, dĩ nhiên là thượng cổ dị loại, cửu đầu hỏa diễm sư tử sao? Lăng Tiêu ánh mắt hơi động, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cửu đầu hỏa diễm sư tử, cũng là thời kỳ thượng cổ cường đại thần thú một trong truyền thuyết có thể cùng chân long đánh giết tồn tại, không trách này Hàn Phong ở thiên yêu cung địa vị cao như vậy. Không sai, khởi bẩm nhị điện hạ, cái kia Lăng Tiêu lúc gần đi còn thả xuống cuồng ngôn, nói âm dương huyền linh mộc ngay ở trên người hắn, muốn nắm liền để đại điện hạ tự mình đi tìm hắn. Cầm đầu yêu tộc thanh niên cung kính nói, muốn chết, Hàn Phong trong ánh mắt sát cơ lóe lên, hắn vốn là đối với Lăng Tiêu vô cùng khó chịu, không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên cũng ở yêu thánh nhai, hơn nữa còn đoạt hắn thánh dược. Hàn Phong, Lăng Tiêu tiểu tử kia tuy rằng hung hăng, đến thời điểm tự nhiên đại điện hạ sẽ trừng trị hắn. Chúng ta bây giờ, quan trọng nhất là đem các loại siêu tập được thánh dược đưa cho đại điện hạ, có những này thánh dược, đại điện hạ nắm bắt nên có thể nhiều hơn không ít. Một cái thiên yêu cung nửa bước chí tôn trưởng lão chậm rãi nói rằng, trưởng lão nói không sai, bất quá chúng ta nhiều nhân mã như thế siêu tập, thậm chí tổn hao vài món cường đại bí bảo, cũng bất quá chỉ là siêu tập hai mươi mấy cây thánh dược, hiệu suất quá chậm. Yêu thánh nhai nguy cơ trùng trùng, hơn nữa cấm chế lại quá mạnh, đặc biệt là cái kia vài cây chuẩn thần dược vô cùng trơn trượt, lại có thể trốn vào đến cái kia chút trong sát trận, chúng ta căn bản không có biện pháp. Hàn Phong suy nghĩ một chút, có chút bất đắc dĩ nói. Phát hiện đêm này hai mươi mấy cây thánh dược đưa cho đại điện hạ đi. Cho tới cái kia chút chuẩn thần dược, ngang nhau đến đại điện hạ sau khi chuyện thành công, tự nhiên có thể từng cái nắm về. Thiên yêu cung người trưởng lão kia chậm rãi nói rằng, được rồi, ta tự mình đi đưa. Các ngươi lưu lại tiếp tục siêu tập thánh dược, làm hết sức đem cái kia vài cây chuẩn thần dược cũng nắm lấy. Hàn Phong dâu 4NGP2 nhẹ thở dài một cái nói, từ yêu thánh trên vách núi đứng lên. Ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này,
Yêu thánh nhai bỗng nhiên kịch liệt bắt đầu run rẩy, một cỗ khí tức cường đại kinh khủng tràn ngập ra, hắc quang bốc lên, thiểm điện dâng trào, yêu thánh nhai dường như muốn nứt ra rồi giống như. Xa xa ngọn núi rạn nứt, một cây cổ thụ lượn lờ màu đen thiểm điện, chậm rãi hiện ra, tỏa ra ngập trời yêu khí. Hỏng rồi, tên kia tại sao sẽ đột nhiên thức tỉnh? Cây củ cải lớn cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi vẻ mặt. Cây cổ thụ này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên yêu thần thụ? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi nói rằng. Thiên yêu thần thụ, truyền thuyết là một cây vô thượng thần dược, tiên thiên linh căn, ẩn chứa yêu tộc bản nguyên khí, thuộc về thời kỳ thượng cổ chí cường giả yêu thánh. Thiên yêu thần thụ trên thiên yêu thần quả, có thể để cường giả yêu tộc huyết mạch tiến hóa, tăng cao tu vi, thậm chí lĩnh ngộ ra cường đại yêu tộc thần thông, cường hãn vô cùng. Không sai, chính là thiên yêu thần thụ, bất quá bây giờ phải gọi thiên yêu ma thần thụ. Cái tên này bị vực ngoại thiên ma ma khí nhuộm dần, đã hóa thành nửa yêu bán ma tồn tại, mạnh mẽ vô cùng, chúng ta đi nhanh đi, không phải vậy nhưng là xong đời. Cây củ cải lớn sợ đến cả người run lẩy bẩy, vội vã dục Lăng Tiêu chạy trốn. Có gì đáng sợ chứ? Yên tâm, ở ta bảo bối này bên trong, thiên yêu ma thần thụ cũng phát hiện không chúng ta. Lăng Tiêu chừng nó một cái nói, sau đó cẩn thận quan sát thiên yêu ma thần thụ. Chương 609, đánh cướp Hàn Phong. Thiên yêu ma thần thụ cao tới trăm trượng, vỏ cây cầu kết, như da rồng giống như vậy, mọc đầy trong suốt vảy màu đen, lá cây đen kịt như mực, mặt trên kết một ít màu đen trái cây, tản ra ba động kỳ dị, khiến người ta xem ra cũng cảm giác được tê cả da đầu. Thiên yêu ma thần thụ khí thế ngập trời, màu đen ma quang bốc lên, khủng bố vô biên, dĩ nhiên trong nháy mắt liền khóa được Hàn Phong đám người, tát lên chân hướng về ở đây chạy tới. Ầm, mặt đất rung chuyển. Thiên yêu ma thần thụ bắn ra từng đạo màu đen thần quang, che ngợp bầu trời mà đến, ẩn chứa cực kỳ sức mạnh kinh khủng, phảng phất trong nháy mắt phải đem yêu thánh nhai che mất. Phốc, cái kia mười mấy thiên yêu vệ, dĩ nhiên căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng, trong nháy mắt đã bị màu đen ma quang xuyên thủng, sau đó trong nháy mắt bị thiên yêu ma thần thụ lôi trở lại, trực tiếp nuốt xuống. Không được, Hàn Phong, người đi mau, chúng ta ngăn trở này khỏa ma thụ. Hai cái thiên yêu cung trưởng lão đều là sắc mặt đại biến. Trong nháy mắt tỏa ra khí thế cường đại vô cùng, ngang trời hướng về thiên yêu ma thần thụ nhào tới, muốn chống đối thiên yêu ma thần thụ công kích. Mà Hàn Phong nhưng là cắn răng một cái, trong tay xuất hiện một viên màu đỏ ngọc phù, tỏa ra một cổ thần bí không gian rung động. Vô dụng, này hai lão cũng là chịu chết, thiên yêu ma thần thụ, không phải chí tôn không cách nào chống chọi, cái tên này thức tỉnh, e sợ thánh khư trong những tên kia gặp nạn. Cây củ cải lớn có chút nhìn có chút hả hê nói rằng, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ít nói nhảm, chúng ta đi. Lăng Tiêu cho hắn một cái tát, nhìn thấy Hàn Phong chuẩn bị đào tẩu, trong nháy mắt điều động thiên thần thạch, hóa thành một đạo cho bụi, rơi vào Hàn Phong trên mặt quần áo. Ầm, cái kia hai cái thiên yêu cung trưởng lão, tuy rằng chống lại rồi màu đen thần quang tập kích, nhưng cũng đều như bị sét đánh, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên cực kỳ trắng bệch. Răng rác, thiên yêu ma thần thụ càng ngày càng gần, một đạo màu đen cành lá đến từ trên trời. Còn như chớp giật, trong nháy mắt liền xuyên thủng cái kia hai cái thiên yêu cung trưởng lão lồng ngực, bắt đầu trắng trợn nuốt chửng bọn họ tinh huyết nguyên thần. Hàn Phong sợ đến vong hồn đại mạo, vội vã bóp nát ngọc trong tay phù, nhất thời hắn xuất hiện trước mặt một đạo hư không quang môn, hắn trong nháy mắt là hắn đi vào. Thiên yêu ma thần thụ lại dò ra một đạo màu đen cành lá, chỉ nghe một tiếng vang ầm nổ vang, vệt hào quang kia trực tiếp nổ tung. Nhưng Hàn Phong cũng hoàn toàn biến mất ở trong hư không. Hư không chí tôn phù. Cái tên này trên người thứ tốt còn thật không ít, Lăng Tiêu trong lòng hơi động, âm thầm suy nghĩ. Sau một khắc, hư không ánh sáng biến ảo, Hàn Phong xuất hiện ở yêu thánh nhai ngoài vạn dặm, đi tới một mảnh xa lạ bên trong dãy núi. Đáng chết, Hàn Phong sắc mặt hết sức khó coi, hắn biết cái kia hai cái thiên yêu cung trưởng lão e sợ giữ nhiều lành ít. Thiên yêu ma thần thụ quá mức kinh khủng, hai đại nửa bước chí tôn cường giả, dĩ nhiên dường như giấy dán giống như thế nhân vật khủng bố thức tỉnh. Đối với thánh khư trong cường giả tới nói, nhất định chính là một tai nạn. Nhất định phải mau chóng nói cho phần thiên yêu hoàng. Nghĩ tới đây, Hàn Phong thận trọng thu lại khí tức, trong nháy mắt liền muốn hướng về xa xa lao đi. Ầm, nhưng vào lúc này, trong hư không ánh sáng lóe lên, Lăng Tiêu trong nháy mắt từ thiên thần thạch bên trong bay ra, quanh thân tỏa ra ngập trời khí huyết lực lượng, một quyền hung hăng đập vào Hàn Phong sau gáy bên trên. Hàn Phong căn bản không có nghĩ đến, chính mình vừa chạy ra miệng hổ. Kết quả lại tiến vào hang sói, thậm chí ngay cả là ai đánh lén hắn đều không nhìn thấy, nhất thời mắt tối sầm lại, trực tiếp xỉu. Lăng Tiêu cú đấm này xúc thế đã lâu, nhưng cũng vận dụng là xảo kình, chỉ là đem Hàn Phong đánh hôn mê bất tỉnh.
nếu không thì, lấy Lăng Tiêu kinh khủng như vậy thân thể, e sợ một quyền liền muốn đem Hàn Phong đầu oanh thành nát bét. Kha kha, chủ nhân, ngươi càng ngày càng âm hiểm, ta thích. Cây củ cải lớn gương mặt cười gian nói. Lăng Tiêu không có phản ứng hắn, trực tiếp quay về Hàn Phong xoát người. Hàn Phong chiếc nhẫn chứa đồ, trên người màu xanh chiến giáp, thậm chí là trong nguyên thần bảo vật mạnh mẽ, tất cả đều bị Lăng Tiêu vơ vét không còn gì. Cuối cùng, Hàn Phong trần truồng nằm trên đất, trên mặt vẫn cứ mang theo khó tin kinh ngạc. Lăng Tiêu kiểm tra một chút, phát hiện Hàn Phong trong nhẫn chữ vật, quả thật có hơn 20 cây vô thượng thần dược, trong đó liền bao quát hắn cần ngũ hành đại đạo liên. Hơn nữa, trong đó còn có một đạo hư không chí tôn phù, cũng là một kiện chạy trối chết bảo bối tốt. Ngoài ra, còn có một thanh màu đỏ trường đao, lưu động quang mang rực rỡ, dĩ nhiên cùng Hàn Phong trên người màu xanh chiến giáp giống như, tất cả đều là chuẩn chí tôn khí. Cửu Dương Khai Thiên Đao, Thanh Cương Thần Giáp, ngoài ra, cũng không thiếu thuần dương đan, cùng tăng cường tu vi đan dược, cùng với một ít đồ hỗn tạp, cũng không có khả năng để Lăng Tiêu thấy hợp mắt. Chủ nhân, ngươi vì sao không làm thịt hắn? Làm gì lao lực như vậy đưa hắn đánh ngất đi? Cây củ cải lớn có chút không giải thích được nói. Ngươi không hiểu, Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói. Hàn Phong nếu là Thiên Yêu Cung nhị điện hạ, trong nguyên thần tất nhiên có cường giả chí tôn lưu lại hậu chiêu, không có sự sống uy hiếp cũng cho qua. Một khi Hàn Phong có uy hiếp tính mạng, e sợ chí tôn lưu lại mạnh mẽ sát phạt thủ đoạn liền sẽ bạo phát. Lăng Tiêu bây giờ, còn không muốn dụ lên cường giả chí tôn chú ý. Chúng ta đi thôi, sau đó gặp tiểu tử này một lần, đánh hắn một lần, cái tên này cũng là một cái tán tài đồng tử, cùng Triệu Nhật Thiên cũng là một đôi cùng hội cùng thuyền. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, không khỏi nhớ lại Triệu Nhật Thiên tên kia. Triệu Nhật Thiên thiên phú siêu tuyệt, thái dương thánh thể tuyệt thế thể chất, không kém gì hắc ám huyết mạch. Cửu U huyết mạch những này đương thời đứng đầu nhất huyết mạch, một mực tiểu tử này vận đạo vô cùng tốt, Lăng Tiêu mỗi một lần gặp được hắn, hắn đều có không nhỏ kỳ ngộ. Cũng không biết Triệu Nhật Thiên bây giờ đang ở cái nào, Lăng Tiêu ngược lại có chút nhớ nhung Triệu Nhật Thiên. Không đúng, là tưởng niệm Triệu Nhật Thiên trên người bảo bối. Lăng Tiêu đem Hàn Phong lột sạch sẽ còn đang tại chỗ, liền nghênh ngang rời đi. Còn đi không bao xa, Lăng Tiêu liền nghe được một tiếng chấn động rừng núi tiếng giống giận dữ, mang theo oán khí ngập trời cùng lửa giận. Lăng Tiêu khóe miệng nở một nụ cười, cấp tốc rời khỏi nơi này. Thánh khư bên trong, một tòa thần bí bên trong thung lũng. Thung lũng bị xích tiêu bao phủ, hỏa diễm bốc lên, bốn phía không có một ngọn cỏ, tất cả đều là chọc lốc nham thạch, mà bên trong sơn cốc tất cả đều là nóng bỏng dung nham. Triệu Nhật Thiên ngồi xếp bằng ở trong nham tương, trước QP6G9BN mắt có một viên sáng chói tinh thạch chìm nổi, như một viên mặt trời, rực rỡ mà nóng rực. Tán phát ra đạo đạo màu đỏ thần hà, chậm rãi bị hắn hấp thu cùng luyện hóa. Hắn trên người khí thế càng ngày càng mạnh, huyết mạch ào ào lưu động, như đại giang đại hải giống như vậy, tỏa ra một luồng bàng bạc mà khí tức cổ xưa. Triệu Nhật Thiên tu vi đã đạt đến vương hầu cảnh 9 tầng đỉnh cao, ở sau người hắn, mơ hồ có một vị thần bí bóng người dường như muốn nổi lên. Cái kia một vị bóng người chân đạp nhật nguyệt tinh thần, đỉnh đầu vô tận hỗn độn, bao phủ không dập tắt lửa diễm, như một vị vĩnh hằng ngọn lửa bất diệt thần linh. Mà theo bóng người kia càng ngày càng ngưng tụ, ở Triệu Nhật Thiên mi tâm, phảng phất có một đạo mặt trời phù văn hiện ra, để hắn xem ra càng phát uy nghiêm mà bá đạo. Chương 610, Thiên Xu Cổ Kiếm. Một tòa cổ xưa cung điện, hỗn độn khí tràn ngập, hỏa diễm cuồn cuộn, phần Thiên Yêu Hoàng ngồi xếp bằng ở trong đó, quanh thân tỏa ra một luồng uy nghiêm mà mênh mông khí thế. Ở sau người hắn, phảng phất có một vị cả người bao phủ ngọn lửa thần thú hiện ra, phát sinh giống giận kinh thiên động địa tiếng. Chân khí trong cơ thể hắn phảng phất đều ở đây thiêu đốt, nguyên thần nơi sâu xa nhấc lên một trận cuồng bạo vô cùng cương phong, mơ hồ ở đỉnh đầu của hắn, dường như muốn hiện ra trên đỉnh Tam Hoa đến. Tam Hoa tụ đỉnh, tứ tượng chi kiếp, tây phương trong hư không, một cây cổ xưa cây ngô đồng óng ánh lóa mắt, phảng phất kết thúc đầy mặt trời, bốn phía tất cả đều là một mảnh hỏa diễm thế giới. Lâm Huy phía sau có một vị hỏa phượng phượng hoàng sông lên tận trời, không ngừng nuốt chửng tinh khí đất trời, cùng vô tận lực hỏa diễm. Dung mạo của hắn càng phát đẹp trai, hỏa diễm da thân, da thịt óng ánh, mơ hồ tỏa ra một luồng nhàn nhạt chí tôn thần uy. Đông phương đại địa bên dưới, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một mảnh mênh mông lòng đất động đá, có một cái dài vạn trượng màu vàng cốt long, tỏa ra ngập trời huyết mạch khí, thần bí uy nghiêm. Long chiến thiên quay quanh ở trong hư không, quanh thân từng đạo kim quang hoàn lượn quanh, tiếng rồng ngâm từng trận. Phảng phất có vô số màu vàng huyết quang từ cốt long bên trong lao ra, dung nhập vào Long Chiến Thiên trong cơ thể. Long Chiến Thiên có vẻ càng ngày càng uy nghiêm, trong ánh mắt phảng phất có màu vàng thần long ngang dọc, từng đạo khí tức thần bí vần quanh thân.
trong cơ thể hắn phảng phất có đại hải đang sôi trào, vô tận màu đen sóng nước bao phủ, để chân khí trong cơ thể hắn nhanh chóng tan rã, sau đó sinh ra một cổ cường đại vô cùng long lực. Chí tôn thần uy tràn ngập, long chiến thiên càng phát sâu không lường được. Ở thánh khư các nơi, đều có thật nhiều vô thượng cơ duyên xuất hiện, bị các đại thiên tài tuyệt thế dồn dập chiếm cứ, tu vi đều đang tăng nhanh như gió. Lăng Tiêu cùng cây củ cải lớn đánh cướp Hàn Phong sau khi, liền nghênh ngang rời đi. Hả, Lăng Tiêu bỗng nhiên lỗ tai hơi động, nghe được phía trước có đại chiến âm thanh truyền đến. Đến xem nhìn, Lăng Tiêu trong nháy mắt lại tiến vào thiên thần thạch bên trong, hóa thành một hạt cho bụi, hướng về phía trước dãy núi kia bay đi. Thiên thần thạch bây giờ Lăng Tiêu dùng đến là càng ngày càng thuận lợi, có thể nói là giết người phóng hỏa, cướp đoạt đường chạy vô thượng thần khí. Thiên thần thạch như là hóa thành một hạt cho bụi, đó chính là một hạt cho bụi, coi như là cường giả chí dơ tôn cũng nhìn không ra có cái gì khác biệt đến. Thanh âm chiến đấu, là phía trước một thung lũng bên trong truyền đến. Làm Lăng Tiêu cưỡi thiên thần thạch đi tới bên trong thung lũng thời điểm, liền thấy một đám ông lão mặc áo bào trắng, từng cái khí tức cường đại vô cùng, ở một cái thanh niên mặc áo trắng dẫn dắt đi, đem mấy người vây khốn ở giữa. Hả, Lăng Tiêu ánh mắt hơi động, hắn phát hiện bị vây nhốt mấy người kia, hắn đều biết. Chân bảo các đại trưởng lão Trần Đồng, thánh nữ Tô Mị Nương, còn có hai cái nửa bước chí tôn trưởng lão. Chỉ là, cái kia hai cái nửa bước chí tôn trưởng lão cũng đã là nỏ hết đà, Lăng Tiêu vừa đến. Cái kia hai cái nửa bước chí tôn trưởng lão đã bị một đạo nóng rực ánh kiếm đánh giết. Chí tôn khí, Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, rơi vào thanh niên mặc áo trắng kia trong lòng bàn tay, đó là một thanh màu bạc cổ kiếm, tản ra sáng chói phong mang, phảng phất có vô tận ánh sao rơi ở trên kiếm, xem ra cổ xưa thần bí. Tô Mị Nương, không muốn từ chối. Vì đối phó các ngươi, ta nhưng là liền bát hoang hàng yêu đại trận đều mang đến, lại thêm chuôi này thiên su cổ kiếm, coi như là ngươi có cửu tiêu hoàn bội cầm. Nhưng lại có thể nhánh chống bao lâu? Thanh niên mặc áo trắng nụ cười nhạt nhòa đạo, một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Hắn xem ra bất quá hơn 20 tuổi, anh vĩ bất phàm, mặt như ngọc, chỉ là môi rất mỏng, xem ra hơi chút cay nghiệt. Hắn đã là nửa bước chí tôn tu vi, mà vây nhốt Tô Mị Nương cùng Trần Đồng cái kia 8 cái lão giả áo bào trắng, dĩ nhiên cũng tất cả đều là nửa bước chí tôn trưởng lão. 8 đại lão giả áo bào trắng chiếm cứ bát phương, mỗi người trước mặt đều nổi lơ lửng một đạo cổ xưa hàng yêu thần phù. 8 đại thần phù hội tụ thành bát hoang hàng yêu đại trận, không ngừng được hướng về Tô Mị Nương bức bách đi. Con, kỳ dị tiếng đàn vang lên, hư không nổi lên nhàn nhạt sóng gợn, Tô Mị Nương trước người bày đặt một chiếc đàn cổ, tản ra sáng chói xích tiêu, Tô Mị Nương không ngừng kích thích dây đàn, tiếng đàn hóa thành một đạo thần bí kết giới, đưa nàng cùng Trần Đồng bao phủ lại. Chỉ là, Tô Mị Nương trạng thái bây giờ hết sức không được, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng có vết máu tràn ra, mà cửu tiêu hoàn bội cầm biến thành kết giới. Bị bát hoang hàng yêu đại trận áp xúc, trở nên càng ngày càng nhỏ. Trương Húc Hạo, người thật hèn hạ, nếu không là ngươi lấy thiên su cổ kiếm đánh lén, chỉ là bát hoang hàng yêu đại trận, lại há có thể đỡ được ta. Tô Mị Nương ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo trắng nói rằng. Tô Mị Nương, ta khuyên ngươi không nên uổng phí tâm tư, đàng hoàng làm ngươi chân bảo các thánh nữ không tốt sao. Chỉ cần ngươi bé ngoan nghe lời, chờ ta trở thành trưởng giáo chí tôn, ngươi chính là trưởng giáo phu nhân. Trương Húc Hạo không có chút nào tức giận, hơi mỉm cười nói. Các ngươi Trương gia đều là lòng muông dạ thú. Chân bảo các vốn là ta cửu vĩ hồ bộ tộc khai sáng, các ngươi Trương gia chẳng qua là ta cửu vĩ hồ quản gia, kết quả các ngươi thừa dịp vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn, ta cửu vĩ hồ bộ tộc cường giả tử thương hầu như không còn, những năm này mưu đồ chân bảo các sản nghiệp, trắng trợn nuốt chửng tài nguyên, bồi dưỡng tử trung, bài trừ dị kỷ. Nếu không là lão tổ tông nhà ta còn sống, chỉ sợ các ngươi liền muốn triệt để đem ta cửu vĩ hồ bộ tộc chém tận giết tuyệt đi. Tô Mị Nương ánh mắt lạnh lẽo, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận ngập trời. Nàng vốn định thừa dịp lần này thánh khư mở ra, nếu như có thể tìm tới thượng cổ cửu vĩ hồ bộ tộc cường giả truyền thừa, chứng đạo chí tôn, đồng thời vì là lão tổ tông tìm kiếm kéo dài tính mạng bảo vật. Kết quả không nghĩ tới, Trương gia dĩ nhiên cũng đã nhận ra ý đồ của nàng, phái Trương Húc Hạo đến đây ám sát nàng. Nếu không là mới vừa hai vị kia trưởng lão vì nàng đỡ được một đòn chí mạng, e sợ thiên su cổ kiếm hạ xuống, nàng không chết thì cũng phải trọng thương. Trương Húc Hạo cười nhạt một cái nói, Tô Mị Nương, chân bảo các mặc dù là ngươi cửu vĩ hồ bộ tộc khai sáng, nhưng nếu không có ta Trương gia những năm này duy trì, sợ là sớm đã suy sụp, sau đó bị vô số cường giả chia cắt, nói đến các ngươi còn phải cảm tạ ta Trương gia. Chỉ cần ngươi gả cho ta, chúng ta không phải là người một nhà sao. Ta nhổ vào, Tô Mị Nương lạnh lùng nói, lấy nô bắt nạt chủ, đạo trời không tha. Thiệt thòi ngươi còn nói ra được, Trương Húc Hạo, hôm nay ta cho dù chết, cũng muốn giết ngươi. Tô Mị Nương trong ánh mắt xẹt qua một tia quyết tuyệt vẻ,
trong lòng vô cùng bi thương, nguyên bản còn tưởng rằng có thể lấy sức một người thay đổi cửu vĩ hồ bộ tộc vận mệnh, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là phải bỏ mạng sao. Một cổ cường đại vô cùng khí tức từ Tô Mị Nương trên người bộc phát ra, quanh người hắn phảng phất dâng lên một luồng ngọn lửa hừng hực, cửu tiêu hoàn bội cầm hào quang tỏa sáng, tiếng đàn chấn động thiên địa, từng đạo sóng khí ngang trời xoắn tới, hướng về Bát Hoang Hàng Yêu đại trận cùng Trương Húc Hạo vào tới. Thiêu đốt tinh hoa sinh mệnh, mụ điên, người đúng là điên rồi. Trương Húc Hạo biến sắc, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo âm trầm vẻ nói, người đã muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Chương 611, chém nửa bước chí tôn. Trương Húc Hạo trong tay Thiên Xu cổ kiếm quá độ ánh sáng, trên 9 tầng trời, phảng phất có một viên chí tôn ngôi sao óng ánh lóa mắt, vương xuống cực kỳ hoa mỹ ánh sao, cùng Thiên Xu cổ kiếm xa tướng chiếu rọi. Trương Húc Hạo một chiêu kiếm chém ra, thiên địa chấn động, thương khung đều tựa như muốn nổ tung. Tô Mị Nương xung quanh, tiếng đàn hình thành kết giới bỗng nhiên chấn động, vô tận phù văn nổ ra, Tô Mị Nương trên mặt trong nháy mắt không có chút hồng hào. Thế nhưng, trong ánh mắt của nàng tràn đầy quyết tuyệt vẻ, một luồng sát ý lạnh như băng sông lên tận trời, 13 cùng dây đàn đồng thời bị hắn gợn sóng, phảng phất hóa thành 13 đạo sóng lớn, ngang trời hướng về Trương Húc Hạo vào tới. Không nghĩ tới, bây giờ chân bảo các liền rơi vào mức độ này, lấy nô bắt nạt chủ sao. Những này người của Trương gia còn thật là đáng chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, hắn đã sớm biết chân bảo các là cửu vĩ hồ bộ tộc khai sáng, nhưng không có muốn cho tới bây giờ chân bảo các, dĩ nhiên là hai phái phân chia, cửu vĩ hồ bộ tộc dĩ nhiên rơi xuống như vậy hoàn cảnh. Nguyên bản Lăng Tiêu cũng không tính lo chuyện bao đồng, nhưng hắn đối với Trần Đồng quan cảm không sai, trọng yếu hơn chính là Trương Húc Hạo trong tay chuôi này Thiên Xu cổ kiếm. Một vạn năm trước, Lăng Tiêu có 7 đại đệ tử chân truyền, hắn lấy vô tận thiên tài địa bảo, dung hợp 7 đại chí tôn sức mạnh của tinh thần, đúc 7 chuôi chí tôn thần kiếm, phân biệt lấy Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang bắt đầu thất tinh đến mệnh danh. Này Thiên Xu cổ chủ nhân của kiếm chính là Lăng Tiêu đại đệ tử Mộc Đón Gió. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng bây giờ, Thiên Thư cổ kiếm liền rơi vào Trương Húc Hạo trong tay, hay là có thể thông qua Trương Húc Hạo, tìm tới Mộc Đón Gió tâm thích. Bát Hoang Hàng Yêu đại trận sao? Như là trận pháp khác cũng cho qua, sử dụng ta sáng tạo trận pháp, thì nên trách chính các ngươi xui xẻo rồi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Bát Hoang Hàng Yêu đại trận vốn là Lăng Tiêu đời trước sáng chế, thời kỳ tột cùng Bát Hoang Hàng Yêu đại trận, cần 8 đại chí tôn liên thủ bày xuống, coi như là phong hào chí tôn cũng khó có thể ngang hàng. Mà 8 đại phong hào chí tôn bày xuống Bát Hoang Hàng Yêu đại trận, có người nói có thể đồ thần diệt ma. Chỉ là kiếp trước thời điểm, cũng không có thần linh cho Lăng Tiêu thử một lần, vì lẽ đó hắn cũng chưa xong thành đồ thần tráng cử. Lăng Tiêu trong nháy mắt từ thiên thần thạch bên trong xuất hiện, trong tay thôn thiên kiếm tỏa ra nóng rực thần mang, như thiên ngoại phi tiên, đến từ trên trời, tản ra ngũ sắc thần quang, hướng về một cái lão giả áo bào trắng chém tới. Muốn phá tan Bát Hoang Hàng Yêu đại trận, nhất định phải công phá một cái trong đó, thế nhưng 8 đại cường giả chu thiên một thể, sức mạnh lưu chuyển chung, công kích một người thì tương đương với công kích 8 người. Nhưng Lăng Tiêu ngũ hành phong thiên thức, ngăn cách ngũ hành, tự thành thiên địa, thai nghén kinh thiên sát cơ, trong nháy mắt liền đem trong đó một cái lão giả áo bào trắng bao phủ lại. Cái gì? Trương Húc Hạo vẻ mặt biến đổi, tay hắn nắm Thiên Xu cổ kiếm đang ở cùng Tô Mị Nương đại chiến, mắt thấy là có thể đem Tô Mị Nương trấn áp, dĩ nhiên giết ra viện binh. Một cái vương hầu cảnh tiểu tử, đơn giản là muốn chết. Trương Húc Hạo dư quang phát hiện người đến cũng chỉ là vương hầu cảnh 9 tầng tu vi, nhất thời cười lạnh một tiếng. Trong ánh mắt tràn đầy khinh thường vẻ. Chỉ là vương hầu cảnh tu vi, muốn công phá Bát Hoang Hàng Yêu đại trận, nhất định chính là nói chuyện viển vông. Lăng Tiêu, Tô Mị Nương cùng Trần Đồng cũng đều là thấy được Lăng Tiêu, cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Bất quá, trong lòng bọn họ cũng có chút lo lắng, Bát Hoang Hàng Yêu đại trận, chính là từ 8 hơn nửa bước chí tôn liên hợp bày xuống, Lăng Tiêu có thể nghịch chuyển chiến cuộc sao? Nhưng vào lúc này, ngũ hành thần quang trong nháy mắt nổ ra, tạo thành một mảnh minh mông ngũ hành kết giới, trực tiếp đem cái kia lão giả áo bào trắng bao phủ lại. Phốc, một vệt ánh sáng màu máu lóe lên, Lăng Tiêu thôn thiên kiếm trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của hắn. Cái gì, cái kia nửa bước chí tôn trưởng lão vong hồn đại mạo, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, chỉ là một cái vương hầu cảnh tiểu tử, làm sao có khả năng rách Bát Hoang Hàng Yêu đại trận phòng ngự, trực tiếp đưa hắn trọng thương. Ngươi chết đi cho ta, lão giả áo bào trắng trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ lạnh như băng. Kinh khủng tu vi bộc phát ra, một chưởng hướng về Lăng Tiêu đầu đánh tới. Một chưởng này ẩn chứa sấm gió tư thế, phảng phất liền một tòa núi lớn đều có thể trực tiếp đập nát,
kinh khủng trưởng ấn hướng về Lăng Tiêu trấn áp mà tới. Chết, Lăng Tiêu lãnh đạm nói rằng, thôn thiên kiếm ánh sáng lại biến, lục đạo luân hồi thức bộc phát ra, vô số nóng rực ánh kiếm dâng lên hào quang, lục đạo thế giới cửa động tràn ngập, tạo thành lục đạo luân hồi cối xoay, trong nháy mắt liền sụp đổ rồi lão giả áo bào trắng trưởng ấn. Chiêu kiếm này uy năng vô cùng, lão giả áo bào trắng đầu trong nháy mắt bị Lăng Tiêu một chiêu kiếm chém hạ xuống, thôn thiên kim liên ánh sáng cuốn một cái, liền đem hắn nguyên thần cắn nuốt. Cái gì, những thứ khác bảy cái lão giả áo bào trắng, thêm vào Trương Húc Hạo đều là vẻ mặt đại biến, từ Lăng Tiêu ra tay, đến chém giết cái kia lão giả áo bào trắng, vẻn vẹn chỉ dùng hai kiếm, trong khoảnh khắc liền chém giết một vị nửa bước chí tôn. Cơ hội tốt, Tô Mị Nương trong ánh mắt ánh sáng lóe lên, bát hoang hàng yêu đại trận chết một cái lão giả áo bào trắng, trong nháy mắt liền xuất hiện kẽ hở, nàng bỗng nhiên một ngụm tinh huyết phun ở cửu tiêu hoàn bội trên đàn, tiếng đàn mãnh liệt, ánh sáng rừng rực lóa mắt. Ầm ầm ầm, nóng rực tia lôi dẫn từ cửu tiêu hoàn bội trên đàn bộc phát ra, trong nháy mắt hóa thành từng đạo kinh khủng lôi quang, đem vậy còn dư lại bảy đại lão giả áo bào trắng che mất. Kinh khủng lôi quang ngang dọc hư không, tràn ngập cường đại chí tôn thần uy. Tô Mị Nương một ngụm tinh huyết, triệt để kích phát rồi cửu tiêu hoàn bội cầm cái này chí tôn khí sức mạnh, bạo phát ra tuyệt thế một đòn. Phốc, 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 cái kia bảy đại ông lão đều là như bị sét đánh, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên cực kỳ trắng bệch, trực tiếp bị lôi hải hất bay. Coi như là bọn họ thân là nửa bước chí tôn, thế nhưng tại chính thức chí tôn khí trước mặt, vẫn là còn như giấy mỏng giống như, không đỡ nổi một đòn. Đáng tiếc a, Tô Mị Nương trong ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Nhưng nàng cũng biết, coi như là hắn tiêu hao tinh huyết, thôi thúc cửu tiêu hoàn bội cầm một đòn toàn lực, có thể tạo thành chiến quả như vậy đã là rất là khác nhau, dù sao, nàng không phải chân chính chí tôn. Tiểu súc sinh, người đáng chết, Trương Húc Hạo cũng có vẻ hết sức chật vật, trong tay thiên su cổ kiếm đại ánh sáng quang, phá tan rồi đầy trời lôi quang, cùng bảy đại nửa bước chí tôn đứng chung một chỗ, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ lạnh như băng. Hắn căn bản không có nghĩ đến, chỉ là vương hầu cảnh một người thiếu niên. Dĩ nhiên có kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Thánh tử, hắn chính là thiên thần thành bên trong, chém nam thiên tôn cùng tinh thần cung ba đại tinh tử Lăng Tiêu. Một cái lão giả áo bào trắng quay về Trương Húc Hạo nhẹ giọng nói. Lăng Tiêu, Trương Húc Hạo ánh mắt chấn động, nhưng lập tức liền cười lạnh một tiếng nói, Lăng Tiêu thì lại làm sao? Chẳng lẽ cho rằng phá bát hoang hàng yêu đại trận, là có thể hung hăng sao? Giết hắn cho ta, Trương Húc Hạo thanh âm bên trong sát cơ lộ, trong tay thiên su cổ kiếm chỉ về Lăng Tiêu. Trước tiên hướng về Lăng Tiêu vồ giết mà tới. Ầm ầm ầm, thiên su cổ kiếm ngang trời mà lên, chí tôn thần uy tràn ngập ra, trên 9 tầng trời hạ xuống vô tận ánh sao, hóa thành từng đạo kinh khủng sát cơ, đem trao quyền cho cấp dưới Lăng Tiêu khóa được đứng lên. Chương 612, một chiêu kiếm lăng không ba vạn dặm. Mà giờ khắc này, Tô Mị Nương cùng Trần Đồng cũng đã bị thương nặng, đặc biệt là Tô Mị Nương, mấy lần lấy tinh huyết thôi thúc cửu tiêu hoàn bội cầm, đã đạt đến cực hạn, căn bản không có sức tái chiến. Trên mặt của bọn họ đều là lộ ra cực kỳ lo lắng vẻ mặt. Mặc dù biết Lăng Tiêu thiên phú siêu tuyệt, sức chiến đấu vô song, thế nhưng Trương Húc Hạo bản liền không phải người bình thường, lại thêm cái kia bảy đại lão giả áo bào trắng, đây chính là tám hơn nửa bước chí tôn. Chớ đừng nói chi là Trương Húc Hạo trong tay còn có thiên su cổ kiếm, thanh kiếm này thông thiên triệt địa, uy lực vô cùng, ẩn chứa tuyệt thế sát ý, có thể câu thông thiên su tinh sức mạnh, cực kỳ khủng bố. Đội hình như vậy, e là cho dù là vượt qua tứ tượng chi kiếp chí tôn đến đây, đều có khả năng chết không có chỗ chôn, chớ đừng nói chi là Lăng Tiêu chỉ có vương hầu cảnh tu vi. Chém, theo Trương Húc Hạo một tiếng hét lớn, đầy trời ánh sao rơi ra, giống như là từng viên một lưu tinh la bay liệng đại địa, hóa thành sắc bén nhất ánh kiếm, hội tụ ở thiên su cổ kiếm xung quanh, hướng về Lăng Tiêu bỗng nhiên chém hạ xuống. Nhìn trên đỉnh đầu thiên su cổ kiếm, Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy hoài niệm vẻ. Thiên su cổ kiếm là bắt đầu bảy đại chí tôn thần kiếm đứng đầu, cũng là uy năng mạnh nhất một thanh cổ kiếm, mà chủ nhân của nó nguyên lẽ ra nên thuộc về đại đệ tử Mộc Đón Gió. Nghiệt xúc, ngươi dám! Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, phảng phất ẩn chứa kinh thiên lôi âm, có một cổ thần bí gợn sóng tràn ngập ra. Nguyên bản hướng về hắn chém tới thiên su cổ kiếm bỗng nhiên run lên, dĩ nhiên phát ra một tia dường như mừng rỡ dường như sợ gợn sóng. Đầy trời ánh kiếm đều dừng lại ở trong hư không, phảng phất không dám rơi xuống. Cái gì? Trương Húc Hạo vẻ mặt biến đổi, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Lăng Tiêu một tiếng giận dữ hét lớn, thiên su cổ kiếm dĩ nhiên cũng không dám hạ xuống. Tiểu tử này làm sao tà môn như vậy? Hắn rốt cuộc là ai? Tô Mị Nương trong ánh mắt cũng đầy là vẻ khiếp sợ, này thiên su cổ kiếm lai lịch nàng hết sức rõ ràng,
hơn nữa bây giờ đã bị Trương gia vị lão tổ kia triệt để luyện hóa, làm sao sẽ bởi vì Lăng Tiêu một tiếng giận dữ hét lớn liền dừng lại. Vù, Thiên Xu cổ kiếm đang kịch liệt giãy giụa, kiếm thể hào quang óng ánh, trong đó phảng phất có một vị râu tóc bạc phơ thần bí bóng người, đang cật lực trấn áp Thiên Xu cổ kiếm. Thiên Xu cổ kiếm nguyên bản chính là Lăng Tiêu luyện chế, trong đó kiếm linh chính là Thiên Xu tinh tinh thần tinh hoa ngưng tụ mà thành, có thể nói Lăng Tiêu chính là cha mẹ nó. Mà bây giờ, Thiên Xu cổ kiếm bị Trương gia lão tổ luyện hóa, vì lẽ đó ở cha mẹ cùng chủ nhân trong đó đối lập hạ, Thiên Xu cổ kiếm phảng phất không biết nên nghe theo của người nào mệnh lệnh, trực tiếp sững sờ nơi đó. Trở về, Trương Húc Hạo sợ đến cả người run lên, liền vội vàng đem Thiên Xu cổ kiếm cho đòi trở về, cũng không dám nữa lấy ra. Lăng Tiêu quả thực quá tà môn, dĩ nhiên hầu như để chuôi này tuyệt thế cổ kiếm làm phản. Bất quá thiếu Thiên Xu cổ kiếm, Trương Húc Hạo cũng thì ít đi nhiều lớn nhất thảo phạt thủ đoạn. Dám cướp ta Thiên Xu cổ kiếm, bất luận ngươi là ai, ngươi đều chết chắc rồi. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát ý tràn ngập, hắn có thể đủ nhìn thấy Thiên Xu cổ kiếm bên trong, có một vị thần bí dấu ấn nguyên thần, đó phải là Trương gia chí tôn lão tổ. Lăng Tiêu bây giờ còn chưa có biện pháp xóa đi Thiên Xu cổ kiếm bên trên chí tôn dấu ấn, bất quá sớm muộn có một ngày, hắn sẽ đem Thiên Xu cổ kiếm đoạt lại. Không cần Thiên Xu cổ kiếm, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Giết cho ta, Trương Húc Hạo sắc mặt hết sức khó coi. Chỉ là một cái vương hầu cảnh tiểu tử, dĩ nhiên cho hắn tạo thành phiền toái lớn như vậy. Không chỉ chém một vị nửa bước chí tôn, hơn nữa còn suýt chút nữa để Thiên Xu cổ kiếm làm phản. Trương Húc Hạo trong lòng sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm, nhất định phải giết Lăng Tiêu, bằng không sau đó chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn. Ầm ầm, Trương Húc Hạo trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một thanh màu đỏ cổ kiếm, chỉ là một thanh chuẩn chí tôn khí, thế nhưng phong mang vô cùng, khí tượng cực kỳ kinh người, ngang trời hướng về Lăng Tiêu chém tới. Mặt khác bảy đại lão giả áo bào trắng, cũng đều là dồn dập ra tay, bạo phát ra kinh khủng tu vi. Tám hơn nửa bước chí tôn đồng thời ra tay, vẻ này uy thế, hầu như muốn để tinh hà phá nát, thiên địa quay về hỗn độn. Liền ngay cả Lăng Tiêu trong lòng, đều là cảm thấy một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ. Tám hơn nửa bước chí tôn sao? Rất tốt, liền bắt các ngươi làm ta thử kiếm thạch, nhìn ta một chút bây giờ cực hạn sức chiến đấu đến cùng ở nơi nào. Lăng Tiêu vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Trong ánh mắt chiến ý xông lên tận trời, quanh thân kim quang mãnh liệt, kinh khủng khí huyết xông lên tận trời. Ầm ầm, Thôn Thiên kiếm phảng phất cảm nhận được Lăng Tiêu trên người chiến ý, cũng là vui sướng bắt đầu run rẩy, tản mát ra một luồng tài năng tuyệt thế. Lăng Tiêu tung ngày mà lên, quanh thân khí huyết cuồn cuộn, chân đạp đại na di thần thông, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Trương Húc Hạo trước mặt, một chiêu kiếm hướng về Trương Húc Hạo chém tới. Giết, Trương Húc Hạo trong ánh mắt sát cơ rừng rực cực kỳ. Trong tay màu đỏ thấm cổ kiếm dâng lên vạn trượng hào quang, hướng về Lăng Tiêu tiến lên nghênh tiếp. Cong, nóng rực ánh kiếm quét ngang vòm trời, chung quanh núi cao ầm 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 rung mạnh, từng khối sơn thạch bay ngang ra, vô số cổ thụ che trời biến thành bột mịn. Lăng Tiêu cùng Trương Húc Hạo đều là đồng thời bay ngược ra. Thật là tinh khiết kiếm ý. Lăng Tiêu ánh mắt hơi động, này Trương Húc Hạo dĩ nhiên là một vị kiếm tu, thực lực mạnh mẽ vô cùng, nửa bước chí tôn cảnh giới, dĩ nhiên cũng đã lĩnh ngộ người kiếm hợp làm một thuật. Hồn ở trên mây, kiếm ra không hối hận, không chết không về. Một cái lão giả áo bào trắng từ phía sau lưng hướng về Lăng Tiêu đánh tới, cầm trong tay một thanh khai sơn đao, cả người đầy cơ bắp, gắng sức chém xuống, nhanh đến mức cực hạn, dường như muốn đem Lăng Tiêu chém thành hai khúc. Giết, Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lóe lên, Thôn Thiên kiếm móc nghiêng mà đến, nóng rực ánh kiếm chém ở khai sơn đao bên trên, bùng nổ ra một mảnh kiếm khí bão táp, Thôn Thiên kiếm là bực nào sắc bén. Cái kia khai sơn đao mặc dù là chuẩn chí tôn khí, nhưng trong nháy mắt đã bị vỡ một cái lỗ hổng, để cái kia lão giả áo bào trắng vô cùng đau lòng. Giết, Lăng Tiêu cầm kiếm mà lên, quanh thân chiến ý cuồn cuộn, một chiêu kiếm đâm về phía lão giả áo bào trắng mi tâm, như ngang trời thiểm điện, phong mang vô cùng. Cái kia lão giả áo bào trắng biến sắc, đem khai sơn đao chặn lại, chỉ nghe một tiếng kim thiết giao kích tiếng, đốm lửa bắn tứ tung, một luồng vô cùng thần lực bộc phát ra. Lão giả áo bào trắng như bị sét đánh, nhất thời bay ngang ra ngoài. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu trong tay Thôn Thiên kiếm ngang trời hạ xuống, tứ tượng kích thiên thức bộc phát ra, bốn tượng thần quang phóng lên trời, chung quanh thiên địa dường như muốn tái diễn hỗn độn, một lần nữa hóa trật tự, phải đem cái kia lão giả áo bào trắng triệt để chém giết. Lăng Tiêu, chớ có cản rỡ. Lăng Tiêu phía sau, sáu đại lão giả áo bào trắng cùng nhau điều động, cũng vậy trong đó phảng phất tạo thành vô cùng kỳ huyền diệu chiến trận gợn sóng, từ đông tây nam bắc trên dưới sáu cái phương vị hướng về Lăng Tiêu phát động một đòn phải giết. Đây là lục phương thiên địa chi trận, tập hợp sáu hơn nửa bước chí tôn sức mạnh, muốn triệt để đem Lăng Tiêu tuyệt sát.
Ầm ầm, Lăng Tiêu phảng phất bị sáu đại chí tôn sức mạnh chấn nhiếp, đứng ở nơi đó ngây ngẩn cả người, kinh khủng chí tôn thần uy tràn ngập, hắn trong nháy mắt đã bị sáu mảnh minh mông thần quang cuốn lên, xé thành nát tan. Chương 613, kiếm phá bầu trời. Không được, là tàn ảnh. Trương Húc Hạo sắc mặt đại biến, Lăng Tiêu tốc độ đến cùng sắp đến rồi mức độ nào? Ở sáu hơn nửa bước chí tôn dưới sự vây công, đều có thể thoát thân mà chạy. Mà giờ khắc này, Lăng Tiêu cầm trong tay thôn thiên kiếm, đã hướng về một cái khác lão giả áo bào trắng chém xuống đến. Ầm ầm ầm, thiên địa rung mạnh, nóng rực ánh kiếm hoành tảo bát hoang, một đạo nóng rực ánh kiếm lăng không mà lên, ngang dọc ba vạn dặm thiên địa, trực tiếp đem cái kia lão giả áo bào trắng một chiêu kiếm chém giết. Xương máu bay ngang, vô số thần quang nổ ra, liền ngay cả cái kia lão giả áo bào trắng nguyên thần đều bị chiêu kiếm này chém thành cho bụi, hoàn toàn hồn phi phách tán. Cái thứ nhất, Lăng Tiêu thản nhiên nói, ngẩng đầu nhìn Trương Húc Hạo một chút. Lăng Tiêu, ngươi chớ có cản rỡ, có bản lĩnh đánh với ta một trận. Trương Húc Hạo hận muốn điên, tóc đen tung bay, trong ánh mắt tràn đầy nóng rực sát ý, hướng về Lăng Tiêu vồ giết mà tới. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nhưng, Lăng Tiêu chính là không cùng hắn đánh nhau chính diện, mà là cầm trong tay thôn thiên kiếm đánh về phía sáu mặt khác đại lão giả áo bào trắng. Trương Húc Hạo sức chiến đấu cực cường, hoàn toàn không phải này sáu đại lão giả áo bào trắng có thể so sánh. Lăng Tiêu đơn giản liền là muốn trước hết giết này sáu đại lão giả áo bào trắng, sau đó đang tìm Trương Húc Hạo một trận chiến. Chờ bọn hắn sáu cái chết rồi, sẽ đến lượt ngươi, không nên gấp. Lăng Tiêu lãnh đạm nói rằng, một chiêu kiếm đi ngang trời, cả người nóng rực sát ý bộc phát ra, có một loại tài năng tuyệt thế tràn ngập. Hắn đã vậy còn quá cường. Tô Mị Nương cùng Trần Đồng trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, bây giờ Lăng Tiêu so với thiên thần thành thời điểm, lại mạnh mẽ rất nhiều. Liền ngay cả nửa bước chí tôn ở trong tay hắn, đều như giống như ăn cháo. Tuy rằng đó chỉ là mới vừa vào nửa bước chí tôn, vẫn không có vượt qua tứ tượng chi kiếp, nhưng cũng là nửa bước chí tôn, so với bình thường hoàng giả cường đại rồi nhiều lắm. Nhưng là bọn hắn ở Lăng Tiêu trong tay, đơn giản là không đỡ nổi một đòn. Lăng Tiêu, dùng của ta cửu tiêu hoàn bội cầm, Tô Mị Nương hướng về Lăng Tiêu hô to một tiếng, liền muốn đem mình cửu tiêu hoàn bội cầm ném cho Lăng Tiêu. Cửu tiêu hoàn bội cầm là chí tôn khí. Uy năng vô cùng, như là Lăng Tiêu kích phát cửu tiêu hoàn bội cầm sức mạnh, nhất định có thể mang Trương Húc Hạo đám người một lưới bắt hết. Tô Mị Nương đồng thời cũng nuốt chữa thương linh đan, đang nắm chặt vận công chữa thương. Không cần, chính ngươi giữ đi, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Tô Mị Nương bây giờ trọng thương chưa lành, có cửu tiêu hoàn bội cầm nơi tay, Trương Húc Hạo đám người cũng không dám đi gây sự với nàng, cũng sẽ không để Lăng Tiêu có chút ràng buộc. Tô Mị Nương là bực nào thông minh, tự nhiên một hồi đã nghĩ thông suốt Lăng Tiêu ý nghĩ. Chỉ là bị dứt khoát như vậy từ chối, coi như biết Lăng Tiêu là ý tốt, Tô Mị Nương trong lòng cũng là hết sức khó chịu. Ầm ầm ầm, trên hư không, Lăng Tiêu cùng Trương Húc Hạo đám người chiến đấu càng phát kịch liệt. Thiên địa rúng động, nhật nguyệt ảm đạm, bốn phía to lớn núi cao đều đang ầm ầm một tiếng sụp đổ, vô số sơn thạch bay ngang, hóa thành bột mịn. Đại địa bên trên, từng đạo to lớn khe lan tràn ra, đó là bị tuyệt thế kiếm khí chém đi ra dấu vết. Cái kia sáu hơn nửa bước chí tôn phảng phất cũng học thông minh. Không dám lại đơn độc ra tay với Lăng Tiêu, mà là kết thành chiến trận tư thế, dung hợp sáu người lực lượng, cùng Lăng Tiêu đại chiến kịch liệt. Mà Trương Húc Hạo quanh thân kiếm ý ngưng tụ, mỗi một lần ra tay, đều sẽ bùng nổ ra tuyệt thế một đòn, kiếm tu sức mạnh hoàn toàn bộc phát ra, cho Lăng Tiêu tạo thành uy hiếp rất lớn. Cứ như vậy, mấy trăm chiêu quá khứ, Lăng Tiêu cùng bảy người này trong đó đại chiến phảng phất tạo thành rằng có tư thế. Mà Trương Húc Hạo cùng sáu đại lão giả áo bào trắng nhưng là càng đánh càng kinh ngạc. Chỉ là vương hầu cảnh liền nắm giữ kinh khủng như vậy sức chiến đấu, vậy hắn đột phá đến hoàng giả cảnh, thậm chí là nửa bước chí tôn thời điểm, lại nên sẽ là kinh khủng cỡ nào? Chẳng lẽ hắn phải giống như thượng cổ cái kia chút cường giả tuyệt thế giống như, không vào chí tôn, cũng đã có đi ngược chiều phạt giết, chém giết chí tôn sức mạnh sao? Một chiêu kiếm định sinh tử đi, Lăng Tiêu trong ánh mắt thần mang lóe lên, trong nháy mắt tung ngày mà lên. Hắn đã biết chính mình chiến lực cực hạn, vì lẽ đó trận chiến này đã không cần thiết tiếp tục nữa. Ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân thần quang tỏa sáng, áng vàng tràn ngập, kinh khủng khí huyết xông lên tận trời, ở sau người hắn, hỗn độn khí tràn ngập, một cái hoàng kim cự long cùng một con năm màu chân hoàng ngang trời bay lên, hiện ra long phượng trình tường thần bí dị tượng. Thời khắc này, Lăng Tiêu thân thể lực lượng đạt tới cực hạn, xung quanh hư không chấn động kịch liệt, phảng phất thiên địa đều phải bị Lăng Tiêu khí huyết đổ nát. Lăng Tiêu một chiêu kiếm chém ra, thiên địa chấn động, một đạo vạn trượng thần kiếm đến từ trên trời, bốn tượng thần quang bốc lên. Ngũ hành lực lượng tràn ngập, đồng thời có lục đạo luân hồi bóng mờ tràn ngập. Một chiêu kiếm thiên địa sinh, một chiêu kiếm sinh luân hồi.
Lăng Tiêu chiêu kiếm này, dung hợp thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công ba thức đầu, hướng về Trương Húc Hạo cùng sáu đại lão giả áo bào trắng ngang trời chém tới. Cái gì? Trương Húc Hạo cùng sáu đại lão giả áo bào trắng đều là vẻ mặt đại biến, từng cái trong ánh mắt toàn bộ đều vô cùng thần sắc kinh khủng. Chiêu kiếm này bên dưới, thiên địa hóa thành hỗn độn, hư không phá nát, bọn họ cảm thấy một luồng nguy hiểm chí mạng. Ngăn trở a, cho ta ngăn trở. Sáu đại lão giả áo bào trắng giận dữ hét lên, quanh thân huyết dịch đều bắt đầu cháy rừng rực, sáu người sức mạnh phảng phất vào đúng lúc này hợp thành một thể, hóa thành một đạo kinh khủng cự thuẫn, tiến lên đón Lăng Tiêu chiêu kiếm đó. Ầm ầm ầm, Trương Húc Hạo quanh thân kiếm khí dâng trào, trong tay hắn màu đỏ thấm cổ kiếm cũng hóa thành vạn trượng cầu vồng, đồng thời cùng hắn hợp thành một thể. Người kiếm hợp làm một, hướng về Lăng Tiêu hung hăng chém tới. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, tóc đen tung bay, một chiêu kiếm lăng không ba vạn dặm, trực tiếp chém vào cự thuẫn bên trên, nhất thời thiên địa ầm ầm, hư không tảng lớn mảng lớn bể nát ra. Đạo kia cự thuẫn chỉ là ngăn cản chốc lát, trong nháy mắt liền nổ tung. Mênh mông ánh kiếm đem sáu đại lão giả áo bào trắng che mất đứng lên, trong nháy mắt xương máu bay ngang, vô cùng khốc liệt, cái kia sáu đại áo bào trắng thân thể của ông lão trực tiếp nổ thành một mảnh cho bụi. Cong, kinh khủng ánh kiếm đi ngang trời, đồng thời lại đụng phải Trương Húc Hạo chém tới chiêu kiếm đó, vô tận kiếm cương nổ ra. Răng rác, Trương Húc Hạo chuôi này màu đỏ thấm cổ kiếm trong nháy mắt bị Lăng Tiêu chặt đứt, Trương Húc Hạo cũng là bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, người kiếm hợp làm một trạng thái bị phá vỡ, hắn cũng nhận được to lớn phản phệ. Bỗng nhiên bay ngang mấy trăm trượng, hung hăng đập vào xa xa một ngọn núi bên trên. Uy thế của một kiếm, thậm chí còn tư. Lăng Tiêu đứng lơ lửng trên không, tóc đen tung bay, long phượng vần quanh, màu vàng khí huyết như lang yên một loại sông lên tận trời, ánh mắt so với tinh không còn muốn óng ánh. Hắn cầm kiếm mà đứng, quanh thân phong mang vô cùng, như một vị tuyệt đại kiếm thần, khiến người ta không dám nhìn gần. Một chiêu kiếm chém ra, sáu hơn nửa bước chí tôn thân thể hủy diệt sạch, Trương Húc Hạo cũng bị trọng thương. Liền ngay cả Tô Mị Nương cùng Trần Đồng cũng đều là sợ ngây người. Kết quả như thế này, bọn họ liên tưởng cũng không dám nghĩ. Nguyên lai, đây mới là Lăng Tiêu chiến lực chân chính sao. Vèo, sáu nửa bước chí tôn nguyên thần trong nháy mắt vọt ra, từng cái trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng, nhưng nhìn nhau một chút, đều là lộ ra một tia quyết tuyệt vẻ. Chương 614, Cửu Vĩ Hồ Bộ Tộc, Thánh Tử đi mau, chúng ta ngăn cản hắn. Thánh Tử, chạy mau a. Sáu hơn nửa bước chí tôn nguyên thần đều là đồng thời giống lớn một tiếng, quanh thân trong nháy mắt bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực, như sáu vòng nóng bỏng mặt trời, ngang trời hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Không được, bọn họ muốn tự bảo. Tô Mị Nương vẻ mặt đại biến, không nghĩ tới sáu người này dĩ nhiên đối với Trương Húc Hạo như vậy trung tâm, liều mạng vừa chết cũng phải vì Trương Húc Hạo tạo ra cơ hội chạy trốn. Nửa bước chí tôn tự bảo lực lượng là kinh khủng cỡ nào? Chớ đừng nói chi là sáu hơn nửa bước chí tôn đồng thời tự bảo. Sức mạnh kia sợ rằng sẽ vùng đất này đều hóa thành một vùng phế tích. Muốn chết, ở trước mặt ta các ngươi chết sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, thôn thiên kim liên trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bay ra, một đạo đạo kim sắc xích thần trật tự đi ngang trời, trong nháy mắt liền đem cái kia lục đạo nguyên thần trói buộc đứng lên, sau đó kéo vào thôn thiên kim liên bên trong. Có thôn thiên kim liên ở, bọn họ coi như là muốn tự bạo cũng không thể. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không muốn a, Trương Húc Hạo giống to, kiểm thượng mang đầy nước mắt, này tám hơn nửa bước chí tôn đều là Trương gia tử trung, cũng là hắn trung thành nhất hộ vệ, có thể nói từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, kết quả trận chiến này, dĩ nhiên tất cả đều tổn hại ở nơi này. Lăng Tiêu, ta xin thề, ta nhất định sẽ giết ngươi, bất kể là ngươi thân bằng hảo hữu, cha mẹ ngươi người nhà, ta tất cả đều sẽ để cho bọn họ chết không có chỗ chôn a. Trương Húc Hạo cực kỳ oán độc nhìn Lăng Tiêu một chút, quả quyết bóp nát hư không chí tôn phù. Trong nháy mắt liền rời khỏi nơi này. Thế nhưng Trương Húc Hạo điên cuồng âm thanh vẫn cứ ở trong bầu trời này vang vọng, mang theo cực kỳ sát cơ lạnh như băng cùng sự thù hận. Trương Húc Hạo sao, ngươi đã muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ rừng rực cực kỳ, giữ lại như vậy một con rắn độc ở, sớm muộn cũng sẽ gặp sự cố. Lăng Tiêu đã hạ quyết tâm, lần sau gặp lại Trương Húc Hạo, nhất định phải lấy tính mạng của hắn. Lăng Tiêu từ trong hư không rơi xuống, Tô Mị Nương cùng Trần Đồng đều là một mặt kinh hỉ cùng cảm kích nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chính là muốn nói cái gì, bỗng nhiên mắt sáng lên, nói chúng ta rời khỏi nơi này trước, có người đến. Từ đằng xa có một đạo đạo tiếng xé gió nhanh chóng mà đến, nơi này chiến đấu gợn sóng quá mức mãnh liệt, tuy rằng thánh khư vô cùng bao la, nhưng người chung quanh vẫn là đã bị kinh động. Lăng Tiêu không muốn quá gây cho người chú ý, cùng Tô Mị Nương, Trần Đồng đồng thời cấp tốc rời khỏi nơi này. Vùng đất này,
trong vòng ngàn dặm cũng đã biến thành một vùng phế tích. Trận chiến này, mấy tòa núi lớn biến thành bột mịn, đại địa bị cứng rắn lột hơn 10 trượng, có nước sông chảy ngược mà đến, đem nơi đây hóa thành một mảnh hồ nước. Lăng Tiêu ba người xuyên qua mấy dãy núi, bay hơn ngàn dặm, mới ở một tòa mây mù mờ ảo phía trên ngọn núi ngừng lại. Đa tạ Lăng tiểu hữu ân cứu mạng, lão phu lễ độ. Đa tạ Lăng công tử. Trần Đồng cùng Tô Mị Nương đều là hướng về Lăng Tiêu sâu sắc thi lễ một cái. Không cần khách khí, ta cùng đại trưởng lão cũng là người quen cũ. Chỉ là, các ngươi làm sao sẽ bị Trương Húc Hạo mai phục? Lăng Tiêu khoát tay áo nói, đồng thời lại hơi nghi hoặc một chút. Tô Mị Nương cười khổ một tiếng nói, bây giờ ta cửu vĩ hồ bộ tộc sự suy thoái, tùy tùng ta một vị trưởng lão lại bị Trương Húc Hạo thu mua, vì lẽ đó liền đem ta dụ vào Trương Húc Hạo bát hoang hàng yêu đại trận bên trong. Tô Mị Nương có chút ngượng ngùng, mặt cười đỏ bừng, nàng thường ngày tự xưng là túc trí đa mưu, không nghĩ tới dĩ nhiên lật thuyền trong mương, bị thủ hạ người gài bẫy. Đồng thời, Tô Mị Nương cũng đem chân bảo các cửu vĩ hồ bộ tộc cùng Trương gia ân oán giữa nói một lần. Những này Lăng Tiêu trước trốn ở thiên thần thạch bên trong, cũng đã biết, trong lòng khá là cảm khái. Chân bảo các là có uy tín võ đạo thánh địa, kéo dài vài chục vạn năm, chính là yêu tộc cửu vĩ hồ bộ tộc khai sáng, cửu vĩ hồ bộ tộc huyết mạch, nguyên tự thời kỳ thượng cổ thần thú cửu vĩ thiên hồ. Cửu vĩ hồ bộ tộc huyết mạch, chính là lấy cái đuôi bao nhiêu đến đại biểu huyết mạch nồng độ, hơn nữa cửu vĩ hồ bộ tộc trời sinh túc trí đa mưu, giúp mọi người làm điều tốt, vì lẽ đó đã sáp nhập vào trong nhân tộc, ở về buôn bán triển lộ ra cường đại thiên phú, mới có thể đem chân bảo các khai biến toàn bộ chiến thần đại lục. Chỉ là, Lăng Tiêu không nghĩ tới bây giờ cửu vĩ hồ bộ tộc, dĩ nhiên cũng chỉ còn lại có một vị trọng thương lão tổ tông, ở chân bảo các địa vị tràn ngập nguy cơ, bị Trương gia dồn đến trình độ như thế này. Bất quá, nói đến cửu vĩ hồ bộ tộc sở dĩ cường giả điêu linh, cũng là vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn, vô số cường giả đẫm máu phấn khởi chiến đấu, đúng là để Lăng Tiêu trong lòng sinh ra một luồng kinh ý. Lăng Tiêu, ta thật không nghĩ tới, thiên phú của ngươi dĩ nhiên yêu nghiệt như thế, chém liên tục tám hơn nửa bước chí tôn, Trương Húc Hạo cũng trọng thương ở trong tay ngươi. Bất quá ngươi phải cẩn thận, Trương Húc Hạo có thù tất báo, lại là Trương gia thế hệ này thiên tài xuất sắc nhất một trong, như là đưa tới sau lưng hắn cường giả chí tôn, vậy ngươi liền nguy hiểm. Tô Mị Nương có chút lo lắng nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, Tô tiên tử lo xa rồi, nếu ta ra tay rồi, sẽ không sợ hắn Trương gia trả thù. Ngược lại ta hiện tại đắc tội võ đạo thánh địa cũng không ít, cũng không sợ nhiều hơn chân bảo các một cái. Trần Đồng cùng Tô Mị Nương sững sờ, có chút dở khóc dở cười. Lăng Tiêu nói tới vẫn đúng là không sai, Tinh Thần Cung, Nam Thiên Thế Gia, Đế Mộ Sơn, Thiên Yêu Cung đều bị Lăng Tiêu đắc tội rồi, nhưng lại lệch cái tên này đến bây giờ còn nhảy nhót tưng bừng. Bất quá Tô Mị Nương cũng biết, đây cũng là bởi vì phần lớn cường giả chí tôn, đều ở đây vực ngoại ngôi sao thế giới du lịch, không có chiến thần đại lục. Bằng không, như là chí tôn ra tay, Lăng Tiêu có mấy cái mạng cũng đều được thông báo. Đại trưởng lão, người mau chóng thanh khâu, đem thánh khư chuyện đã xảy ra nói cho lão tổ tông, để lão nhân gia người cần phải đề phòng Trương gia, bất quá tuyệt đối không nên động thủ, tất cả chờ ta trở về rồi hãy nói. Tô Mị Nương vẻ mặt có chút ngưng trọng quay về Trần Đồng nói rằng. Tốt, ta hiện tại liền trở về. Trần Đồng cũng là biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, trước khi đi hắn khẩn thiết nhìn Lăng Tiêu một cái nói, Lăng tiểu hữu, tiểu thư nhà ta bây giờ trọng thương chưa lành, thánh khư bên trong nguy cơ trùng trùng, mong rằng Lăng tiểu hữu có thể trông nom một, hai, lão phu vô cùng cảm kích. Trần Đồng hướng về Lăng Tiêu sâu sắc thi lễ một cái nói. Đại trưởng lão khách khí, ta biết hết sức. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, đem Trần Đồng đỡ lên. Trần Đồng cảm kích nhìn Lăng Tiêu một chút, hít sâu một hơi, xoay người hướng về thánh khư cửa ra vào đi. Tô tiên tử, thương thế của ngươi như thế nào? Lăng Tiêu nhìn Tô Mị Nương một cái nói. Không thể không nói, Tô Mị Nương quốc sắc thiên hương, trời sinh mị cốt, mọi cử động mang theo vô tận mê hoặc lực lượng, để Lăng Tiêu trong lòng cũng than thở không ngớt. E sợ cũng chỉ có Nguyệt Thần, Phượng Nữ mới có thể cùng Tô Mị Nương phân cao thấp. Đa tạ Lăng công tử quan tâm, ta uống đan dược chữa trị vết thương, thương thế đã khống chế được, không cần một hai ngày, là có thể triệt để khỏi rồi. Tô Mị Nương sắc mặt mặc dù có chút trắng xám, nhưng tinh thần cũng rất tốt, nhợt nhạt cười một tiếng nói. Lăng công tử, ta có một chuyện, kính xin Lăng công tử giúp đỡ. Tô Mị Nương trong đôi mắt to phảng phất có sóng nước tràn ngập, lông mi thật dài vụt sáng, mang theo một loại làm cho không người nào có thể cự tuyệt khẩn cầu vẻ. Há, chuyện gì? Lăng Tiêu bất động thanh sắc hỏi, cũng không có trực tiếp đồng ý. Chương 615, Tiên Thiên Tinh Phách. Ta muốn mời Lăng công tử giúp ta đi Cửu Vĩ Thiên Hồ nơi truyền thừa, chỉ có chiếm được Cửu Vĩ Thiên Hồ truyền thừa, ta mới có thể đoạt về chân bảo các, cứu vớt ta Cửu Vĩ Hồ bộ tộc.
Tô Mị Nương điềm đạm đáng yêu nhìn Lăng Tiêu nói, cửu vĩ thiên hồ nơi truyền thừa, ở nơi này thánh khư bên trong sao? Lăng Tiêu ánh mắt hơi động, nhẹ giọng hỏi, không sai, thánh khư là yêu thánh quy khư nơi, cũng là vô số thượng cổ thần thú chết trận địa phương, nơi này có rất nhiều thần thú truyền thừa, tuy rằng trăm vạn năm đến, có rất nhiều truyền thừa đều bị người khác lấy mất, nhưng cửu vĩ thiên hồ truyền thừa, còn hoàn chỉnh không sứt mẻ bảo đảm cất ở đây bên trong. Tô Mị Nương chậm rãi nói rằng, những năm gần đây, chúng ta bí mật thăm dò thánh khư, rốt cuộc tìm được cửu vĩ thiên hồ nơi truyền thừa, chỉ là ở đâu nguy cơ trùng trùng, chúng ta thất bại rất nhiều lần, cũng không có cách nào được. Ồ, các ngươi cũng không có cách nào được, ngươi liền tin tưởng ta như vậy có thể giúp ngươi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, Lăng công tử thiên phú vô song, thực lực mạnh mẽ, hơn nữa làm người trọng tình trọng nghĩa, nếu nói là có ai có thể trợ giúp ta, vậy cũng chỉ có Lăng công tử ngươi. Ta tin tưởng ngươi, Tô Mị Nương nhợt nhạt cười một tiếng nói. Hơn nữa, cửu vĩ thiên hồ nơi truyền thừa, có tiên thiên tinh phách. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiên thiên tinh phách mấy chữ này rơi vào Lăng Tiêu trong tai, nhất thời để Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, nhìn Tô Mị Nương nói thật sự có tiên thiên tinh phách. Tiên thiên tinh phách, chính là thiên địa bản nguyên sở sinh linh thể, thần diệu khó lường, chính là tốt nhất khí linh. Lấy tiên thiên tinh phách làm khí linh, có thể đúc ra có thể tiến hóa binh khí, cực kỳ thần kỳ. Chỉ là tiên thiên tinh phách quá mức hiếm thấy, chiến thần đại lục bên trên cũng chỉ là truyền thuyết phục, Lăng Tiêu đời trước rèn đúc thôn thiên kiếm, cũng chỉ là lấy yêu thú mạnh mẽ tinh hồn làm khí linh thôi. Nếu như có thể được tiên thiên tinh phách, Lăng Tiêu thôn thiên kiếm không những có thể từ từ khôi phục uy lực mạnh mẽ, thậm chí còn có thể vượt qua đời trước, trở thành càng cường đại hơn vô thượng thần khí. Không sai, Tô Mị Nương là bực nào thông minh nhanh trí, nàng chỉ lo Lăng Tiêu không đồng ý, cho nên mới ném ra tiên thiên tinh phách cái này mồi nhử. Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, đồng ý. Hắn cũng không phải bởi vì tiên thiên tinh phách mới đáp ứng trợ giúp Tô Mị Nương, coi như không có tiên thiên tinh phách, xem ở Trần Đồng mặt mũi của, Lăng Tiêu cũng sẽ không từ chối. Chỉ là tiên thiên tinh phách quá mức quý giá, này loại tạo hóa chí bảo, coi như là Lăng Tiêu kiếp trước thời điểm đều không có được quá. Cửu vĩ thiên hồ truyền thừa, ngay ở thần vẫn nơi. Tô Mị Nương cùng Lăng Tiêu đồng thời, bay lên trời. Hướng về xa xa cực tốc bay đi. Nàng một bên chạy đi, vừa hướng Lăng Tiêu giới thiệu cửu vĩ thiên hồ truyền thừa vị trí. Thần vẫn nơi sao? Lăng Tiêu ánh mắt hơi động, thần vẫn nơi có thể nói là thánh khư chỗ nguy hiểm nhất một trong, nghe nói là thần linh ngã xuống vị trí, nơi đó hư không cực kỳ không ổn định, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhấc lên hư không chảy loạn cùng không gian phong bạo. Hơn nữa, có rất nhiều thần đạo sát cơ, có người đã từng đạp phải một giọt màu đen thần huyết, trong nháy mắt đã bị hóa thành cho tàn. Có người gặp được tự sinh linh tính ma đao, phát điên bên dưới, liên tục bổ hơn 10 người, vô số cường giả chôn thây ở thần vẫn nơi. Nào còn có thượng cổ thần trận, tuy rằng tàn tạ, nhưng nguy hiểm nhưng một chút cũng không có hạ thấp, như là đi nhầm vào bên trong thần trận, đừng nói là hoàng đạo cường giả, e là cho dù là chí tôn đến cũng rất khó thoát thân. Bất quá cũng có người ở thần vẫn nơi chiếm được cường đại công pháp truyền thừa, kinh khủng thần binh lợi khí, thậm chí là thần linh tinh huyết, do đó tu vi tiến nhanh. Không trách cửu vĩ hồ bộ tộc lâu như vậy cũng không có cách nào được cửu vĩ thiên hồ truyền thừa, hóa ra là bởi vì truyền thừa ở thần vẫn nơi. Cửu vĩ thiên hồ, nhất định là thời kỳ thượng của mạnh mẽ thần thú, chân chính thần linh cường giả, muốn có được truyền thừa của hắn, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Vì lẽ đó, Lăng Tiêu cũng bắt đầu trở nên trịnh trọng lên. Cây củ cải lớn, thần vẫn nơi người rõ không rõ ràng. Lăng Tiêu đem cây củ cải lớn bắt được ra tới hỏi. Thần vẫn nơi. Các ngươi muốn đi cái địa phương quỷ quái kia, các ngươi muốn tìm chết tuyệt đối không nên mang theo ta còn muốn sống thêm mấy năm. Nguyên bản buồn bực ngán ngẩm cây củ cải lớn bị Lăng Tiêu bắt được đi ra, nghe được thần vẫn nơi mấy chữ này, nó nhất thời cả người giật mình một cái, liền vội vàng nói. Ta biết thần vẫn nơi rất nguy hiểm, bất quá ngươi không phải thổ địa của nơi này sao? Không biết liền thần vẫn nơi đều sợ chứ? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Tô Mị Nương cũng có chút kinh ngạc nhìn cây củ cải lớn một chút. Viên này kỳ quái cây củ cải lớn, rất giống là một cây linh dược, nhưng có thể nói chuyện linh dược, chẳng lẽ là thần dược trong truyền thuyết sao? Tô Mị Nương chấn động trong lòng, càng phát cảm thấy Lăng Tiêu sâu không lường được. Cây củ cải lớn cười khổ một tiếng nói, nguy hiểm. Thần vẫn nơi nào chỉ là nguy hiểm, đây chính là thần linh ngã xuống nơi, có đại khủng bố, ta cũng chỉ là đi qua mấy lần, suýt chút nữa chết ở bên trong. Cây củ cải lớn sắc mặt cứng đờ, nhất thời hận không thể cho mình hai miệng rộng tử, nói lỡ miệng. Lăng Tiêu ánh mắt sáng lên, người đi qua thần vẫn nơi. Vậy thì thật là tốt, chúng ta dọc theo con đường này an nguy liền giao cho ngươi, ngươi ở phía trước mặt dò đường.
cây củ cải lớn nhất thời rơi lệ đầy mặt, ai để chính mình như thế miệng nợ, lần này được rồi, tên sát tinh này là muốn mạng già của chính mình a. Đừng không tình nguyện, cửu vĩ thiên hồ nơi truyền thừa có tiên thiên tinh phách, đến thời điểm nếu là có dư thừa, liền thưởng cho ngươi một cái, nuốt tiên thiên tinh phách, ngươi chỉ sợ cũng có thể tiến hóa thành thần dược đi. Lăng Tiêu vỗ cây củ cải lớn một cái tát nói, một cái không được, ít nhất phải 10 cái. Cây củ cải lớn nói thật, Lăng Tiêu nhất thời bị nó có chút tức giận, lại một cái tát đập tới. Chúng ta liền tiên thiên tinh phách ảnh tử còn không thấy đây, ngươi liền bắt đầu trả giá, nhanh đi dò đường. Cây củ cải lớn bị Lăng Tiêu đánh cho mắt nước mắt lưng tròng, bất quá cái tên này nhớ ăn không nhớ đánh, vừa nghĩ tới tiên thiên tinh phách, nó giống như là hít thuốc lắc giống như đồng ý. Tổ tiên tử, cửu vĩ thiên hồ truyền thừa, ở thần vẫn nơi vị trí nào? Lăng Tiêu hỏi, Tô Mị Nương nhất thời lấy ra một tấm cổ xưa địa đồ, cười nói, này mặt trên chính là chúng ta thăm dò ra cửu vĩ thiên hồ nơi truyền thừa, Lăng công tử không cần khách khí như thế, gọi ta Mị Nương là được. Được rồi, vậy ngươi cũng không cần khách khí như thế, gọi ta Lăng Tiêu đi. Lăng Tiêu tiếp nhận địa đồ ném cho cây củ cải lớn, hơi mỉm cười nói. Vậy ta gọi ngươi Lăng đại ca đi, Tô Mị Nương nhợt nhạt cười một tiếng nói. Lăng Tiêu nhất thời lườm một cái này Tô Mị Nương vẫn đúng là biết đánh rắn thượng côn. Mình mới 18 tuổi, Tô Mị Nương như thế nào đều lớn hơn mình, dĩ nhiên không có chút nào lúng túng. Lăng đại ca, chúng ta cửu vĩ hồ bộ tộc tuổi thọ dài lâu, đổi thành nhân tộc tuổi thọ, ta năm nay mới xem như là 15 tuổi. Tô Mị Nương phảng phất nhìn thấu Lăng Tiêu ý nghĩ, cười nói. Thiên phong hẻm núi, hai người các ngươi không muốn đả tình mà tiếu có được hay không? Cửu vĩ thiên hồ truyền thừa dĩ nhiên tại nơi quỷ quái này. Ta khuyên các ngươi hay là chớ đi tới, nơi đó quá nguy hiểm. Cây củ cải lớn cắt đứt Lăng Tiêu cùng Vũ Mị Nương, như là gặp ma, vẻ mặt đưa đám nói. Chương 616, thần vẫn nơi, thiên phong hẻm núi, đó là địa phương nào? Lăng Tiêu hỏi, thiên phong hẻm núi là thần vẫn nơi nơi sâu xa, một tòa hết sức cổ quái hẻm núi, nơi đó quanh năm thiên phong gào thét, hỗn độn khí tràn ngập. Cái kia loại thiên phong có thể so với nửa bước chí tôn tứ tượng chi kiếp trong đệ tam kiếp, thiên phong kiếp, vô cùng khủng bố, coi như là nửa bước chí tôn đi vào, cũng sẽ bị thổi hài cốt không còn. Nếu không chúng ta chớ đi, thật sự gặp người chết a. Cây củ cải lớn tội nghiệp nhìn Lăng Tiêu nói, thiên phong kiếp sao, thiên phong kiếp chính là thiên địa giao cảm, nhằm vào nửa bước chí tôn nguyên thần mà hạ xuống kiếp nạn, làm sao sẽ bỗng dưng xuất hiện ở một tòa trong hẻm núi. Chỉ sợ là có trận pháp tồn tại chứ. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi nói rằng. Tô Mị Nương gật đầu một cái nói, không sai. Cái kia thiên phong kiếp cũng không phải là bỗng dưng sinh thành, căn cứ chúng ta suy đoán, chính là một tòa thượng cổ thần trận biến thành, ta cửu vĩ hồ bộ tộc từng có một vị tiền bối, dựa vào hộ thân chí bảo, tiến vào thiên phong hẻm núi, thăm dò đến rồi trong đó tồn tại cửu vĩ thiên hồ khí tức, nhưng thủy chung không có cách nào đi tới truyền thừa bước cuối cùng. Nếu là trận pháp, vậy thì có biện pháp, chúng ta đi trước nhìn kỹ hãng nói. Cây củ cải lớn, đi trước dẫn đường. Lăng Tiêu làm ra quyết định, kiếp trước thời điểm, Lăng Tiêu thân vì là thiên hạ đệ nhất nhân, không chỉ là sức chiến đấu tuyệt thế, thiên phú vô song, cũng bởi vì hắn đan, khí, trận tam tuyệt, đều tu luyện đến chí tôn cảnh giới. Lăng Tiêu trận pháp trình độ, có thể nói là đương thời vô song, đời trước hắn liền gặp qua không ít thượng cổ thần trận, thậm chí giải thích một ít bí mật trong đó, cho nên đối với cái gọi là thượng cổ thần trận, hắn còn thật không sợ cái gì. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần vẫn nơi ở vào thánh khư phương Tây, quanh năm bao phủ một tầng nhàn nhạt hắc quang, tĩnh mịch khí tràn ngập, không có một ngọn cỏ. Thiên địa tối tăm, hư không rung động, trên 9 tầng trời phảng phất có từng đạo vết nứt, bốn phía đều là bát ngát đại địa, có từng tòa cô linh linh núi hoang đứng vững ở đại địa bên trên. Khắp nơi có thể nhìn thấy tàn phá binh khí cùng hài cốt, chỉ là không mấy năm trôi qua, cái kia chút xem ra cực kỳ cường đại binh khí cũng sớm đã mất đi thần tính, trở thành đồng nát sắt vụn. Cái kia chút hài cốt đều vô cùng to lớn, Lăng Tiêu liền thấy phía trước có một tôn thượng ngàn trượng dài bạch cốt, nằm đại địa bên trên, lờ mờ xem ra hình như là một đầu thần ngưu, bụng có một to lớn động, đầu đã biến mất rồi, hiển nhiên là thượng cổ thần chiến thời gian lưu lại. To lớn như vậy hài cốt tùy ý có thể thấy được. Càng đi về phía trước, Lăng Tiêu thậm chí còn gặp được chân long hài cốt, chân hoàng hài cốt, bạch hổ hài cốt, cùng kỳ hài cốt. Các loại vô số cường đại thần thú, tuy rằng đã nhiều năm như vậy, nhưng này chút hài cốt vẫn cứ tràn ngập một tầng thần bí ánh sáng, sát khí dâng trào. Lăng Tiêu cảm giác được, như là dám tới gần, e sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị những sát khí kia công kích, khó thoát khỏi cái chết. Trên núi hoang, có vết máu màu đen, đó là thần linh máu, phảng phất bị lực lượng nào đó ô nhiễm, đem to lớn sơn mạch đều ăn mòn thành một cái dốc núi nhỏ.
cây củ cải lớn chiến chiến căng căng ở phía trước dẫn đường, gương mặt cúi đầu ủ rũ. Bất quá nó trước đã tới Thần Vẫn nơi mấy lần, vì lẽ đó dọc theo đường đi đúng là hữu kinh vô hiểm, mang theo Lăng Tiêu cùng Tô Mị Nương hướng về Thần Vẫn nơi nơi sâu xa đi. Dọc theo đường đi, Lăng Tiêu có đến vài lần đều cảm giác được uy hiếp chí mạng, có cường đại tàn tạ thần trận, còn có quỷ dị thần linh, bất quá đều bị cây củ cải lớn xảo diệu tránh khỏi. Trước phương thiên địa tối tăm, đại địa sụp đổ, có gió lạnh rít gào, xuất hiện một đạo to lớn hẻm núi. Hai bên đều là núi hoang, Lăng Tiêu xa xa nhìn ra, mơ hồ có thể nhìn ra, ở cái hạp cốc kia xung quanh, dĩ nhiên tổng cộng có 81 tòa núi hoang, chỉ có ở giữa nhất hẻm núi, như một cái quanh co cự long, dẫn tới nơi sâu xa. Nơi đó chính là Thiên Phong hẻm núi, bất quá ta trước cũng không có đi bên trong xem qua, những thiên phong kia hết sức khủng bố, người nhất định phải cẩn thận. Cây củ cải lớn nhìn thấy cái kia mảnh hẻm núi, nghe kinh khủng âm phong gào thét, sợ đến nó vội vã lắc lắc sao sao chạy trở về, nhảy lên Lăng Tiêu vai vai. Không sai, nơi này chính là Thiên Phong hẻm núi. Tô Mị Nương trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, chậm rãi nói rằng, thiên phong trong hẻm núi, kinh khủng nhất chính là thiên phong kiếp, bất quá ta lần này mang đến cửu tiêu hoàn bội cầm. Chỉ cần thôi thúc cửu tiêu hoàn bội cầm sức mạnh, chúng ta là có thể bình yên vô sự đi vào. Lăng Tiêu khẽ cau mày nói, tình trạng của ngươi bây giờ, còn có thể thôi thúc cửu tiêu hoàn bội cầm sao? Tô Mị Nương trước hao tổn sinh mệnh bản nguyên, tuy rằng thương thế khôi phục hơn nửa, nhưng muốn tiếp tục thôi thúc cửu tiêu hoàn bội cầm, e sợ hết sức vất vả. Ta cũng có thể kiên trì ba canh giờ đầy đủ chúng ta tiến vào thiên phong trong hẻm núi. Tô Mị Nương khẽ mỉm cười nói, ba canh giờ sao? Không được, coi như là tiến vào thiên phong hẻm núi, bên trong như là gặp nguy hiểm gì, chúng ta còn trông cậy vào ngươi cửu tiêu hoàn bội cầm đây. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, sau đó không có hảo ý nhìn cây củ cải lớn một chút. Cây củ cải lớn cả người mát lạnh, nhất thời có chút cảnh giác nhìn Lăng Tiêu nói, ngươi làm gì thế dùng này loại không có hảo ý mắt chỉ nhìn ta. Khái khái, cây củ cải lớn, cống hiến một giọt thần dịch đi, một giọt thần dịch đầy đủ Tô Mị Nương bù đắp tổn thất sinh mệnh bản nguyên, thương thế tận bình phục. Mới có thể thôi thúc cửu tiêu hoàn bội cầm. Lăng Tiêu ho khan một tiếng nói. Cái gì, cây củ cải lớn nhất thời nhảy lên, giống như là bị đã dẫm vào đuôi giống như, đầy mặt oán giận nhìn Lăng Tiêu nói, người cái này lăng lột ra, để ta dò đường thì thôi, bây giờ còn muốn thần của ta dịch, cũng không có cửa. Cây củ cải lớn cảm giác được hết sức oan ức, đây chính là đường đường vô thượng thần dược đãi ngộ sao. Ai chiếm được vô thượng thần dược, không đều là coi như chân bảo, Lăng Tiêu ngược lại tốt, trước để nó dò đường. Không hề chú ý sự sống chết của nó, hiện tại lại muốn nó thần dịch. Cây củ cải lớn mặc dù là đại minh vương sâm, vô thượng chuẩn thần dược, nhưng trong cơ thể nó thần dịch cũng bất quá chỉ có mười mấy giọt, chính là hội tụ thiên địa tinh hoa tồn tại, giống như là người tinh huyết trong cơ thể giống như, hao tổn một giọt đều cần rất lâu mới có thể bù đắp lại. Lăng Tiêu cười hắc hắc nói, cây củ cải lớn, chúng ta tới đều tới, đợi tìm được tiên thiên tinh phách, đến thời điểm ngươi là có thể tiến hóa thành vô thượng thần dược, chỉ là một giọt thần dịch đáng là gì. Cuối cùng ở Lăng Tiêu uy bức lợi dụ hạ, cây củ cải lớn mới bất đắc dĩ dâng ra một giọt thần dịch. Vù, cây củ cải lớn trong thân thể, bay ra một giọt màu vàng thần châu, xem ra ánh sáng óng ánh, thơm ngát phân tán, mà cây củ cải lớn nhất thời cũng có chút ủ rũ lên, xem ra có chút không có tinh thần. Mị nương, cây củ cải lớn là chuẩn thần dược, nuốt vào này giọt thần dịch, thương thế của ngươi cùng hao tổn sinh mệnh bản nguyên cũng có thể lập tức khôi phục. Lăng Tiêu đem này giọt thần châu đưa cho Tô Mị Nương. Lăng đại ca, người đối với ta quá tốt rồi, nhân gia thật sự không biết nên báo đáp thế nào ngươi thì sao? Tô Mị Nương mặt cười ửng đỏ, một đôi nước long lanh mắt to nhìn Lăng Tiêu, tràn đầy cảm kích cùng ý cười. Nàng quần đỏ phiêu phiêu, trước ngực cao ngất trắng nõn theo hô hấp mà phập phồng, vóc người đường cong lả lướt, cả người đều tản ra một luồng kiểu khác mê hoặc tâm ý, khiến người ta không khỏi huyết mạch căng phồng. Coi như lấy Lăng Tiêu định lực, đều không khỏi thầm mắng trong lòng một tiếng tiểu yêu tinh. Chương 617, Thiên Phong hẻm núi. Không cần khách khí, nhanh lên một chút chữa thương đi, chúng ta còn muốn đi thiên phong hẻm núi đây. Lăng Tiêu sắc mặt vô cùng bình tĩnh nói. Tô Mị Nương có chút u oán nhìn Lăng Tiêu một chút, phảng phất là đang trách Lăng Tiêu không hiểu phong tình, nàng đem thần dịch nhận lấy trực tiếp nuốt vào. Nhất thời, một luồng bàng bạc tinh hoa sinh mệnh mãnh liệt mà đến, Tô Mị Nương quanh thân ánh sáng óng ánh, tinh lực tràn ngập, sau lưng nàng trong mơ hồ, xuất hiện một đầu to lớn hồ ly, tám con mao nhung nhung đuôi phóng lên trời. Phóng ra đạo đạo ánh sáng thần thánh. Tám vĩ huyết mạch sao? Lăng Tiêu ánh mắt hơi động, này Tô Mị Nương huyết mạch quả nhiên cực kỳ bất phàm, nếu là thật chiếm được cửu vĩ thiên hồ truyền thừa, hay là thật sự có thể tiến hóa thành cửu vĩ huyết mạch, thành là chân chính cửu vĩ thiên hồ, thần thú thân thể. Chân chính thần thú huyết mạch, tuyệt đối có đi ngược chiều phạt giết,
vượt cấp khiêu chiến khủng bố sức chiến đấu. Giống như là Long Ngạo Thiên, vậy thì là chân chính thần thú chân long huyết mạch, sức chiến đấu vô song, khủng bố tuyệt luân. Chuẩn thần dược thần dịch cực kỳ quý giá, ẩn chứa tạo hóa lực lượng, Tô Mị Nương nuốt vào thần dịch, chỉ là sau một canh giờ, trên người nàng thì có một loại sức mạnh vô cùng to lớn bộc phát ra. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Da thịt của nàng óng ánh, tinh lực cuồn cuộn, thân thể tỏa ra một loại nhàn nhạt chí tôn thần uy. Tô Mị Nương tu vi tuy rằng đạt tới nửa bước chí tôn cảnh giới, nhưng cũng không có vượt qua tứ tượng chi kiếp, bất quá chiếm được viên này thần dịch giúp đỡ, như là Tô Mị Nương mong muốn, e sợ rất nhanh sẽ có thể vượt qua đại địa kiếp, trở thành một giống chi kiếp nửa bước chí tôn. Được rồi, chúng ta tiến vào Thiên Phong hẻm núi đi. Tô Mị Nương đứng lên, hướng về Lăng Tiêu nở nụ cười xinh đẹp, đồng thời lòng bàn tay ánh sáng lóe lên, cửu tiêu hoàn bội cầm xuất hiện ở trong tay. Đi thôi, Lăng Tiêu cũng là khẽ mỉm cười nói. Hô, giống, phía trước to lớn hẻm núi, như một vị thái cổ cự thú miệng rộng, đen kịt cực kỳ, nhưng cũng có đạo đạo gió lạnh rít gào, có vẻ cực kỳ khủng bố. Cách rất xa, là có thể cảm giác được, luồng khí thế lạnh như băng kia, khiến người ta khắp cả người phát lạnh, dường như muốn đem người ngàn đao bầm thây giống như. Thiên Phong hẻm núi xung quanh, càng là có rất nhiều cường đại hài cốt, tỏa ra sát khí ngập trời. Cong, cửu tiêu hoàn bội cầm tỏa ra màu đỏ hào quang, theo tiếng đàn bồng bềnh, từng nét bùa chú chữ cổ bay ra, tạo thành một đạo kết giới, đem Tô Mị Nương cùng Lăng Tiêu bao phủ lại. Lăng Tiêu cùng Tô Mị Nương đồng thời, đi vào Thiên Phong hẻm núi, bị gào thét Thiên Phong kiếp nuốt sống. Ngay ở Lăng Tiêu cùng Tô Mị Nương tiến nhập Thiên Phong thung lũng thời điểm, một đám khách không mời mà đến cũng đi tới Thần Vẫn nơi. Trương huynh, người xác định Lăng Tiêu tiến nhập Thần Vẫn nơi sao? Thứ sáu thánh tử trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhìn bên người Trương Húc Hạo hỏi. Không sai, đế huynh, Nam Thiên huynh, Lăng Tiêu cùng Tô Mị Nương con tiện nhân kia muốn có được Cửu Vĩ Thiên Hồ truyền thừa, ngay ở Thần Vẫn nơi. Ta chỉ muốn Tô Mị Nương con tiện nhân kia, Lăng Tiêu cùng đồ trên người hắn, tất cả đều là hai vị. Trương Húc Hạo trong ánh mắt tràn đầy sát cơ lạnh như băng, chậm rãi nói rằng. Ngoại trừ Trương Húc Hạo cùng một cái áo bào đen ông lão ở ngoài, còn có Nam Thiên Thế Gia Nam Thiên Vương, mang theo hai cái Nam Thiên Thế Gia trưởng lão. Bọn họ một chuyến sáu người, tất cả đều là nửa bước chí tôn tu vi, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Trương Húc Hạo trốn sau khi đi, liền gặp thứ sáu thánh tử cùng Nam Thiên Vương đám người đang tìm Lăng Tiêu tâm tích, bọn họ ăn nhịp với nhau, từ Trương Húc Hạo cung cấp Lăng Tiêu tâm tích, bọn họ quyết định triệt để đem Lăng Tiêu chém giết ở Thần Vẫn nơi. Trương công tử, người nói Lăng Tiêu hét lớn một tiếng, là có thể để trong tay ngươi Thiên Xu cổ kiếm không dám nhúc nhích. Xem ra tiểu tử này thân phận vô cùng khả nghi a. Thứ sáu thánh tử bên người cái kia áo bào đen ông lão chậm rãi nói rằng. Ồ, trưởng lão nhưng là đoán được cái gì? Trương Húc Hạo cả người chấn động, liền vội vàng hỏi. Căn cứ lão phu biết, trong tay ngươi Thiên Xu cổ kiếm, chính là vạn năm trước thiên hạ đệ nhất nhân, Thôn Thiên Chí Tôn tạo nên, ban cho hắn đại đệ tử Mộc Đón Gió, vì lẽ đó có thể một lời liền làm cho khiếp sợ Thiên Xu cổ kiếm, e sợ chỉ có Thôn Thiên Chí Tôn cùng Mộc Đón Gió, hoặc là liền Mộc Đón Gió đều làm không được đến. Áo bào đen ông lão trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Cái gì, trưởng lão, ngươi nói thế nào cái Lăng Tiêu là vạn năm trước Thôn Thiên Chí Tôn? Này con sợ không thể nào, thứ sáu thánh tử cùng Trương Húc Hạo đều là cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt. Có cái gì không thể, đến rồi Thôn Thiên Chí Tôn cấp độ kia cảnh giới, há lại sẽ là chết dễ dàng như vậy? Hay là thật sự có thể luân hồi chuyển thế cũng không nhất định. Bất quá, coi như là cái kia Lăng Tiêu không phải Thôn Thiên Chí Tôn, cũng nhất định cùng Thôn Thiên Chí Tôn có quan hệ, hay là trên người hắn có Thôn Thiên Chí Tôn truyền thừa. Áo bào đen ông lão chậm rãi nói rằng. Thứ sáu thánh tử cùng Nam Thiên Vương đám người con mắt đều là sáng, Thôn Thiên Chí Tôn truyền thừa. Thôn Thiên Chí Tôn đây chính là vạn năm trước thiên hạ đệ nhất nhân, có người nói đã chạm tới thần linh cảnh giới cường giả tuyệt thế, nếu như có thể được truyền thừa của hắn. Thứ sáu thánh tử cùng Nam Thiên Vương bọn người là cảm xúc mênh mông đứng lên. Chớ đừng nói chi là, Lăng Tiêu trên người còn hư hư thực thực có Xích Long Chiến Thần truyền thừa. Vì lẽ đó vô luận như thế nào, Lăng Tiêu đều phải chết. Trương Húc Hạo cũng là trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Nói, mặc kệ cái kia Lăng Tiêu là ai, nhưng hắn bất quá chỉ là vương hầu cảnh tu vi, chúng ta nhiều người như vậy, lại thêm hai đại chí tôn khí, nhất định có thể giết Lăng Tiêu. Thứ sáu thánh tử trên người có thần vương quấn vải liệm, Nam Thiên Vương lần này cũng đem Nam Thiên Thế Gia chí tôn khí mang đến, ngoại trừ phải giúp phần Thiên Yêu Hoàng ở ngoài, còn có chính là muốn chém giết Lăng Tiêu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh đi. Áo bào đen ông lão gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Đoàn người nhanh chóng tiến vào Thần Vẫn nơi. Ầm ầm, Thiên Phong trong hẻm núi,
từng đạo kinh khủng cương phong gào thét, ẩn chứa hủy diệt hết thảy sức mạnh. Bốn phía sơn thạch đều là ở thiên phong kiếp vô số năm óng ánh còn dư lưu lại, mà trên đất hải cốt cũng đều là cường đại nhất hung thú cùng thần thú. Lăng Tiêu cùng Tô Mị Nương đồng thời hướng về nơi sâu xa đi, cửu tiêu hoàn bội cầm hình thành kết giới, ở thiên phong cướp tàn phá hạ, khẽ run. Cây củ cải lớn đầy mặt đều là vẻ hoảng sợ, chặt chẽ nắm lấy Lăng Tiêu quần áo. Bọn họ đã đi sâu vào 3-2 canh giờ, cũng vẫn không có tìm tới cửu vĩ thiên hồ tung tích, Tô Mị Nương sắc mặt đều hơi trắng bệch lên. Thời gian dài thôi thúc cửu tiêu hoàn bội cầm, đối với nàng mà nói cũng là gánh nặng không nhỏ. Nàng giờ khắc này cũng càng thêm cảm kích Lăng Tiêu, nếu không là cây củ cải lớn cái kia giọt thần dịch, e sợ nàng căn bản kiên trì không tới vào lúc này. Bù, xung quanh bắt đầu có hỗn độn khí bốc lên, một cổ cường đại nguy cơ hiện lên Lăng Tiêu cùng Tô Mị Nương tâm đầu. Bốn phía huyền hoàng khí bốc lên, màu đen sóng nước mãnh liệt, thiên phong kiếp gào thét, đồng thời có liệt diễm bay lên không cảnh tượng, địa thủy phong hỏa tứ tượng chi kiếp tràn ngập, đan xen vào nhau, mơ hồ tạo thành một đạo cổ xưa đại trận. Chính là chỗ này cổ thần trận, Lăng Tiêu, cửu vĩ thiên hồ truyền thừa, ngay ở cổ bên trong thần trận, chỉ là tòa này cổ thần trận vô cùng đáng sợ, chúng ta cửu vĩ hồ bộ tộc vô số cường giả, đều tổn hại ở chỗ này cổ bên trong thần trận. Tô Mị Nương có chút kích động lại có chút lo lắng nói rằng, ầm ầm, trước mắt cổ thần trận tự thành không gian, diễn biến thành mỗi bên loại thần bí dị tượng, hỗn độn khí bốc lên. Phảng phất có vô số thế giới sinh diệt cảnh tượng xuất hiện ở Lăng Tiêu cùng Tô Mị Nương trước mặt. Lăng Tiêu cùng Tô Mị Nương đứng ở nơi đó, mặc dù có cửu tiêu hoàn bội cầm kết giới bao phủ, nhưng Lăng Tiêu vẫn là cảm giác được, hay là chỉ cần bước sai một bước, sẽ có kinh khủng nguy cơ giáng lâm. Dĩ nhiên là một tòa hoàn chỉnh cổ thần trận, Lăng Tiêu hơi nhắm mắt cảm thụ một hồi, cảm giác được bốn phía hư không, phảng phất có từng đạo hoàn chỉnh pháp tắc đan dệt, đem vùng đất này đều bao phủ lại. Chương 618 Cổ thần trận bí mật. Hơn nữa còn là nhằm vào nguyên thần đại trận, Lăng Tiêu trong ánh mắt có một tia phong mang vẻ, không trách hắn cảm thấy nguy cơ, e là cho dù là có cửu tiêu hoàn bội cầm, như là đi nhầm một bước, nguyên thần cũng sẽ bị thần trận trong nháy mắt xóa bỏ. Không sai, Tô Mị Nương có chút bội phục nhìn Lăng Tiêu một cái nói, tòa này cổ thần trận, chúng ta tạm thời gọi nó diệt hồn thần trận, cửu vĩ hồ bộ tộc các đời tiền bối thăm dò, vô số người chết ở bên trong thần trận này, chúng ta luôn có thể cảm giác được bên trong thần trận có cửu vĩ thiên hồ khí tức. Nhưng thủy chung không có cách nào phá mở đại trận. Vậy thì kỳ quái, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị, nói, như là cửu vĩ thiên hồ thật sự thì ở tòa này diệt hồn thần trận bên trong, vậy nói rõ này diệt hồn thần trận hẳn là nó lưu lại mới đúng, nên cho các ngươi cửu vĩ hồ bộ tộc lưu lại sinh cơ, thế nhưng cửu vĩ hồ bộ tộc cường giả đều chết hết, cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Này diệt hồn thần trận là vì vây chết cửu vĩ thiên hồ mà bày ra. Tô Mị Nương cả người chấn động, có chút khiếp sợ nói rằng, không đúng, này diệt hồn thần trận, phải là cửu vĩ thiên hồ bày ra, bởi vì bên trong đại trận này, có cửu vĩ thiên hồ huyết mạch khí tức. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, hắn trận pháp trình độ cực cường, vạn năm trước cũng tiếp xúc qua không ít cổ xưa thần trận, vì lẽ đó có thể nhìn ra bày xuống tòa này cổ thần trận người, nhất định là cửu vĩ thiên hồ. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy vì sao ta cửu vĩ hồ bộ tộc tiền bối đều sẽ vẫn lạc ở trong đó? Tô Mị Nương có chút khó tin hỏi. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, bởi vì, này tòa diệt hồn thần trận, đã không phải là nguyên bản diệt hồn thần trận, xác thực nói, là bị người khác động chân động tay. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Bị người khác động chân động tay, Tô Mị Nương có chút chấn kinh rồi, có thể đối với cổ thần trận dở trò, chẳng lẽ là cửu vĩ thiên hồ cửu nhân không? Hẳn là vực ngoại thiên ma trong trí cường giả. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh. Tiến vào tòa này cổ thần trận thời điểm, Lăng Tiêu cũng cảm giác được vô tự thiên thư rung động, đó là gặp phải vực ngoại thiên ma mới có thể tản ra đặc thù khí tức. Vực ngoại thiên ma, Tô Mị Nương cả người chấn động, vẻ mặt có chút ngưng trọng đứng lên. Nàng chợt nhớ tới, cửu vĩ thiên hồ hẳn là trăm vạn năm trước nhân vật, cửu vĩ hồ bộ tộc truyền thừa cửu vĩ hồ huyết mạch, nhưng cũng đối với trăm vạn năm trước đoạn lịch sử kia biết rất ít, chỉ biết là trăm vạn năm trước hay là cũng cùng vạn năm trước giống như, vực ngoại thiên ma giáng lâm. Nhấc lên một hồi kinh thiên huyết chiến. Vô số thần thú ngã xuống, vô số thần linh chết trận, trận chiến đó máu nhuộm thương thiên, vạn linh tịch diệt, chiến thần đại lục từ đây tiến vào thời đại hắc ám. Nếu thật là vực ngoại thiên ma động chân động tay, hay là vẫn đúng là có thể nói thông. Dù sao, cửu vĩ thiên hồ lưu lại thần trận ước nguyện ban đầu, có phải là vì để cửu vĩ hồ bộ tộc hậu nhân có thể có được truyền thừa, mà không phải giống như bây giờ, liền cửu vĩ hồ bộ tộc cường giả đều bị thần trận diệt sát vô số. Ngươi cẩn trọng một chút, theo ta. Lăng Tiêu trong ánh mắt thần mang lóe lên, bước ra bước thứ nhất.
Ầm ầm, phảng phất diệt thần đại trận bị kích phát, vô tận sương mù hỗn độn mãnh liệt, từng đạo màu đen ma quang tung ngày mà đến, ẩn chứa cực kỳ khủng bố sát ý, hướng về Lăng Tiêu cùng Tô Mị Nương mi tâm phóng tới. Bù, Cửu Tiêu Hoàn Bội cầm ánh sáng óng ánh, chí tôn thần uy tràn ngập, nhưng cũng chỉ là chặn lại rồi bộ phận màu đen ma quang, vẫn có từng đạo ma quang xuyên thủng kết giới, tỏa ra một luồng phá diệt hết thảy khí tức, muốn triệt để giết chết Lăng Tiêu cùng Tô Mị Nương nguyên thần. Cái gì? Tô Mị Nương hoa dung thất sắc, tại này cỗ ma quang trước mặt, nàng dĩ nhiên cảm thấy một luồng cảm giác vô lực, một loại sự uy hiếp của cái chết dâng lên trong lòng. Quả nhiên là vực ngoại thiên ma đang giở trò. Lăng Tiêu mắt sáng lên, vô tự thiên thư nhất thời từ mi tâm của hắn bên trong bắn ra, trong hư không ánh sáng cuốn một cái, liền đem cái kia chút màu đen ma quang nuốt vào. Lăng Tiêu trong hai mắt, có nhàn nhạt phù văn tràn ngập, hắn hướng về phía trước liền đi rồi 49 bước. 49 đạo vết chân hội tụ, cuối cùng tạo thành một đạo phù văn thần bí, bị Lăng Tiêu một trưởng vỗ ra, ở trước mắt hỗn độn bên trong thế giới ầm ầm nổ ra. Ầm ầm, thần đạo phù văn tràn ngập, màu đen ma quang mãnh liệt, Lăng Tiêu lờ mờ nhìn thấy, vùng thế giới này trong đó, vô số phù văn đan dệt, vô số pháp tắc đường nét lan tràn ra, thần đạo cùng ma đạo chống chọi, để mảnh này đại trận trở nên cực kỳ hỗn loạn cả lên. Thì ra là vậy, Lăng Tiêu trong lòng sinh ra ngộ ra vẻ, này đạo cổ thần trận đúng là cửu vĩ thiên hồ lưu lại, nhưng cũng bị vực ngoại thiên ma ma đạo pháp tắc quấy nhiễu, kích thích lên cổ thần trận bộ phận sức mạnh, phàm là tiến vào bên trong đại trận cửu vĩ hồ bộ tộc cường giả, đều sẽ trong nháy mắt xúc động đại trận sát cơ, bị triệt để giết chết. Lấy lực lượng không gian vì là căn bản, lấy tinh thần lực vì là giàn giáo, cấu trúc thần trận sao? Lăng Tiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích, lấy hắn trận pháp trình độ, mơ hồ nhìn thấu tòa này cổ thần trận bản nguyên. Nói đến, tòa này cổ thần trận cũng không phải là một tòa sát trận, mà là trận pháp không, nhất định là tích chứa cửu vĩ thiên hồ truyền thừa, chỉ là bị vực ngoại thiên ma quấy nhiễu, dẫn đến trận pháp nghịch chuyển, tạo thành sát phạt thần trận. Lăng Tiêu, có biện pháp phá trận sao? Tô Mị Nương hỏi. Thần trận sức mạnh quá mức mênh mông cùng khủng bố, nếu không là vô tự thiên thư, cái kia cổ kinh khủng ma quang e sợ trong nháy mắt liền mạt sát của nàng nguyên thần. Cổ thần trận dù sao cũng là cổ thần trận, coi như cũng chỉ có một tia sức mạnh, cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Ta thử một lần đi, Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, bắt được Tô Mị Nương tay, hướng về trước mới chậm rãi đi đến. Theo ta, không cần đi làm mất đi, Tô Mị Nương tay như dương chi bạch ngọc, mềm mại cực kỳ. Tô Mị Nương không ngờ bị Lăng Tiêu bắt được tay, mặt cười nhất thời đỏ lên. Thế nhưng khi nàng giơ lên đầu, phát hiện Lăng Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, đang ở kiểm tra bốn phía, cũng không có chú ý tới nàng, Tô Mị Nương trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút không rõ thất vọng. Bù, Lăng Tiêu quanh thân ánh sáng óng ánh, hắn nguyên thần trong nháy mắt phân hóa thành ngàn tỷ đạo, mỗi một đạo đều hóa thành một đạo phù văn, rơi vào bốn phía trong hư không. Mảnh này đại trận phảng phất trong nháy mắt đã bị Lăng Tiêu định trụ. Đồng thời giấu Lăng Tiêu cùng Tô Mị Nương khí tức, nguyên bản vẻ này nguy cơ rất chí mạng chậm rãi biến mất rồi. Một luồng quen thuộc mà thân thiết khí tức truyền đến, Tô Mị Nương trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng nói, Lăng Tiêu, ta cảm thấy cửu vĩ thiên hồ hơi thở. Rất tốt, theo luồng hơi thở này đi về phía trước. Tuy rằng đại trận tạm thời không cách nào phá rơi, nhưng ta đã ngăn cách đại trận đối với địch ý của chúng ta, cũng có thể đi tới trận pháp chỗ cốt lõi, đến nơi đó, chúng ta đang suy nghĩ phá trận sự tình. Lăng Tiêu sắc mặt hơi trắng bệch, phân hóa ra khổng lồ như vậy nguyên thần lực lượng, chống lại tòa này cổ thần trận sức mạnh, cho dù có vô tự thiên thư bảo vệ, Lăng Tiêu cũng chịu đựng áp lực thực lớn. Dù sao, siêu thoát với thiên địa cùng sinh tử thần linh, coi như cũng chỉ có một tia sức mạnh, cũng không phải bình thường võ giả có thể chống lại. Được, Tô Mị Nương cũng nhìn thấu Lăng Tiêu đang ở chịu đựng áp lực thực lớn, nhất thời khuôn mặt nghiêm nghị, cẩn thận cảm thụ được luồng khí thế quen thuộc kia, hướng về phía trước cấp tốc đi. Chương 619, Tiên Thiên Tinh Phách, bốn phía sương mù hỗn độn tràn ngập, tỏa ra một luồng cổ xưa mà khí tức thần bí. Tứ phương trên dưới, đều là hỗn độn một mảnh, thần bí lưu quang lấp lóe, hoảng hốt trong đó phảng phất đi tới khai thiên tích địa trước. Đó là, Tiên Thiên Tinh Phách, Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhất thời liền thấy ở phía trước hỗn độn trong sương mù, có một đạo sáng chói ngôi sao lấp lóe, đang chậm rãi du đãng. Cái kia đạo tinh thần xem ra giống như là một bóng người, toàn thân óng ánh lóa mắt. Óng ánh trong suốt, tỏa ra một luồng thần tính gợn sóng, xem ra chỉ lớn chừng bàn tay, hết sức thần bí. Đúng là Tiên Thiên Tinh Phách, chủ nhân, nhanh bắt, có Tiên Thiên Tinh Phách, ta là có thể triệt để đột phá đến vô thượng thần dược cảnh giới. Cây củ cải lớn so với Lăng Tiêu còn kích động hơn, hai mắt tỏa ánh sáng, nếu không là e ngại cổ thần trận sức mạnh, e sợ nó đã sớm xông ra. Tiên Thiên Tinh Phách, chính là tiên thiên mà thành một loại tinh linh, ẩn chứa căn nguyên nhất thần tính sức mạnh.
là tinh khiết nhất vô chủ nguyên thần. Tiên thiên tinh phách đối với võ đạo cường giả tác dụng không lớn, nhiều nhất cũng chính là tăng lên một ít nguyên thần lực lượng thôi, thế nhưng là có thể dùng đến luyện chế cường đại thần binh lợi khí, hơn nữa còn là có thể trưởng thành thần binh lợi khí. Một loại binh khí đang luyện chế sau khi hoàn thành, muốn tiếp tục tăng lên, cần phải hao phí cực kỳ to lớn tài nguyên, mà thôi tiên thiên tinh phách làm khí linh, binh khí là có thể tự chủ hấp thu tiên thiên bản nguyên khí, để binh khí tiến hóa, càng ngày càng mạnh. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiên thiên tinh phách, một loại chỉ có thế giới vùng đất bản nguyên, mới có thể đản sinh vô thượng kỳ bảo, làm sao sẽ xuất hiện ở đây tòa cổ bên trong thần trận. Chẳng lẽ ở đây dẫn tới bản nguyên chi hải sao? Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhớ lại chính mình trong lúc vô tình đi nhầm vào bản nguyên chi hải sự tình. Bất quá hắn tuy rằng đang suy tư, nhưng không có dừng lại, nhanh chóng hướng về tiên thiên tinh phách đi. Hỗn độn khí mờ mịt, phía trước xuất hiện ba đạo tiên thiên tinh phách. Nhưng chúng nó đều cực kỳ cảnh giác, phảng phất cảm thấy Lăng Tiêu khí tức, cả người lóe lên, dĩ nhiên trực tiếp biến mất ở trong hư không. Bất quá Lăng Tiêu đã sớm chuẩn bị, vô tự thiên thư bị hắn thôi thúc, nhất thời lộ ra ba đạo xích thần trật tự đi ngang trời, nhanh đến mức cực hạn. Cái kia ba đạo tiên thiên tinh phách trong nháy mắt đã bị vô tự thiên thư bắt được, từ trong hư không kéo ra ngoài. Tiên thiên tinh phách có thể ẩn thân, có thể qua lại hư không, tốc độ cực nhanh, nếu là không có vô tự thiên thư, Lăng Tiêu cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, lấy trạng thái của hắn bây giờ, căn bản không có biện pháp bắt giữ tiên thiên tinh phách. Tiên thiên tinh phách a, ha ha ha, tiếp tục bắt, càng nhiều càng tốt, cây củ cải lớn đầy mặt đều là vẻ hưng phấn, lắc lắc to mập sao sao, ngụm nước suýt chút nữa đều phải chảy ra. Cứ như vậy, Lăng Tiêu một đường tiến lên, phàm là gặp phải tiên thiên tinh phách hắn cũng không có buông tha, tổng cộng bắt được 20 lục đạo tiên thiên tinh phách. Vèo, phía trước có một vệt kim quang lấp lóe, phảng phất là một vòng mặt trời mọc, có vẻ óng ánh lóa mắt, ẩn chứa một cổ cường đại vô cùng thần tính gợn sóng. Cái gì, lớn như vậy tiên thiên tinh phách, tuyệt đối là tiên thiên tinh phách vương a, nắm lấy nó, nắm lấy nó. Cây củ cải lớn cả người chấn động, như là hít thuốc lắc giống như hô to lên. Lăng Tiêu cũng là ánh mắt chấn động, này đạo tiên thiên tinh phách, dĩ nhiên so với trước những tiên thiên tinh phách kia phải cường đại mấy chục hơn trăm lần, cái kia loại tinh khiết nguyên thần gợn sóng, như huy hoàng đại nhật, quá sáng chói. Vèo, không cần cây củ cải lớn nhiều lời, Lăng Tiêu liền ra tay rồi. Hơn 10 đạo xích thần trật tự đến từ trên trời, như một đạo lưới lớn, trong nháy mắt liền phong tỏa bốn phương hư không, hướng về đạo kia tiên thiên tinh phách vương bắt đi. Ầm ầm, đạo kia tiên thiên tinh phách vương phảng phất cũng cảm thấy nguy cơ rất lớn, bắt đầu kịch liệt giãy giụa, cả người có màu vàng thiểm điện bắn ra, từng đạo phù văn cổ xưa nổ ra, cái kia hơn 10 đạo xích thần trật tự phảng phất có chút không chịu nổi muốn gãy lìa. Bù, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, nhất thời toàn lực thôi thúc vô tự thiên thư, vô số đạo nóng rực thần quang đi ngang trời, cuối cùng mới đưa đạo kia tiên thiên tinh phách vương trói buộc chặt, kéo vào vô tự thiên thư bên trong trấn áp lên. Này đạo tiên thiên tinh phách vương bị trấn áp sau khi, Lăng Tiêu nhất thời cảm giác được, cổ thần trận truyền tới nguy cơ dĩ nhiên biến mất rồi. Phía trước ánh sáng óng ánh, dĩ nhiên xuất hiện một tòa huyền không ngọn núi, tản ra vĩnh hằng hào quang bất hủ. Lăng Tiêu cùng Tô Mị Nương nhìn nhau, đều là cấp tốc hướng về tòa kia huyền không ngọn núi bay đi. Đó không phải là huyền không ngọn núi, đó là một tòa hài cốt, Tô Mị Nương cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt. Phía trước, hỗn độn khí tràn ngập, một tòa cao tới vạn trượng hài cốt trôi nổi ở trong hư không, toàn thân trắng toát, xem ra giống như là một vị to lớn hồ ly, phía sau có 9 cái to lớn xương cùng, như xông lên tận trời thần trụ. Là cửu vĩ thiên hồ, Lăng Tiêu mắt sáng lên, cảm thấy một cổ cường đại mà khí tức thần bí, tản ra thần đạo vĩnh hằng, bất tử bất diệt ý tứ hàm xúc. Đây chính là cửu vĩ thiên hồ hài cốt, hơn nữa còn là một vị thần linh cảnh giới cửu vĩ thiên hồ, cái kia loại cường đại khí thế kinh khủng. Liền ngay cả cường giả chí tôn đều không đủ vạn nhất. Đúng là cửu vĩ thiên hồ, chúng ta rốt cuộc tìm được. Tô Mị Nương trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động, hô hấp cũng biến thành trở nên dồn dập, cửu vĩ hồ bộ tộc vô số tiền bối cũng không có cách nào đi tới nơi này, mà nàng Tô Mị Nương làm được. Vị này hài cốt dĩ nhiên có trên cao vạn trượng, nhưng Lăng Tiêu lại có thể nhìn thấy, mi tâm của nó rạn nứt, có một to lớn độc, tràn ngập màu đen ma khí, mặt trên cắm vào một thanh gãy lìa màu đen chiến thương. Bệnh kia màu đen đoạn thương giờ khắc này tuy rằng mất đi uy năng, đã biến thành đồng nát sắt vụn, nhưng vẫn không sai có một luồng hung hãn ngập trời khí tức tràn ngập ra. Lăng Tiêu trong mơ hồ có thể nhìn thấy, thời kỳ thượng của một vị ma khí ngập trời cường giả tuyệt thế, cầm trong tay màu đen chiến thương, xuyên thủng tầng tầng hư không, đem cửu vĩ thiên hồ đinh giết ở đây. Trận chiến đó nhất định rất khốc liệt, liền ngay cả bước vào đến rồi thần linh cảnh giới cửu vĩ thiên hồ,
đều không chịu nổi kinh khủng như vậy một thương, cái kia chút vực ngoại thiên ma đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lăng Tiêu trong lòng hơi có chút nặng nề, nguyên bản hắn cho rằng vực ngoại thiên ma bên trong mạnh nhất phải là thiên ma vương, có thể so với phong hào chí tôn. Nhưng hiện tại xem ra, liền cửu vĩ thiên hồ đều bị chém giết, hay là ở thiên ma vương bên trên, còn có ngày ma thần tồn tại. Một chút điểm tiết lộ năm tháng sương mù phủ xuống chân tướng, để Lăng Tiêu càng phát cảm giác được khiếp sợ. Bù, nhưng vào lúc này, một đạo khí tức thần bí từ cửu vĩ thiên hồ trên người hiện ra, xem ra xích quang tràn ngập, ẩn chứa một luồng tinh túy thần bí yêu lực, trong nháy mắt liền rơi vào Tô Mị Nương trên người. Tô Mị Nương cả người ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt biến thành một con bạch hồ, bộ lông thuần trắng, không dính một hạt bụi, phía sau có 8 cái lông xù đuôi phóng lên trời. Một cổ cường đại huyết mạch liên hệ, ở Tô Mị Nương cùng cửu vĩ thiên hồ trong đó xuất hiện. Ta hậu nhân, người rốt cuộc đã tới. Một đạo tang thương mà mờ mịt âm thanh ở hỗn độn trong hư không vang lên, tỏa ra từng đạo thần bí gợn sóng. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh AL Audio. Các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.